Bằng không tiếp tục như vậy, nàng đến chết tại Long Huyết Thần Hoang phía trên. Nàng vốn định giữ chặt cái này một mũi tên, đáng tiếc cái này huyết tiễn trực tiếp kéo lấy nàng đi, trên đó còn rất dài ra rất nhiều gai nhọn, để Long U tay cầm máu me đầm đìa. Đinh đinh đinh. Càng kinh khủng chính là, cái kia Lâm Tiêu Tiêu thì đứng tại thái cổ tà ma trên thân, đứng nghiêm. Nàng ánh mắt lạnh lùng, dương cung cài tên, cái kia lạnh lẽo máu tanh đầu mũi tên, lại lần nữa chỉ hướng Long U. Cho đến giờ phút này, Long U mới ý thức tới, chính mình đụng phải cỡ nào đối thủ đáng sợ. Trở về. Tại nàng ra lệnh một tiếng, năm đầu vừa mới xuất hiện, liền bị huyết điện hồn bạo tách ra, vĩnh dạ minh hỏa trúc long, toàn bộ thủ vệ tại bên cạnh nàng. Đây là một loại tương đương đỉnh phong thần long cộng sinh thú, trong đó một đầu đạt tới 6.000 ngôi sao trình độ, còn lại đều là ngũ tinh thần thú. Từ một điểm này phía trên, có thể nhìn ra tại cộng sinh thú số lượng cùng điểm sao phía trên, nàng viễn siêu Lâm Tiêu Tiêu. Chỉ là ưu thế còn không có phát huy, nàng bản thể thì nổ. Vĩnh dạ minh hỏa trúc long, là một loại khá quỷ dị, đáng sợ thần long. Lý Thiên Mệnh nhìn hồi lâu, mới rốt cục thấy rõ ràng. Cái này từng đoàn đốt cháy ngọn lửa xanh lục thần long, bọn họ đều không có huyết nhục, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại bạch cốt. Không sai, đây là thuần túy cốt long. Bạch cốt mới là thân thể của bọn nó. Dạng này thần long, lộ ra cực kỳ âm u, táo bạo, thoạt nhìn không có huyết nhục bọn họ, lộ ra càng mạnh. Giết bọn hắn. Long U vẻ mặt nhăn nhó, hô lên câu này về sau, nàng nhổ một ngụm máu đen. Cúi đầu xem xét, nàng toàn thân da thịt cháy đen, tối thiểu đến khôi phục hơn mấy tháng, trong thời gian này Lý Hạo Thần đoán chừng đều không muốn đụng nàng. Loại này dung mạo đả kích, đối với nàng mà nói quả thực chí mạng. Da thịt bị hao tổn, so bụng bị xuyên thủng còn khó chịu hơn. Nói thật, đây đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình, để cho nàng não tử trống rỗng. Nàng cũng không dám nhìn Lý Hạo Thần, bởi vì nàng lo lắng nhìn đến đối phương thất vọng ánh mắt. Ta đây là đang làm gì à? Long U khóc không ra nước mắt, nàng thật cả một đời đều không như thế kém cỏi qua. Nàng muốn đứng lên chiến đấu, nhưng toàn thân suy yếu, máu tươi sói mòn, dẫn đến chiến đấu lực đại tổn thương. Không thể thua, nếu không mặt mũi mất hết. Vào giờ phút như thế này, nàng ngược lại là coi như thanh tỉnh, không có loạn sau cùng phân tắc. Chí ít, hiện tại nàng cộng sinh thú vẫn là trạng thái toàn thịnh. Tại nàng hiệu lệnh dưới, năm đầu, vĩnh dạ minh hỏa trúc long, đã đem Lâm Tiêu Tiêu cùng thái cổ tà ma đoàn đoàn bao vây. Bắt giặc phải bắt vua trước, Vũ U, những thứ này tiểu lâu lâu giao cho ngươi. Lâm Tiêu Tiêu thấy thế, trực tiếp nhảy xuống, bỏ chạy mà đi. Ta đi, ngươi vô sỉ, thái cổ tà ma cả giận nói. Năm đầu vĩnh dạ minh hỏa trúc long, đây là cái gì tiểu lâu lâu? Loại này ngự thú sư, nàng cộng sinh thú liên hợp chiến đấu lực, so bản thể lớn, tối thiểu chiếm cứ ngự thú sư cộng sinh thú tổ hợp 7 thành. Thái cổ tà ma vừa giận mắng một tiếng, cái kia năm đầu thuần túy bạch cốt thần long, phun ngọn lửa xanh lục, hướng về nó nhào tới, trực tiếp chật đánh thành một đoàn. Bị vây đánh thái cổ tà ma, quả nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm. Ầm ầm, bọn họ phân ra một đầu vĩnh dạ minh hỏa trúc long, theo đuổi lấy Lâm Tiêu Tiêu. Siêu siêu. Lâm Tiêu Tiêu mượn dùng thanh vân thần mộc cành lá, tới làm che chắn, linh hoạt du tẩu. Mãi mãi dạ minh hỏa trúc long muốn truy đuổi nàng, còn có chút khó khăn. Rầm rầm rầm, từng đạo thần thông, lục hỏa, để chung quanh cây cối đổ sụp, đốt cháy, mấy lần giống như đem Lâm Tiêu Tiêu chìm ngập. Không biết sao một hồi, liền không có thân ảnh của nàng. Ông, huyết điện lấp lóe. Bên này, Long U kéo lấy trầm trọng thân thể. Thẳng hướng Lâm Tiêu Tiêu, nhưng không ngờ Lâm Tiêu Tiêu quay người đã nhìn chằm chằm nàng. Không trung đột nhiên quay người. Tóc dài phấn khởi ở giữa, Lâm Tiêu Tiêu trong tay ba nhánh huyết tiễn, lại lần nữa nổ bắn ra tới. Long U minh bạch. Lâm Tiêu Tiêu thoát ly thái cổ tà ma, chính là vì tìm đến nàng. Ý thức được, đã chậm. Đinh đinh đinh. Lấp lóe, ngăn cản, chạy trốn, vẫn là để huyết tiễn theo trên đùi đâm đi vào. Để cho nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lại lần nữa kêu đau một tiếng, nghe tê tâm liệt phế. Mềm mại xinh đẹp mỹ nhân, lại bị như thế tra tấn, quả thực người nghe rơi lệ. Ầm ầm, hai đầu vĩnh dạ minh hỏa trúc long trở về, đuổi theo Lâm Tiêu Tiêu chạy. Bọn chúng thần thông, đồng dạng cho Lâm Tiêu Tiêu mang đến một số thương thế, nhiều lần kém chút bị biển lửa đốt cháy, móng vuốt trúng đích.
Nhưng, nàng thì nhìn chằm chằm Long U U bắn tên. Long U U bắt đầu trọng thương, thành đột phá khẩu, Lâm Tiêu Tiêu không rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Sau đó, chàng diện biến thành thái cổ tà ma độc chiến ba long, vĩnh dạ minh hỏa trúc long truy đuổi Lâm Tiêu Tiêu, mà Lâm Tiêu Tiêu lại đuổi theo Long U U, một trận nổ bắn ra. A! À, Long U U đổ máu càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần Long huyết thần hoang trúng đích, đối với nàng mà nói đều là chí mạng. Lâm Tiêu Tiêu đối Long huyết thần hoang trưởng khống, có thể nói xưa đâu bằng nay. Phốc phốc phốc, làm. Long U U lần nữa bị đính tại trên cây. Lần này cung tiễn theo ở ngực xuyên thấu đi. Sau một khắc, lại có hai chi mũi tên, đem hai tay của nàng tay cầm, đều cho đính tại trên cây, để cho nàng liền giãy giụa cơ hội đều không có. A, à, cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe để người tê cả da đầu. Lại không nhận thua, người liền sẽ chết. Lâm Tiêu Tiêu bị thần long đập trên mặt đất, một miệng nghịch huyết phun ra, người suy yếu rất nhiều. Thế nhưng là nàng câu nói này, lại làm cho Long U U triệt để hỏng mất. Khác bắn, ta thua, nàng sầu thảm nói. Trận chiến đầu tiên, hết thảy đều kết thúc. Bắt đầu, quá trình, kết cục, đều cùng tại chỗ mấy chục vạn người, nghĩ đến rất khác nhau. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Hiện trường ngoại trừ Long U U kêu khóc bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Bao quát Lý Thiên Mệnh ở bên trong, đều có chút giật mình. Lâm Tiêu Tiêu cái này mở màn, trực tiếp đem trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện mặt mũi, gọn gàng mà linh hoạt đánh hạ, đặt ở lòng bàn chân dẫm. Như vậy, ta đều không cần lên A. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Dạ Lăng Phong quyết đấu tinh tướng tám thức thần tu luyện giả, hắn đều có niềm tin chắc chắn. Lý Nhược Thi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lý Nhược Thi chắc chắn sẽ không khinh thị Dạ Lăng Phong, nhưng, cái kia cũng vô dụng. Cho nên cái này ba ván hai thắng, Lý Thiên Mệnh chú định muốn đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Tại tĩnh mịch phạm vi bên trong, Lâm Tiêu Tiêu thu hồi Long huyết thần hoang, mang đi thái cổ tà ma. Xin lỗi, đao kiếm không có mắt, làm bị thương ngươi, may mắn không có xảy ra án mạng, lấy điều kiện của các ngươi, rất nhanh liền có thể chữa tốt. Lâm Tiêu Tiêu dừng một chút, nhìn về phía Long U U, tiếp tục nói, nếu như lần sau còn có giao thủ cơ hội, hy vọng ngươi trước tiên đem ta, làm đối thủ. Tôm bóc vỏ tim heo a. À. Tuyệt. Long U U vừa mới đứng lên, nghe nói như thế, lại là phun ra một ngụm máu, tại chỗ tức đến ngất đi. Cái này đối với nàng mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Nếu không nàng căn bản không biết, muốn từ chỗ nào điều kẽ đất chui vào. Năm đầu vĩnh dạ minh hỏa trúc long, đều là một mặt mờ mịt. Kỳ thật nghiêm túc đánh, Lâm Tiêu Tiêu chưa hẳn có thể thắng nàng, tối thiểu là một trận cùng cấp bậc tử chiến. Kết cục như vậy, đối tại chỗ tất cả mọi người tới nói, đều là không thể tưởng tượng. Tối thiểu có vài chục hơi thở thời gian, cơ hồ đều không một người nói chuyện. Thanh hồn điện bên này, tự nhiên kinh hỉ vạn phần, trong lồng ngực một miệng nộ khí, toàn bộ tuyên tiết ra ngoài. Thất thần làm gì, gieo hò a, yến nữ hiệp hét lớn. 100.000 kiếm tu kịp phản ứng. Lâm Tiêu Tiêu, đại danh của nàng, có thể tính chấn động thiên hạ. Cái này khiến nàng khẩn trương vạn phần, nhất thời trốn đến Lý Thiên Mệnh đằng sau đi. Tình cảnh này, chỉ có thể cất tiếng cười to. Cái gì gọi là tự rước lấy nhục? Đây chính là. Hướng đối diện nhìn, sắc mặt của rất nhiều người, đều hắc đến cùng than cốc giống như. Thoải mái sao? Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Đừng nói nàng, ta đều sướng rồi. Mũi tên này bắn ra thật là sảng khoái. Long Uyển Oánh nói. Long U U tại một cái ấm áp trong lồng ngực, rằng giặc tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, liền nhớ lại nàng bắt đầu tan tác sự tình, nàng ngược lại là nghĩ cho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, thế nhưng là toàn thân vẫn đau rát khổ nói cho nàng, nàng thảm bại, là không thể sửa đổi sự thật. Trật tự thiên tộc trước ba, bại bởi đế tinh bảng thứ bảy, vẫn là cái vô danh chi bối. Nghĩ đến đây chuyện này thực, ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. Ở chỗ này không còn mặt mũi đối Lý Hạo Thần, sau khi trở về đồng dạng không có cách nào mặt đối với gia tộc phụ lão. Nói ngắn gọn, tối thiểu mất đi ẩn long điện mặt mũi. Hạo Thần ca ca, ta. Long U U phát hiện ôm lấy chính mình cũng là Lý Hạo Thần, nhất thời nước mắt phun ra ngoài, thương tâm gần chết, nói, ta mất mặt, thật xin lỗi, ta không có nghĩ tới tên này sẽ lợi hại như vậy, cái này căn bản không phải nàng tại vô thiên chi cảnh, chỗ biểu hiện thực lực. Được rồi, đi qua.
Lý Hạo Thần không quá chú ý nàng hiện tại xấu xí, dù sao đều sẽ khôi phục, hắn sờ lên đầu của nàng, nói, không có việc gì, đừng nói là ngươi, ta cũng khinh thị bọn họ, một trận chiến này ngược lại là cho ta cùng Thi Thi một lời nhắc nhở. Nhìn đến hắn không có trách tự trách mình, lòng U U lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nàng cũng không biết, Lý Hạo Thần tâm lý đã có một đoàn đốt cháy lửa giận, toàn ở mi tâm bát đại kiếp vòng phía trên thiêu đốt. Nhược Thi, toàn lực ứng phó đi, ngươi một trận chiến này, không thể bại, không phải vậy thì thật muốn làm trò cười. Lý Vô Song nhắc nhở. Vâng, Lý Nhược Thi nghiêm túc gật đầu. Nàng ngược lại không đến nỗi sợ hãi, dù sao Lý Hạo Thần nói không sai, lòng U U một trận chiến này ý nghĩa, đúng là tại, để tiếp xuống hai trận tranh đấu, đều biến đến nghiêm túc lên. Nàng hít thở sâu một hơi, bước vào chiến trường. Thi Thi, cầm xuống đối thủ, Lý Hạo Thần nói. Được. Lý Nhược Thi tính tình nhu hòa, nhưng tại loại thời khắc mấu chốt này, nàng cho thấy rất mạnh ý chí lực. Linh kiếp tộc cũng là trật tự thiên tộc một bộ phận, là thức thần tu luyện giả. Nàng nếu bị thua, trật tự thiên tộc trên mặt, sẽ càng khó coi hơn một số. Mấu chốt là, đây là ba ván hai thắng chiến đấu, một khi nàng thua, Thanh Hồn Điện thì thắng. Lý Hạo Thần đều không xuất chiến cơ hội. Quỷ thần. Nàng cái kia ôn nhu hai mắt, nhìn chăm chú đối thủ của nàng. Một cái âm lãnh, trầm mặc, dài đến cùng nhân tộc cơ hồ không có khác biệt quỷ thần tộc thiếu niên. Không cần nhiều lời, thứ hai chiến mở ra. Song phương mấy trăm ngàn trưởng bối, nhìn chằm chằm hai người này, nhất là Vân Thượng Tiên Cung người bên kia, không lại cả lơ phất phơ, mà chính là đều có một ít khẩn trương. Trật tự thiên tộc, sẽ không liên bại hai trận A. Vừa mới lòng U U ăn khinh địch thua thiệt, lần này sẽ không. Cái này gọi Tiểu Phong quỷ thần tộc, đã đánh bại tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 vô tự thần điện tiểu bối, có thể Lý Nhược Thi là cấp 7. Thức thần 7 cái nửa. Động thủ trước đó, trang diện một lần tĩnh mịch. Một trận chiến này lo lắng tới. Bọn họ không biết là, vô thiên chi chiến kết thúc mấy tháng này, Dạ Lăng Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, trưởng thành quá nhiều. Mời. Lý Nhược Thi trên tay nắm lấy một thanh trường kiếm, chỉ hướng Dạ Lăng Phong, như trong gió nữ thần. Vù vù. Phong bạo bao phủ. Cuồng phong gào thét, đem chung quanh thanh vân thần mộc, toàn bộ thổi đến lộn xộn bay lên. Trong cuồng phong, thức thần sinh ra. Hoàn toàn hư ảo biển hoa, tại Lý Nhược Thi bên người sinh ra, trong không khí, thanh vân thần mộc vỏ cây, trên lá cây, đều mọc ra từng đóa hoa tươi. Trong lúc nhất thời ức vạn thần hoa, hội tụ thành biển hoa, chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Cái kia nồng đậm hương hoa, tràn ngập thiên địa, để chiến trường này quả thực biến thành tiên cảnh. Tại dạng này hoa tươi chen chúc phía dưới, Lý Nhược Thi quả thực thành hoa bên trong tiên tử, nàng cái kia hoa tươi váy dài, tại đung đưa trong gió, vô số bông hoa sinh trưởng ở nàng trên váy dài, vật trang sức phía trên, bao quát tay áo dài, trường kiếm, đều có hoa đóa tô điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, có thể nói muôn tiếng nghìn hồng. Tại dạng này biển hoa phụ trợ phía dưới, linh kiếp tộc Lý Nhược Thi, quả thực đẹp như tiên nữ, thánh khiết cao nhã. Linh kiếp tộc thừa thải mỹ nhân, nhiều đời mỹ nhân, nhiều chính là thiên hạ tuyệt sắc, đây cũng là bọn họ có thể trở thành đế hậu nhất tộc nguyên nhân. Chỉ là hình tượng này bày biện ra đến, Lý Nhược Thi liền không hổ là trật tự thiên tộc đời này thức thần người thứ hai. Đương nhiên, không tính cơ hồ không hề lộ diện Lý Khinh Ngữ. Lý Nhược Thi cùng Long U U có thể leo đến gần với Lý Hạo Thần vị trí, đều thuyết minh các nàng hất ra đại lượng trật tự thiên tộc bản bộ thiên tài, Long U U muốn không phải đụng phải Lâm Tiêu Tiêu, tại cái này Thái Dương Vạn Tông, tuyệt đối có thể đi ngang. Chỉ từ Mỹ Mạo đã nói, hồn nhiên linh động hoạt bát, vóc người nóng bỏng dung nhan ngây thơ chất phác Long U U, còn có hoa này bên trong tiên tử Lý Nhược Thi, một người linh động vũ mị, một cái phiêu phiêu dục tiên, có thể thấy được Lý Hạo Thần rất biết phối hợp, rất sẽ hưởng thụ. Trật tự thiên tộc bên trong, không biết bao nhiêu người, hâm mộ hắn có như thế một đôi bích nhân. Đương nhiên, cũng có vô số nữ tử, hâm mộ các nàng có thể thân cận Lý Hạo Thần. Chỉ là đây hết thảy, đối Dạ Lăng Phong tới nói, căn bản không có ý nghĩa. Hắn chỉ muốn hỏi một chút Lý Khinh Ngữ ra sao. Thế nhưng là hắn lại minh bạch, cái này không có cách nào mở miệng. Ta phải thắng được đẹp một chút, như vậy bọn họ sau khi trở về, nhất định sẽ cùng khẽ nói lên ta. Nghĩ tới đây, Dạ Lăng Phong tay cầm thập phương trấn ma trụ, lập tức động thủ. Ong ong, Lý Nhược Thi thức thần sinh ra. Vừa rồi cái kia biển hoa,
chỉ là nàng chiêm tinh cùng thức thần kết hợp sinh ra rầm rộ, mà bây giờ, chân chính thức thần, tại trong biển hoa sinh ra. Hết thảy 7 cái hoa tươi chen chúc nữ thần, huy kiếm xuất hiện. Cái này 7 cái, huyễn mộng hoa thần, ngược lại là có điểm giống là tiên tiên phóng đại linh thể. Thậm chí có thể nói, bọn họ trên bản chất là tương tự, chỉ là tiên tiên linh thể không có chiến đấu lực. Lý Nhược Thi có 7 cái nửa thức thần, còn có nửa cái thức thần, ở vào chưa thành hình trạng thái, lưu tại trên thân thể của nàng. Còn lại thức thần, đều tại trong biển hoa sinh ra, cái này thanh vân thần mộc hoàn cảnh, thuộc về Lý Nhược Thi. Oanh! Nàng không rên một tiếng, tay cầm trường kiếm, cùng 7 đại thức thần, huyễn mộng hoa thần, tại cánh hoa bay múa bên trong, vây giết Dạ Lăng Phong. Hô hô hô! Hắc y thiếu niên kia trùng kích mà lên, trên thân ngàn vạn lực lượng hội tụ. Đột nhiên hóa thành màu đen biển lửa, hình thành thao thiên cự lãng, hướng về đối thủ bao phủ mà đi. Đây là thần thông, nhiên hồn chú. Bên cạnh hắn, tạo thành nhiên hồn chú đốt cháy vòng xoáy, làm hắn đánh tới cái này huyễn mộng hoa thần thời điểm, nhiên hồn chú quấn quanh trên đó. Ách! Cơ hồ là giây phút đầu tiên, Lý Nhược Thi thì cảm nhận được, Dạ Lăng Phong loại này linh hồn thần thông lực sát thương, so với nàng trong tưởng tượng, muốn chỉ sợ rất nhiều. Hỏa diễm tựa như là kịch độc một dạng, theo một cái thức thần trên thân, bổ nhào vào một cái khác thức thần trên thân, bao phủ lan tràn. Làm! Dạ Lăng Phong thập phương chấn ma trụ phủ đầu đập tới. Lý Nhược Thi thi triển kiếm pháp, hai người hỗn chiến với nhau. Dạ Lăng Phong trên người nhiên hồn chú, thời khắc đều tại xâm lấn nàng thức thần cùng hắn bản thể, bao quát cái kia thập phương chấn ma trụ ở bên trong, mỗi một lần giao phong, nhục thân không ngại, thần hồn nhói nhói. Đau, đau, đau. Ngắn ngủi không đến một phút, cái kia huyễn mộng hoa thần bản sự hoàn toàn không có thi triển đi ra, hắn mê huyễn công hiệu, đối Dạ Lăng Phong hoàn toàn không dùng. Lý Nhược Thi đều không nghĩ tới, nàng thức thần hội có trở thành liên lụy một ngày. Trong mắt nàng thiếu niên kia, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, đang dùng thập phương chấn ma trụ áp chế nàng thời điểm, còn theo trong đầu quất ra đỏ như máu chủy thủ. Làm cái kia thập phương chấn ma trụ biến thành chấn ma khải giáp thời điểm. Thân này xuyên nghiêm mật áo giáp thiếu niên, mang theo màu đen liệt hỏa, xông phá thức thần, trong tay huyết sắc chủy thủ, đột nhiên hóa thành đầy trời huyết sắc kim nhọn, lộn xộn bay ra ngoài, xuyên thủng nguyên một đám thức thần. Cái kia kim nhọn đằng sau, thậm chí mang theo từng cây huyết sắc dây nhỏ. Hắn thông qua huyết sắc dây nhỏ, thao túng những thứ này kim nhọn. Trong lúc nhất thời, tạo thành dày đặc nhà tù, làm hắn về kéo thời điểm, Lý Nhược Thi thức thần toàn tuyến sụp đổ. Càng đáng sợ đâm nhói. Loại đau nhói này, để cho nàng căn bản không có cách nào bình thường xuất thủ. Thức thần cắt giảm nàng 3/4 chiến đấu lực. Làm Dạ Lăng Phong giết tới trước mặt nàng thời điểm, nàng chỉ có thể hoàn toàn bị áp chế, liên tục bại lui. Một thân bản lĩnh, ngoi đầu lên cơ hội đều không có. Đây mới gọi là chân chính nghiền ép. Ầm ầm. Thập phương chấn ma trụ về tới trong tay, nện ở kiếm của nàng phía trên. Nàng dùng kiếm đẩy ra Dạ Lăng Phong, lại ngăn không được cái kia bay múa đầy trời kim nhọn, theo trên người của nàng đâm tới. Khó chịu. Lý Nhược Thi theo chưa từng thấy qua loại này đối thủ. Nàng thì tiện tay chân bị trói chặt giống như, mấy cây kim nhọn đâm vào huyết nhục phía trên, thân thể không có việc gì, mệnh hồn lại nhói nhói. Càng ngày càng nhói nhói. Siêu siêu siêu. Càng ngày càng nhiều kim nhọn, tại xuyên thấu thức thần về sau, xuyên thấu thân thể. Mệnh hồn càng là nhói nhói, bản thể chiến đấu lực, thì càng chịu ảnh hưởng. Tại loại này điều kiện tiên quyết, Dạ Lăng Phong cái kia như điên ma một dạng côn pháp, lần lượt đánh lên đến, luôn có nàng nhìn không được thời điểm. Quả thật đúng là không sai. Ta, Lý Nhược Thi váy dài bay múa, mắt tối sầm lại, cầm kiếm trên mu bàn tay, bị Dạ Lăng Phong đập nhất côn, nhất thời tay cầm nứt toác, máu tươi chảy ngang. Oanh! Một tiếng vang trầm. Tiếp theo côn gõ tại trên bụng của nàng, đem rút ra ra ngoài, hung hăng nện ở thanh vân thần mộc phía trên, liền cái ót đều phịch một tiếng, làm đến Lý Nhược Thi choáng váng, một ngụm máu đen phun ra, mềm mại tuột xuống. Không cần thiết tiếp tục a. Dạ Lăng Phong lúc nói chuyện, hắn một cái khác bài phía trên quấn quanh vô số huyết sắc dây nhỏ cùng kim nhọn, toàn bộ quay chung quanh tại Lý Nhược Thi bên người, tùy thời đều có thể vào đi. Trước lúc này, Lý Nhược Thi huyễn mộng hoa thần. Tại nhiên hồn chú cùng thứ tâm hồn nhận xong trọng bắt chuyện phía dưới, cũng sớm đã về tới kiếp vòng bên trong, không dám đi ra ngoài nữa. Rất hiển nhiên. Thắng bại rốt cuộc. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đừng quản Lý Nhược Thi thức thần có bao nhiêu đẹp,
nàng từ đầu tới đuôi đều bị Dạ Lăng Phong nghiền ép, đây là sự thật. Nếu như không phải luận bàn, nàng khả năng đã chết. Dạ Lăng Phong nhìn lướt qua, không có người đối thắng bại có dị nghị. Sau đó, hắn gọn gàng mà linh hoạt thu hồi hết thảy, về tới Lý Thiên Mệnh bên người. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn có thể, nhưng đối thức thần người tu luyện, ta cần phải còn có thể thử một chút cấp thứ 8. Dạ Lăng Phong nói. Hôm nay hồn ma đều không có xuất thủ, nếu không chiến đấu kết thúc càng nhanh. Không phải trật tự thiên tộc tiểu bối các thiên tài không mạnh, mà chính là Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn, tại Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, đã đánh qua tương tự đối thủ. Tổng thể tới nói, Tử Diệu Tinh bên kia, so trật tự chi địa muốn mạnh mẽ chút. Bọn họ nhẹ nhõm trò chuyện, nhưng đối với đại đa số người tới nói, một trận chiến này so với phía trên nhất chiến, càng làm cho chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải cùng Vân Thượng Tiên Cung ngạc nhiên, hoang mang, phiền muộn. Thậm chí, mặt mũi mất hết. Ba ván hai thắng đã có, ba ván cũng không cần phải. Cho nên, dựa theo ước định của chúng ta, các vị có thể lăn. Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nhìn lấy Lý Hạo Thần bọn người mỉm cười nói. Hắn biết, đối phương bị đánh cho hồ đồ. Lý Nhược Thi bị bại so Long U U, cũng còn muốn gọn gàng. Ai nấy đều thấy được, nàng quang bị đánh, thì cùng một con thỏ nhỏ giống như, một chút lực phản kháng đều không có. Mấu chốt là, nàng hoàn toàn không có khinh thị đối thủ, đều dự định tốt toàn lực ứng phó. Hai trận chiến, trật tự thiên tộc toàn bộ bại trận. Càng bại càng thảm. Thực tế như vậy, đủ để cho Vân Thượng Tiên Cung bên kia, nguyên một đám tu luyện giả biểu lộ ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Cái này, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải người tới, trong lúc nhất thời đều ngừng thở, mặt mũi tràn đầy đều là mạc danh kỳ diệu. Không có. Cục diện cùng bọn hắn thiết tưởng, hoàn toàn ngược lại. Vốn là hai trận nghiền ép, kết quả bị đè lại, đánh cho một chút tính khí đều không có. Long U U cùng Lý Nhược Thi, đại khái là tinh tướng thần cảnh cấp 7 trình độ, mà bọn hắn đối thủ, so vô thiên chi cảnh thời điểm, tiến bộ nhiều lắm. Hai cái này, còn không phải thiên cung đệ tử. Thanh hồn điện cái này bốn cái tiểu bối. Bao quát thanh hồn điện các trưởng bối, đều cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bọn họ há mồm trợn mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh mấy người bọn hắn, đều nói không ra lời. Thần A! Hắn đại gia, chúng ta thanh hồn điện, đây là tổ phần khai quang rồi. Nói một câu lời nói thật, hôm nay, thật sự sảng khoái. Nhìn xem đối diện biểu lộ, ha ha, cùng ăn cứt chó giống như. Đừng nói cổ mạc đan thần, Lam Sa cùng Vân Thiên Khuyết bọn họ, cũng là Thạch Nham cùng cổ kiếm thanh xương, trong ánh mắt đều có một chút mờ mịt. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, vẫn luôn là Thạch Nham mục tiêu, vẫn là không cần trở về thiên cung loại kia. Có thể đánh bại trật tự thiên tộc thứ hai đệ tử A. Tuyệt đối có lịch sử tính ý nghĩa. Thạch Nham tâm, đều đang phát run. Đến mức Long Uyển Oánh mấy người các nàng, thì càng không cần phải nói, nguyên một đám cười đến xuân quang rực rỡ, trên mặt đều trong bụng nở hoa. Yến Nữ Hiệp càng là phình bụng cười to, nói. Đối diện sinh động hình tượng thuyết minh rời lên thạch đầu nện chân của mình, trang bức không thành ngược lại bị thảo, chết cười cha, ha ha. Cười vang. Theo nhất quần tiên nữ cung bắt đầu, thanh hồn điện các trưởng bối cũng cười. Liền thiên thần kiếm tông tu luyện giả, đều buồn cười. Lý Thiên Mệnh nói không sai, ba ván đã hai thắng, đối diện các vị, thua không quan hệ, đuổi gấp cục đuôi chạy đi. Đây chính là chính các ngươi chủ động sách, phiền phức động tác lưu loát một chút. Đừng có lại làm trò cười. Trang cái gì đừng, ta còn tưởng rằng trật tự thiên tộc, mức độ cao bao nhiêu đâu, không nghĩ tới không gì hơn cái này, cái gì ẩn long điện linh kiếp tộc, còn không bằng đế tinh bảng thứ 7. Đuổi kịp cơ hội, Yến Nữ Hiệp đương nhiên sẽ không buông tha, để, Lý Vô Song, châm lửa cơ hội. Tự cho là thanh cao, đùa bỡn thủ đoạn, bọn họ xác thực lợi hại. Long Uyển Oánh thản nhiên nói. Nàng nhìn ra được, Lý Vô Song xác thực rất khó chịu. Nơi này chính thức đại biểu trật tự thiên tộc, thì mấy người bọn hắn. Tất cả đối trật tự thiên tộc mỉa mai, đều là nàng và Lý Hạo Thần không cách nào dễ dàng tha thứ. Mấu chốt là, cái này mất mặt tiến hành, vẫn là Lý Hạo Thần chủ động nói lên. Hiện tại thua, oán niệm người nào? Trong lúc nhất thời, những cái kia mỉa mai tiếng cười, tựa như là nước bẩn, toàn bộ dội đến Lý Vô Song, Lý Hạo Thần, Lý Nhược Thi cùng Long U U bốn cá nhân trên người. Bọn họ biểu hiện không tốt, liền Vân Thượng Tiên Cung những người tu luyện, biểu lộ đều có chút xấu hổ,
mà không phải vì bọn họ phẫn nộ. Vô Song cô cô, Hạo Thần ca ca, thật xin lỗi. Lý Nhược Thi lã chã rơi lệ, nước mắt như mưa, bụng mặt nức nở. Ô ô, Long U U cũng cảm thấy mất mặt cùng cực, mấu chốt là trong lòng áy náy, gặp Lý Nhược Thi rơi lệ, nàng cũng khống chế không nổi. Cái này vừa khóc, liền càng khiến người ta minh bạch, mặc kệ bọn hắn xuất thân cao bao nhiêu, 20 mấy tuổi, một khi thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không có nhận qua chí mạng ngăn trở, chưa bị qua nhân sinh sóng gió, liền cũng chỉ là tiểu cô nương thôi. Ngừng, Lý Vô Song chừng các nàng liếc một chút, lại khóc lập tức cho ta lăn. Hai cái cô nương nghe nói như thế, vội vàng cắn đầu lưỡi, đều phải để cho mình dừng lại. Cô, là ta thất sách, không nghĩ tới mấy người này có bản lãnh như thế, cái này cùng tình báo hoàn toàn không hợp. Lần này sai lầm, ta đến gánh chịu, không trách các nàng. Các nàng tận lực, các nàng bản sự như thế nào, ta là rõ ràng. Lý Hạo Thần ánh mắt mù mịt, trầm giọng nói ra. Đúng, Vô Song cô nương, cái này sự tình mọi người đều không nghĩ tới, không có thể trách bọn hắn người trẻ tuổi. Cổ Mạc Đan Thần tới nói tốt, sau đó nhẹ giọng hỏi, chúng ta muốn rút lui sao? Vẫn là tiến công. Tiến công, muốn làm nói không giữ lời người sao? Chẳng phải là để cho ta trật tự thiên tộc, để người trong thiên hạ chế giễu? Lý Vô Song hỏi. Tốt a. Bất quá tiểu hoàng yên tâm, lần này kết xuống cửu oán, tiếp đó, chúng ta tới làm bố trí, để bọn hắn đem hôm nay cười, toàn bộ biến thành nước đắng, cho nuốt vào bụng bên trong. Cổ Mạc Đan Thần nói. Ta không nói muốn đi, Lý Vô Song lãnh đạm nói. Cô có ý tứ là. Lý Hạo Thần cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng hỏi. Hạo Thần, người đối với mình có nắm chắc không? Lý Vô Song ánh mắt sáng rực hỏi hắn. Cái gì nắm chắc? Đánh bại Lý Thiên Mệnh nắm chắc, Lý Vô Song nói. Lý Hạo Thần nhìn thoáng qua thiếu niên tóc trắng kia, nói, hắn sư đệ sư muội đều tiến bộ, hắn không có khả năng không có tiến bộ, tối thiểu giao đấu vi sinh mặc nhiễm thời điểm, mạnh hơn 2 tầng cảnh giới. Giả thiết hắn cùng tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, đều có lực đánh một trận, như vậy ta tối thiểu còn có cửu thành phần thắng. Cô, ta mấy năm nay, cũng không phải học uổng công. Tinh tướng thần cảnh cấp 9 người, ta đều đánh bại qua. Được, đều đánh đến nước này, ngươi lại không xuất chiến, không khỏi khiến người ta nghị luận, chúng ta trật tự thiên tộc không sợ thất bại, sợ chính là thất bại về sau, không dám đi quay trở về. Các nàng là nữ nhân của ngươi, mất đi mặt mũi, chính ngươi đi lấy trở về. Chiến đấu chuyện này, chúng ta lập tộc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. Lý Vô Song nói, vấn đề là 3 ván 2 thắng đã định ra, ta không có cách nào xuất chiến. Lý Hạo Thần lắc đầu nói, bằng không, hắn sớm giết ra ngoài. Cái này chế độ thi đấu, cũng coi là chính bọn hắn, khiêng đá nện chân đi. Tăng giá cả đi, Lý Vô Song nói. Lời này vừa nói ra, Cổ Mạc Đan Thần bọn người ào ào ngẩng đầu nhìn nàng. Cô, thêm cái gì mã? Lý Hạo Thần ánh mắt sáng ngời. Ngươi nói với hắn, chúng ta xuất ra một cái thất tinh vũ trụ thần nguyên, ngươi nếu bị thua, cái này thần nguyên thì thuộc về hắn, ngươi nếu là thắng, bát giai thảo mộc thần linh thuộc về chúng ta. Hai cái này giá trị ngang nhau, người này nếu là ngự thú sư, thì cự không dứt được vũ trụ thần nguyên. Lý Vô Song nói. Thất tinh. Nghe được hai chữ này, trong lòng bọn họ đều chấn động. Thứ này tuy nhiên đối trật tự thiên tộc vô dụng, nhưng đặt ở Thái Dương Vạn Tông, xác thực vô cùng chân. Thí dụ như tại Thanh Hồn Điện, chỉ có trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Xương, mới có thất tinh thần thú cộng sinh thú. Vi sinh mặc nhiễm cầm tới thất tinh vũ trụ thần nguyên, đó là Cửu Long Đế Tôn lưu lại Long Cung bảo tàng. Hơn 7.000 ngôi sao cộng sinh thú, tối thiểu đã là trật tự chi địa đỉnh phong cấp độ. Không có gì đáng lưu luyến, vũ trụ thần nguyên thứ này, trật tự chi địa sản xuất cũng không so Thái Dương Vạn Tông thiếu, nhưng những năm này đều cho Ẩn Long Điện, bằng không Ẩn Long Điện có thể cường thịnh thành dạng này. Thứ này là chính ta tại Hằng Tinh Nguyên nội bộ cầm, người lấy ra đánh bạc, không có việc gì. Lý Vô Song thản nhiên nói. Long U U thẻ lưỡi, không dám nhiều lời. Lý Vô Song xác thực nói không sai, trật tự thiên tộc cương vực sản xuất vũ trụ thần nguyên, số lượng cùng Vạn Tông tương đương, lại toàn bộ cho Ẩn Long Điện. Ẩn Long Điện có hôm nay quy mô, vậy cũng là trật tự thiên tộc cứ thế mà bồi dưỡng ra. Vì cho trật tự thiên tộc đòi lại mặt mũi, Lý Vô Song liên thất ngôi sao vũ trụ thần nguyên đều lấy ra. Cái này tăng giá cả, tuyệt đối là nặng cân. Nhiều tạ cô, cho ta cơ hội, Lý Hạo Thần trầm giọng nói.
trong lồng ngực chiến hỏa, lại lần nữa phần đốt lên. Là cơ hội, cũng có thể là thâm uyên. Xem chính ngươi, muốn là ngươi cũng thua, cái kia toàn bộ trật tự thiên tộc, đều lại bởi vì ngươi, bị vạn tông chế nhạo. Đây là có nguy hiểm, nhưng ta vẫn là để ngươi xuất chiến, bởi vì trật tự thiên tộc, chính là vì xưng bá mà sinh, nếu như ngay cả một cái thiên cung đệ tử, ngươi đều không bước qua được, dựa vào cái gì về sau có thể như cha ngươi tôn một dạng, không người là đối thủ. Lý Vô Song ý tứ rất rõ ràng, ở trong tình hình này, núi đao biển lửa, đều nhất định phải lên. Bởi vì, bọn họ cũng là mặt trời này phía trên chí tôn nhất tộc. Vâng, Lý Hạo Thần minh bạch nàng nói hết thảy. Thân phận của hắn, thì nhất định nghiền ép hết thảy. Dù là hôm nay có mất mặt mạo hiểm, đều phải phía trên. Hạo Thần, người được rõ ràng, thân phận của ngươi gánh chịu chính là cái gì, trên người ngươi chảy chính là cái gì huyết, ngươi hưởng thụ chí tôn đãi ngộ, thế nhân hâm mộ và sùng bái, thì nhất định cần nghiền ép hết thảy, trở thành hoàn toàn xứng đáng vương, nếu không, ngươi đều là không hợp cách. Lý Vô Song nói. Minh bạch. Ngắn ngủi này mấy câu, đã để hắn chiến ý đốt lên. Lý Thiên Mệnh. Tại Thanh Hồn Điện liên minh mọi người, coi là đối phương muốn chật vật rời đi thời điểm, Lý Hạo Thần đứng dậy. Ba ván hai thắng, các ngươi thắng, điểm này chúng ta thừa nhận, cũng rất chịu phục. Có điều, hôm nay như thế thịnh hội, người ta lại không cơ hội ra tay, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Cho nên, ta muốn thông qua, tăng giá cả, đánh với ngươi một trận, lại đến quyết định bát giai thảo mộc thần linh thuộc về. Hắn đứng trên đám mây, ánh mắt như liệt hỏa thiêu đốt, ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái gì tăng giá cả? Là đổi ý tứ A? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Nói như vậy, bát giai thảo mộc thần linh tới tay, hơi có chút não tử, cũng sẽ không lại nghe đối diện bảo. Khác chung sáo, thấy tốt thì lấy. Lý Thiên Mệnh bên người, rất nhiều trưởng bối ào ào nhắc nhở. Tăng giá cả, khẳng định đến lấy ra chút cùng vật giá trị. Long Uyển Oánh vừa mới một mực nhìn Lý Vô Song cùng Lý Hạo Thần nói chuyện, nàng đoán chừng đây là Lý Vô Song nói ra. Rất hiển nhiên, Lý Vô Song vị này trật tự thiên tộc cấp trên, bất mãn chiến bại sự thật, muốn thay đổi. Không ra Long Uyển Oánh sở liệu, Lý Hạo Thần mở miệng nói, người ta nhất chiến, ngươi như thắng, ta lại cho ngươi một cái thất tinh vũ trụ thần nguyên, ngươi như thua, bát giai thảo mộc thần linh quy ta. Tăng giá cả về tăng giá cả, độc lập tại ba ván hai thắng bên ngoài, ta cái này đề nghị, đã ngầm thừa nhận cái kia bát giai thảo mộc thần linh là của ngươi. Không tính đổi ý. Một câu nói kia, ngược lại là 10 phần hợp lý. Lý Hạo Thần vì đem Lý Thiên Mệnh dẫn ra, khẳng định phải tại trên điều kiện, để Lý Thiên Mệnh tâm động. Thất tinh vũ trụ thần nguyên. Cái này 6 cái chữ vừa ra, không ngoài dự liệu, Thanh Hồn Điện bên này ong ong nghị luận. Chúng ta Thanh Hồn Điện, giống như thì trưởng giáo có một cái thất tinh thần thú đi. Đại đa số nhị lưu thế lực, căn bản không có. Cổ kiếm trưởng giáo cũng hơn ngàn tuổi, thời gian ngàn năm, mới đến một cái thất tinh vũ trụ thần nguyên. Muốn ta nói, bát giai thảo mộc thần linh, còn phải luyện đan, tối thiểu đến đỉnh cấp luyện đan linh sư, mới có thể đem hắn chế tạo thành bảo bối, xem xét lại thất tinh vũ trụ thần nguyên, lập tức liền có thể sử dụng, ta cảm thấy cái sau giá trị, ngược lại càng cao. Trật tự thiên tộc vì đòi lại mặt mũi, quả thực dốc hết vốn liếng. Đoán chừng là Lý Vô Song chính mình. Đủ hung ác, cái này, tăng giá cả, so ta tưởng tượng bên trong muốn trọng gấp 10 lần. Ta cảm thấy cầm mấy cái lục tinh vũ trụ thần nguyên, Lý Thiên Mệnh khả năng đáp ứng. Dù sao hắn cộng sinh thú, trên cơ bản đều là tứ tinh thần thú, cùng Long U đều không cách nào so. Gãi đúng chỗ ngứa đi. Thật đừng nói, Lý Vô Song xác thực đủ hung ác, cái đồ chơi này sách đi ra, thì là muốn cho Lý Thiên Mệnh mắc câu, đem tới tay bát giai thảo mộc thần linh, cho bồi ra ngoài. Chung quanh nghị luận ầm ĩ. Vốn là, tất cả mọi người đang khuyên cáo Lý Thiên Mệnh đừng lên câu. Cái này thất tinh vũ trụ thần nguyên vừa ra tới, cổ kiếm thanh xương cùng thạch nham tất cả câm miệng. Yến nữ hiệp các nàng đều ngây ngẩn cả người, chỉ còn lại có Long Uyển Oánh đau đầu nói, Lý Vô Song xác thực đủ hung ác, ta cũng biết ngươi rất cần cái này thất tinh vũ trụ thần nguyên, cho nên cuối cùng, còn phải xem chính ngươi, phải chăng có nắm chắc. Oánh gì, ngươi không ngăn cản ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên không ngăn cản a, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, duy nhất đến nhắc nhở chính là... Cái này dù sao cũng là đế tôn chi tử, hắn cùng mặt khác hai cái, sẽ có một số khác biệt. Không thể khinh địch, Long Uyển Oánh nói. Ta đây minh bạch, bất quá, tên đã trên dây, không phát không được. Còn nữa,
bát giai thảo mộc thần linh, với ta mà nói, không có thất tinh vũ trụ thần nguyên trọng yếu, ta được đến cái này thảo mộc thần linh, tạm thời cũng không biết có làm được cái gì, coi như mất đi cũng không lỗ, tối thiểu Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu biểu hiện, đã làm cho chúng ta, đạt được đầy đủ tôn kính. Ta có thể cùng Lý Hạo Thần đánh, thua đều là quang vinh, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Như thế tự nhiên, nếu như không có Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu làm nền, người bình thường, đều sẽ cảm giác được ngươi không có tư cách cùng Lý Hạo Thần đọ sức. Ngươi thua không mất mặt, Long Uyển Oánh nói. Cái kia không phải rồi, mà lại, ta còn có một cái càng lớn mục tiêu. Lý Thiên Mệnh nói. Cái mục tiêu gì đâu? Long Uyển Oánh nói. Bọn họ nói, cái này thất tinh vũ trụ thần nguyên là Lý Vô Song chính mình lấy ra, đã như vậy, ta càng phải nắm bắt tới tay, để cho nàng bệnh thiếu máu, cho ngươi chút cơn giận. Ngươi liền đợi đến nhìn nàng thẹn quá thành giận bộ dáng đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nha, tốt ha, vậy ta ủng hộ ngươi, nhất định muốn thắng. Long Uyển Oánh lắc đầu khẽ cười nói. Trong cuộc đời của ta, chưa từng có, e ngại khiêu chiến, chuyện này, tối thiểu nhất, có một chút ta so với hắn có ưu thế, cái kia chính là, thanh danh của ta thấp, ta thua được, ta có thể tiếp nhận vạn người thoá mạ, nhưng là hắn quyền cao chức trọng, hắn thua không nổi. Một thua cũng là toàn tộc thoá mạ, rơi xuống thâm uyên. Lý Thiên Mệnh trong mắt lóe lên một tia âm ngoan. Đúng. Long Uyển Oánh không thể không nói, hắn thật nhìn đến rất thấu triệt. Đây là Lý Hạo Thần không thua nổi nhất chiến. Hơn nữa, còn là hắn xuất ra thất tinh vũ trụ thần nguyên, chủ động dẫn chiến. Tại gánh nặng trong lòng phía trên, hai người cũng không giống nhau. Cái này đồng dạng cũng là Lý Thiên Mệnh, căn bản không sợ lý do của hắn. Có nhiều như vậy trưởng bối tại, hắn căn bản không chết được, chỉ cần không chết được chiến đấu, dù là chỉ có 3 phần thắng, Lý Thiên Mệnh thì không đang sợ. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn cùng Long Uyển Oánh thương nghị. Từ đầu tới đuôi, Giang Thanh Lưu đều không nói chuyện. Thạch Nham kỳ thật càng có thể nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh tốt, đây là trời sinh hợp nhau, cùng Giang Thanh Lưu căn bản không quan hệ. Đây là ngươi mới nhi tử a. Xa xa Lý Vô Song lãnh đạm cười một tiếng. Phải thì như thế nào? Long Uyển Oánh nói. Nhìn kỹ điểm, tránh khỏi lại chết hiểu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lý Vô Song nhún nhún vai. Ta đưa ngươi tê liệt a, Yến Nữ Hiệp ha ha nói. Lời này vừa nói ra, bầu không khí dốc hết ra lạnh, đề tài chung kết. Lý Vô Song chán ghét nhìn Yến Nữ Hiệp liếc một chút. Bên cạnh nàng, Lý Hạo Thần hỏi, Lý Thiên Mệnh, người quyết định xong chưa? Vạn chúng chú mục. Lý Thiên Mệnh hời hợt, cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, thất tinh vũ trụ thần nguyên, lấy ra nhìn xem, không phải vậy ta thế nào biết. Có thích hợp hay không ta? Lý Hạo Thần nghiêng đầu, nhìn Lý Vô Song liếc một chút, hô một tiếng cô cô. Lý Vô Song ánh mắt lãnh đạm, theo tu di giới chỉ bên trong, xuất ra một cái thiêu đến đỏ bừng lò luyện. Nàng mở ra cái nắp, có thể thấy được bên trong cất giấu một cái đốt cháy kim sắc hỏa điểu, cái kia hỏa điểu cũng không phải là sinh linh, trong đó bộ có 7 cái chói mắt hỏa diễm tinh thần, mỗi một cái đều giống như mặt trời một dạng, một cỗ kinh người sóng nhiệt bao phủ lái đi. Làm cái này thất tinh vũ trụ thần nguyên xuất hiện thời điểm, mấy vạn mét phạm vi bên trong không khí, đều đốt lên. Cái này thần nguyên, là ta tại hàng tinh nguyên nội bộ đoạt được, kỳ danh là Thái Dương Nguyên Hạch, nó ẩn chứa hạng gì lực lượng, các ngươi cần phải cảm nhận được. Lý Vô Song nói. Được. Chỉ thứ nhất mắt, Lý Thiên Mệnh thì coi trọng. Cùng huỳnh hỏa hoàn mỹ phù hợp. Tại cái này trên Thái Dương, hỏa diễm vũ trụ thần nguyên vốn là nhiều nhất. Đây là huỳnh hỏa ưu thế. Như thế nào cam đoan, các người thua trận về sau, sẽ cam tâm tình nguyện xuất ra thất tinh vũ trụ thần nguyên. Long Uyển Oánh nói. Im miệng đi, thua không nhận sự tình, ta sẽ không làm. Lý Vô Song nói. Ha ha, không nhất định đây. Long Uyển Oánh nói. Ý là âm mưu thủ đoạn, các người dùng đến còn thiếu a. Ta nếu là không cho, các người tùy tiện chế giễu ta. Lý Vô Song cười lạnh một tiếng, nàng không thèm để ý Long Uyển Oánh. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Hạo Thần, nói, đi, đừng để ta mất mặt. Yên tâm, cô, Lý Hạo Thần nói. Oánh gì ngươi yên tâm, ta tin tưởng đường đường trật tự thiên tộc, điểm ấy thành tin vẫn phải có, nếu không cùng heo cẩu xúc sinh, khác nhau ở chỗ nào. Lý Thiên Mệnh cười nhạt nói. Một câu nói kia mở miệng, đốt cháy chiến hỏa, lập tức liền bốc cháy lên. Mọi người tản ra. Trật tự thiên tộc đệ nhất, cùng đế tinh bảng đệ nhất. Đế tôn chi tử, cùng thiên cung đệ tử.
Lý Hạo Thần cùng Lý Thiên Mệnh. Hai cái đều rất bá khí tên, hai cái phong cách khác lạ thiếu niên. Một cái lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trời sinh đế cách, một cái đại khí trầm ổn, như biển cả thâm hậu. Dù là Lý Thiên Mệnh luận tư lịch, xuất thân, còn lâu mới có thể cùng Lý Hạo Thần so sánh, nhưng tại Dạ Lăng Phong Lâm Tiêu Tiêu, lần lượt đánh tan đối thủ tình huống dưới, hắn đã bị đẩy đến đầy đủ độ cao. Như thế xem ra, cái này đế tinh bảng đệ nhất thiên cung đệ tử, tựa hồ tại khí tràng, khí thế phía trên, chính thức có được cùng Lý Hạo Thần đối kháng tư bản. Khi bọn hắn hai mắt đụng vào nhau thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Đời ta đều không nghĩ tới, vạn tông đệ tử, cùng đế tôn chi tử đối kháng, vậy mà lại có lực lượng ngang nhau cảm giác. Long Uyển Oánh cảm khái nói. Đúng vậy a, cùng giống như nằm mơ. Trước kia phàm là có đụng tới, lần nào không phải liền xuất thủ tư cách đều không có. Một khi giao thủ, bên kia tùy tiện ra tới một cái, đều có thể đem chúng ta đế tinh bảng đệ nhất án lấy đánh. Yến nữ hiệp cảm khái. Ầm ầm. Tại các nàng cảm khái trong giọng nói, mấy trăm ngàn tiền bối chú mục. Cuộc chiến hôm nay, mặc dù không có thể thiên chi nhãn, nhưng kết quả sinh ra phong ba, nhất là tại bây giờ loại này thời khắc mẫn cảm, chỉ sẽ tạo thành so đế tinh bảng quyết chiến, càng lớn oanh động. Đó là bởi vì, trật tự thiên tộc cùng Thái Dương vạn tông đối kháng, là cái này trên Thái Dương, đệ nhất cấp bậc ý thức hình thái, đối kháng. Giữa hai bên thắng bại, tranh chấp, so vạn trong tông bộ tranh phong, cao hơn một cái lượng cấp. Vạn chúng chú mục bên trong, người mặc trường bào màu bạch kim Lý Hạo Thần, toàn thân trên dưới, đốt cháy kim sắc liệt diễm, giống như cha hắn tôn một dạng, nhất là cái kia chỗ mi tâm bát trọng mặt trời kiếp vòng, giờ phút này lập lòe chướng mắt phát sáng, hình thành kim sắc cột sáng, tập trung tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Đối thủ này nghiêm túc lên, xác thực nắm giữ đế hoàng chi tư. Hắn cùng toàn bộ trật tự chi địa không khí, là hoàn toàn có thể dung hợp lại cùng nhau, trật tự chi địa là đốt cháy lò luyện, mà hắn tựa như là được trời ưu ái lò luyện chi tử, tất cả hằng tinh nguyên lực lượng, hội tụ tại bên cạnh hắn xung quanh, vì hắn nắm trong tay. Ngự thú sư, a, à, tuân theo trật tự thiên tộc tại ngự thú sư trước mặt luôn luôn cảm giác ưu việt, Lý Hạo Thần ngắn ngủi này mấy chữ, đơn giản là muốn dùng khinh miệt, kích thích Lý Thiên Mệnh, để hắn mất lý trí, khát vọng vì ngự thú sư tranh giành khẩu khí. Nhưng trên thực tế, Lý Hạo Thần cũng sẽ không như Long U U một dạng xem thường đối thủ. Ngược lại, hắn đã bật hết hỏa lực. Lý Hạo Thần. Đến từ Vân Thượng Tiên Cung bên kia chấn thiên hống âm thanh, như là hỏa diễm hình thành biển động, toàn bộ đụng vào Lý Thiên Mệnh trên thân, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Tại biển lửa này sóng lớn vần quanh phía dưới, Lý Hạo Thần ánh mắt đạm mạc, tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 Thái Dương tinh luân nguyên lực lưu chuyển, ở tại bên người tạo thành gào thét hỏa diễm lực lượng vòng xoáy. Tại thời khắc này, từng tiếng thú hống gào thét, theo hắn chỗ mi tâm bát trọng kiếp vòng xông ra, tựa như là hỏa diễm phun ra một dạng, từng đầu không chừng hình dáng ngàn mét hỏa diễm cự thú, theo cái này bát trọng mặt trời kiếp vòng bên trong nối đuôi nhau giết ra. Bọn họ lấy Lý Hạo Thần thân thể làm căn cơ, xuất hiện tại bốn phía, chim bay cá nhảy côn trùng cá biển đều có, mỗi một đầu đều cuồng bạo, đốt cháy, liệt hỏa hừng hực. Sự xuất hiện của bọn nó, làm đến chung quanh nhiệt độ tăng vọt. Tám đầu hạo nhật thần thú. Rầm rầm rầm. Liệt hỏa va chạm tiếng nổ vang, thời khắc đều tại nó trên người chúng vang lên. Mỗi một đầu hạo nhật thần thú, đều có vô số cẩn trọng kim sắc thần văn, những thứ này kim sắc thần văn một vòng, vần quanh thân thể của bọn nó, tại cái này thần văn trưởng khống dưới, bọn họ có thể tùy ý biến hình, lớn lên ra bao nhiêu cánh tay thú chảo, đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Có thể nói, Lý Hạo Thần là lớn nhất giống ngự thú sư thức thần tu luyện giả. Tám sinh ngự thú sư. Nghe nói hắn mỗi một đầu hạo nhật thần thú, đều không so cùng cấp bậc ngự thú sư cộng sinh thú kém, mà ngự thú sư cộng sinh thú cực hạn là 5, hắn thức thần lại có thể đạt tới 8 cái, đây cũng là hắn có thể nghiền ép cùng cấp bậc nơi phát ra. Hắn thức thần. So cùng cấp bậc mạnh hơn nhiều lắm. Hạo nhật thần thú giống như có thể thông qua nuốt ăn thảo mộc thần linh, tích xúc mạnh hơn thức thần chi lực. Cái này mỗi một đầu thức thần, so với lần trước xuất hiện, lại mạnh mẽ rất nhiều. Không hổ là đế tôn chi tử. Hắn tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 cảnh giới, còn không bằng nhất phẩm kiếm tu, nhưng quang xem thiên phú cùng tư bản, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người, vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Cảm giác hắn thức thần cường độ, thì cùng không có hạn mức cao nhất giống như. Lý Thiên Mệnh muốn là tranh giành khẩu khí, một trận chiến này vẫn là sẽ đẹp mắt một chút. Nhìn như vậy lên. Vừa rồi hai tiểu cô nương,
cùng Lý Hạo Thần chi ở giữa chênh lệch, xa hoàn toàn không phải cấp 1. Tương tự phía dưới, vậy đại khái cũng là đế tôn cùng Trúc Long Hoàng chênh lệch đi. Nói rất có đạo lý. Đây hết thảy đế hoàng uy thế, đều bị Lý Thiên Mệnh cảm nhận được đồng dạng áp lực. Hắn như là đặt mình vào tại dung trong lò, cái kia 8 đầu hạo nhật thần thú để mắt tới hắn, từng tia ánh mắt, toàn bộ thiêu tại trên thân. Có lẽ, bởi vì Tiểu Phong cùng Tiêu Tiêu thắng được nhẹ nhõm, ngược lại làm cho ta xem thường vị này. Lý Thiên Mệnh thừa nhận sự thật này. Nhưng, hắn vẫn là câu nói kia. Hắn thua được, thế nhưng là Lý Hạo Thần thua không nổi. Không sợ thua, vậy liền toàn lực ứng phó. Tại cái này 8 đầu hình thái khác nhau hạo nhật thần thú trước mặt, Lý Thiên Mệnh ngũ đại cộng sinh thú toàn bộ xuất hiện. Trên bờ vai Tiểu Phượng Hoàng, trong ngực Tiểu Mèo Đen, cái kia ghé vào Thanh Vân Thần Mộc phía trên Lam Hoang, còn có một cây đại thụ. Đi xuống, Lý Thiên Mệnh mang theo bọn họ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất. Có khắp nơi trèo trống, dễ dàng hơn hắn cộng sinh thú chiến đấu, tỉ như tiên tiên liền có thể cùng Thanh Vân Thần Mộc một dạng, cắm rễ tại thổ địa bên trên. Cái này trên mặt đất còn có vô số Thanh Vân Thần Mộc rễ cây, đều có thể vì nó lợi dụng. Phanh phanh phanh. Lam Hoang hoạt động thân thể to lớn, trong rừng đập vào, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, linh hoạt linh động, tùy thời đều có thể xuất thủ. Tỷ như lúc này thời điểm Miêu Miêu, đã lách mình đến Thanh Vân Thần Mộc phía trên, che giấu mình, đã mất đi bóng dáng. Đương nhiên, còn có Ngân Trần. Đinh đinh đinh. Chói tai kim loại tiếng ma sát truyền đến. Tối thiểu 200.000 tiểu ngân chứng, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh chung quanh, có đến từ Thanh Vân Thần Mộc, có theo thân thể của hắn bên trong xuất hiện. Những thứ này tiểu ngân chứng vây quanh thân thể của hắn chuyển động, lóe ra chói mắt tinh quang, để hắn như là đứng tại một cái ngôi sao vòng xoáy bên trong. Tinh quang bao phủ phía dưới, Lý Thiên Mệnh cánh tay trái quấn quanh lấy vạn chúng chú mục đoạt mệnh ngân long, trên tay phải thì nắm không người chú ý Đông Hoàng kiếm, chiến ý ngút trời. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời quang mang hừng hực, cái kia đế tôn chi tử Lý Hạo Thần, đã mang theo hắn bát đại thức thần, trấn áp mà đến. Như cùng một mảnh đốt cháy biển lửa, ầm vang nện xuống. Ngũ sinh ngự thú sư, cộng sinh thú thuộc tính, bộ dáng, thuộc loại, toàn bộ khác biệt, loại này phối hợp quả thực xưa nay chưa từng có. Ta trước kia nghĩ mãi mà không rõ, bây giờ nhìn, giống như có thể nghĩ thông suốt, cái này bỗng dưng toát ra Lý Thiên Mệnh, tại sao là đế tinh bảng đệ nhất. Trên người hắn, xác thực có rất nhiều kỳ diệu ý tưởng. Cái này năm đầu cộng sinh thú, xác thực phá lệ quỷ dị. Tại Lý Hạo Thần bát đại hạo nhật thần thú trước mặt, miễn cưỡng đầy đủ xem đi, cũng là điểm sao có chút thấp, chỉ có hơn 4.000 ngôi sao, trách không được Lý Thiên Mệnh lại bởi vì thất tinh vũ trụ thần nguyên mà lên câu. Hắn tại Cửu Long Đế Táng đạt được đoạt mệnh ngân long cùng, Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, cái này sẽ hắn tương lai trọng yếu tư bản, đáng tiếc thích hợp nhất Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Cửu Long Đế Kiếm, không trên tay hắn, bằng không hắn tương lai, thật sự có khả năng thành tựu cái kế tiếp, Cửu Long Đế Tôn. Thôi đừng chém gió, đời trước Bạch Long Hoàng cũng bị mất, Thái Dương Đế Tôn sẽ không để cho cái này trật tự chi địa, xuất hiện cái thứ hai Đế Tôn. Xem đi, Lý Hạo Thần xuất ra, xích tiêu trảm long. Ta đoán chừng, hắn hôm nay đều không muốn để cho Lý Thiên Mệnh sống sót. Cái gọi là, xích tiêu trảm long, đó là một thanh vô cùng bá đạo kim hồng sắc chiến đao. Hắn chuôi đao là đầu rồng hình dáng, cái kia thần long biểu lộ thống khổ, đại khái ngụ ý cái này đầu rồng là bị chạm xuống, lóe sáng cương mãnh đao nhận, còn có một số răng cưa hình dáng, để một cây đao này xem ra phá lệ dữ tợn. Liên quan tới binh khí này, Lý Thiên Mệnh nghe ngóng. Đây là có thể so với đoạt mệnh ngân long cấp 7 trật tự thần binh, tại cấp 7 nội bộ, đồng dạng có thể xếp tới tối cao phẩm ngũ phẩm, nó nội bộ hạch tâm trật tự thần văn, đến từ thiên địa thần khoáng. Tên là xích tiêu thần cương. Loại này trật tự thần văn nắm giữ siêu cường tê liệt lực lượng, đối thú loại, huyết nhục, nắm giữ cực mạnh lực sát thương, mà lại nghe nói hắn tạo thành bộ phận, còn có 7 loại cấp 7 hỏa diễm nguyên tố thần tai, một khi bạo phát, tuyệt đối dọa người. Xích tiêu trảm long cái này chiến đao, tại hiện tại trật tự thiên tộc, vậy cũng là xếp hàng đầu. Nó chủ nhân trước cũng là Thái Dương Đế Tôn. Lý Hạo Thần có thể sử dụng cái này, xích tiêu trảm long, rõ ràng là đạt được đế tôn tự mình ban cho tôn huyết. Nói đến, cây đao này cùng đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang loại hình thần binh, còn có chút ngọn nguồn, chính là đồng thời kỳ thần binh, nó là chuyên môn vì chém giết cộng sinh thú mà đoán tạo thần binh. Tại trật tự chi địa cộng sinh thú bên trong,
Hiên Viên Long Tông Thần Long chính là đại biểu, cho nên mới đem mệnh danh là Xích Tiêu Trảm Long. Trong lịch sử một cây đao này, chính thức chém chết thần long cộng sinh thú, cũng số lượng cũng không ít. Thời khắc này Lý Hạo Thần, quanh thân ngọn lửa màu vàng, mi tâm bát trọng mặt trời kiếp vòng chấn động, bên người có bát đại hạo nhật thần thú nương theo, tay cầm lửa cháy bừng bừng đốt cháy, không ngừng truyền đến thảm liệt long ngâm, Xích Tiêu Trảm Long, nếu như tuyệt thế bá chủ, từ trên trời giáng xuống. Cái này một cỗ khí thế, để tại chỗ tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, cái kia chính là Thái Dương Đế Tôn đích thân tới. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái tuổi nhỏ bản Thái Dương Đế Tôn. Nói ngắn gọn, khí chàng nổ tung. Ở một mức độ nào đó, hắn hiện tại, đối Lý Thiên Mệnh tạo thành chấn áp. Rầm rầm rầm. Hắn từ trên trời giáng xuống, quả quyết chấn áp xuất thủ. Tại hắn cùng thức thần điểm kết nối phía trên, sinh ra 8 cái điểm sao, cái này 8 cái điểm sao bỗng nhiên mở rộng, thành 8 cái đường kính ngàn mét thiêu đốt mặt trời, hình thành một cái vòng, đem Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú, toàn bộ khóa kín ở bên trong. Đây là, bát nhật tinh tướng. 8 cái mặt trời gay gắt tinh thần, trưởng khống chiến trường, trong lúc nhất thời, nhiệt độ chung quanh lại lần nữa tăng vọt, phạm vi bên trong đất đai, thần mộc rễ cây, toàn bộ phần đốt lên, bao quát thiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, tại cái này bát nhật tinh tướng đốt cháy phía dưới, cành lá, bông hoa cùng sợi rễ, lập tức liền cháy rồi. Cái này còn không có đánh lên, thiên tiên sắp khóc. Coi như thái cổ hỗn độn cự thú, nó bản chất còn giống như là cây cối. Đối ngọn lửa này đốt cháy sức chống cự tương đối kém. Oanh! Oanh! Tinh tướng toàn diện trấn áp, trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh hạ mã uy. Thương thiên phía trên, Lý Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, vung đao giết phía dưới. Bát đại thức thần cùng bát nhật tinh tướng, liên hợp trấn áp, giống như một cái lò luyện, hướng về Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu phủ xuống tới. Ngươi tính là gì? Lý Hạo Thần lãnh khốc, kiêu ngạo lại không khinh địch, trực tiếp vào chỗ chết trấn áp. Chính mình hai cái tiểu mỹ nhân bị đánh, trong lòng của hắn cũng không phải là không có khí, chỉ là lười nhác biểu hiện ra ngoài. Tính là thứ gì? Lý Thiên Mệnh lười đi đáp lại, đối phương loại này kiêu ngạo. Trên chiến trường hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Các huynh đệ, để hắn nhìn xem, cái gì gọi là ngự thú sư. Thông qua tâm linh câu thông, lẫn nhau ở giữa cộng minh, có đơn độc cá thể cùng tư tưởng cộng sinh thú, so sánh chỉ có bản thể trưởng khống thức thần, nhất định sẽ có khác nhau. Hỗn độn tinh tướng. Đây là Lý Thiên Mệnh bài trừ đối phương trấn áp bước đầu tiên. Tại Tử Tiêu chiến trường, hắn căn bản không phát huy ra hỗn độn tinh tướng khủng bố hiệu quả, mà bây giờ, kim hắc sắc quang mang lập lòe, đế tinh sinh ra. Hỗn độn tinh tướng toàn bộ khai hỏa. Một cái ngôi sao mở rộng ngàn mét, cái kia hỗn độn chi khí tản ra, lấy Lý Thiên Mệnh cùng ngũ đại cộng sinh thú làm trung tâm, tạo thành một cái hỗn độn lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Hỗn độn tinh tướng đặc tính, cũng là áp chế hết thảy tinh tướng. Chân chính đế hoàng tinh tướng. Đế tinh mở rộng, kim hắc sắc dòng nước lũ bao phủ, trực tiếp để mắt tới cái kia bát nhật tinh tướng. Cái này 8 cái chính đang phun ra nuốt vào hỏa diễm Thái Dương tinh thần, ngay tại tàn phá bừa bãi hết thảy. Mà lúc này, đế tinh quang mang cùng hỗn độn chi khí, toàn bộ bao phủ ở tại trên thân. Bắt đầu xâm lấn, chân áp, tan rã. Nghiền nát bọn họ. Tinh tướng uy lực, cũng là tinh luân nguyên lực một bộ phận, cả hai lẫn nhau chuyển hóa. Làm Lý Thiên Mệnh bọn họ một người ngũ thú, đem đại lượng tinh luân nguyên lực rót vào tinh tướng bên trong thời điểm, hỗn độn tinh tướng uy lực đại tăng. Rầm rầm rầm, bành, theo cái thứ nhất hỏa diễm tinh thần bị trấn áp, chìm ngập, tại chỗ nổ tung, tiếp đó, Lý Hạo Thần bát nhật tinh tướng, trực tiếp đứng mũi chịu sào, toàn bộ nổ nát vụn. Chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh, vang vọng thiên hạ. Tràng diện này tựa như là cỡ nhỏ Thái Dương bạo tạc, bay làm bắn ra vô số liệt hỏa, toàn bộ chiến trường đều bị liệt hỏa trong nháy mắt chìm ngập. Thế nhưng là những thứ này liệt hỏa chỉ kéo dài trong nháy mắt, liền bị hỗn độn tinh tướng hấp thu. Cơ hồ thì sau đó một khắc, hết thảy thì khôi phục sáng tỏ. Liền tiên tiên trên người liệt hỏa, đều lập tức biến mất. Chiến trường khôi phục thanh lãnh. Cái kia thanh thế to lớn như là lò luyện giống như bát nhật tinh tướng, hoàn toàn sụp đổ. Trên chiến trường, giờ phút này chỉ có đế tinh thiểm diệu. Tại cái này đế tinh phía dưới, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm đại kiếm, thần huy buông xuống. Hắn hỗn độn tinh tướng tại tan giã bát nhật tinh tướng về sau, cái kia lập lòe đế tinh, còn chấn đặt ở Lý Hạo Thần trên thân. Đã mất đi bát nhật tinh tướng đốt cháy vầng sáng Lý Hạo Thần,
trong lúc nhất thời khí thế đại giảm. Dù là Xích Tiêu Trảm Long cùng Hạo Nhật Thần Thú vẫn còn, hắn đều bị Lý Thiên Mệnh kéo đến khí thế tương đương mức độ. Mà không phải vừa rồi loại kia hiện lên nghiền ép tư thái. Giờ khắc này, hỗn độn tinh tướng ngược lại để hắn, có chút mắt mở không ra. Cái này tinh tướng, nói rõ cảnh giới của hắn, tối thiểu tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, đây rốt cuộc là người nào bồi dưỡng được đệ tử. Tuyệt đối là Thiên Cung tự mình làm a. Lý Hạo Thần căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh kỳ thật chỉ có tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Là hắn thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh thú cùng Đông Hoàng vòng xoáy, cứ thế mà đem lực lượng của hắn tầng thứ, kéo đến có thể đối kháng Lý Hạo Thần trình độ. Bất quá, bát nhật tinh tướng vốn cũng không phải là Lý Hạo Thần sở trường. Hắn mạnh nhất thức thần, còn không có xuất thủ. Dưới mặt ta Mã Uy, lại làm cho hắn nhẹ nhõm hóa giải. Bước kế tiếp, nhất định phải để hắn thất bại thảm hại. Lý Hạo Thần hít sâu một hơi, lại lần nữa quật khởi, chiến ý đốt cháy. Hắn trực tiếp bỏ qua tinh tướng, hai tay nắm ở Xích Tiêu Trảm Long, sau lưng cự thú lao nhanh. Giết! Ầm ầm! Hắn hiện lên trùng phong tư thái, mang theo bát đại thức thần Hạo Nhật thần thú, như là thiên quân vạn mã, hình thành một đạo hỏa trụ, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bên này, lấy tiên tiên làm căn cơ, Lam Hoang phía trước, huỳnh hỏa ở trên người, Miêu Miêu thì ở trên đỉnh đầu, nó đã dựa vào bôn lôi kiếp, tích xúc vô tận sức mạnh sấm sét, mà Ngân Trần thì bao trùm toàn bộ chiến trường, chờ đợi lấy cơ hội xuất thủ. Hống hống hống! Hạo Nhật thần thú có bôn tẩu, có bay lên, có chui xuống đất. Thuần một sắc hỏa diễm cự thú. Tiên tiên lần thứ nhất nếm thử, dùng mấy vạn thánh quang đằng mạn đi quất đánh chúng nó, có thể là vừa vặn tới gần, thánh quang đều bị bỏng, rất khó tránh thức quấn quanh, khống chế bọn họ, chỉ có thể quất đánh, hiệu dụng không lớn. Cái này chứng minh nó tại một trận chiến này, vẫn là rất thụ khắc chế. Cái này khiến nó có chút hủy khuất. Người đối thức thần dùng vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm. Đây đều là có hiệu lực tương đối chậm thần thông, tránh thức phát huy hiệu dụng cần thời gian. Nhưng, đây cũng là tiên tiên duy nhất có thể làm. May mắn, còn lại bốn đầu cộng sinh thú, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhất là huỳnh hỏa, nó hôm nay tuyệt đối là như cá gặp nước đại sát khí. Meo, phía trên, huỳnh hỏa tận lực đem thân thể thu nhỏ, hóa thành một đạo hỏa diễm ánh sáng, theo bên cạnh ngăn cản. Trước lúc này, Miêu Miêu sớm thì chuẩn bị xong lôi đình thần thông, trực tiếp đối với cái này tám đầu Hạo Nhật thần thú, toàn phương vị đại oanh tạc. Xì 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 xì. Từng đạo to mấy chục mét màu đen lôi đình hỗn độn thiên kiếp, ầm vang nện xuống, bổ vào Hạo Nhật thần thú trên thân. Cái kia hồn thiên điện ngục loại này vòng xoáy thần thông, từ trên trời lăn xuống, đập vào Lý Hạo Thần bọn họ trước mắt, vô số hắc sắc điện xà bạo phát, ức vạn tia chớp lao nhanh, toàn bộ quấn quanh ở Hạo Nhật thần thú trên thân nổ tung. Nó viễn trình lực sát thương, đã càng ngày càng mạnh. Hội tụ bôn lôi kiếp vạn giới lôi bạo về sau, mỗi một tia chớp, đều mang vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp lực lượng. Cái này khiến Miêu Miêu đã vượt ra lúc đầu thái cổ hỗn độn cự thú, đạt đến cảnh giới mới. Trên đỉnh đầu một mực có hỏa lực áp chế, đối với Lý Hạo Thần tới nói không phải một tin tức tốt. Lên! Trong đó, hai đầu hỏa diễm, Hạo Nhật thần thú, đột nhiên hóa thân thành một sư một hổ. Cả hai toàn thân đều là kim sắc thần văn. Chí mạng nhất là, bọn họ đồng dạng dựa vào thu nhỏ thân thể, thu được càng tốc độ khủng khiếp. Ngàn mét cự thú, biến thành hơn hai thước lớn nhỏ, trong nháy mắt xông lên mây xanh, hướng về Miêu Miêu nhào tới. Xoẹt! Hỏa diễm móng vuốt, công hướng Miêu Miêu. Đây rõ ràng thi triển chiến quyết, làm đến thân pháp của bọn nó, chảo pháp đều phá lệ huyền diệu. Chẳng những tránh thoát Miêu Miêu lôi đình oanh tạc, càng là tới gần lấy nó. Giống. Tại Miêu Miêu hơi chút chủ quan thời điểm, hai đầu Hạo Nhật thần thú, ở tại trên thân lưu lại đếm đạo hỏa diễm vết máu. Miêu Miêu đau kêu một tiếng, vội vàng chạy trốn. Thật mạnh mẽ, kéo hô. Đây là tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 thức thần, tại thức thần chi lực phương diện, bọn họ khả năng siêu việt cửu giai, mỗi một đầu đều tinh thông chiến quyết, các loại thân pháp, chảo pháp dễ như trở bàn tay. Những thứ này thân pháp chảo pháp, kỳ thật đều là Lý Hạo Thần tu luyện chiến quyết, lấy thức thần thi triển, tại dung hội trình độ phía trên, so với huỳnh hỏa thi triển chiến quyết, rõ ràng muốn thích hợp hơn. Đây chính là thức thần ưu thế. Nhất định phải minh bạch, bọn họ tuy nhiên thoạt nhìn là dã thú, có thể trên bản chất là thức thần. Đây là Lý Hạo Thần chiến đấu lực kéo dài, mà không phải cộng sinh thú ở giữa quyết đấu.
Miu Miu chỉ có thể dựa vào ưu thế tốc độ, tới kéo mở cùng cái này hai đầu hạo nhật thần thú ở giữa khoảng cách. Nhưng đối phương theo đuổi không bỏ, để nó đối chiến chàng thần thông áp chế lực giảm mạnh. Một khi bị đuổi kịp, cái này hai đầu hung mãnh hạo nhật thần thú, có thể lớn có thể nhỏ, Miu Miu hóa thân thành đế ma hỗn độn, bọn họ đồng dạng mở rộng, cùng nó cắn xé cùng một chỗ. Bọn họ vốn là có to lớn cảnh giới ưu thế, lại là hai đánh một, Miu Miu đương nhiên chật vật. Không thể không thừa nhận, Lý Hạo Thần xác thực rất mạnh, siêu việt Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Hai đầu hạo nhật thần thú, triệt để nghiền ép Miu Miu. Còn có sáu đầu tinh thông chiến quyết, thức thần chi lực thâm hậu hạo nhật thần thú, nương theo lấy Lý Hạo Thần, cùng Lý Thiên Mệnh chém giết cùng một chỗ. Toàn diện ưu thế, ầm ầm, lại là hai đầu hạo nhật thần thú, một đầu hóa thân thành ngọn lửa màu hoàng kim tê giác, một đầu hóa thân thành gấu to. Thân thể của bọn nó so Lam Hoang còn lớn hơn, đối mặt Lam Hoang thi triển hồng mông ma bàn, bọn họ liên thủ đập vào, một cái đỉnh ở phía trước, một cái ôm ngã, cái kia cẩn trọng lực lượng trực tiếp đứng vững Lam Hoang, đem đập xuống đất. Ầm ầm. Sau đó, trong đó một đầu hóa thân thành trường xà, cuốn lấy Lam Hoang, một đầu khác vẫn vì gấu to, gắt gao đè lại Lam Hoang đầu rồng. Cánh tay kia phía trên hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt tại Lam Hoang trên thân, đốt ra kiêu cháy đen dấu vết. Chết! Lý Hạo Thần đánh tới chớp nhoáng. Hắn tay cầm, xích tiêu trảm long, hướng về Lam Hoang đầu rồng, phủ đầu chém tới. Lam Hoang nguy cấp. Lý Hạo Thần nổi giận chém thần long, một đao chặt đầu, đều không khoa trương. Cái kia xích tiêu trảm long cùng tử diệu tinh, mục sát, binh khí, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có thể mở rộng biến lớn. Thì trong chớp nhoáng này, ngọn lửa này thần đao duỗi dài 100 mét. Hình thành kinh khủng đao cương, xẹt qua hư không, đối với Lam Hoang bạo chảm xuống. Đây chính là Lam Hoang bị hai đầu hạo nhật thần thú cưỡng ép đè lại thời điểm. Cái kia hóa thành trường xà hạo nhật thần thú, tại nó trên thân quấn quanh mấy chục vòng. Đây là Lý Thiên Mệnh, trước kia đối phó thủ đoạn của người khác, lại bị Lý Hạo Thần dùng tới đối phó Lam Hoang. Giống giống, Lam Hoang ra sức đứng lên, một trận hồng mông âm ba chấn động, xé mở hai đại hạo nhật thần thú chấn áp. Nhưng lại ngăn không được Lý Hạo Thần, xích tiêu trảm long. Ngay tại cái này chí mạng điện thạch hỏa quang ở giữa, một đạo ngân long chạy như bay tới. Trên bầu trời, còn có phần thiên vũ linh nổ bắn ra xuống. Ngân quang lấp lóe ở giữa, đoạt mệnh ngân long quất vào xích tiêu trảm long trên lưỡi đao, bộc phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Ầm ầm, xích tiêu trảm long to lớn mà trầm trọng thân đao, trạch hướng nguyên bản lộ tuyến, chặt chém tại Lam Hoang vai. Cái kia lớn như vậy đao nhận, đột phá sơn hải kiếp, tinh hải thôi sán, phòng ngự, chém vào đến gần 3 mét. Trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra. Từ giờ khắc này, trận chiến đấu này chuyển thành chém giết, trở nên khốc liệt. Hai cái tiểu bối đệ tử, mỗi người đại biểu cái này hàng tinh nguyên phía trên mạnh nhất hai đại ý thức hình thái, ai cũng không chịu thua. Một khi thấy máu, càng là trực tiếp đánh cho đến chết. Lý Hạo Thần liền không có lưu tình. Vừa rồi một đao kia chính là vì chặt xuống Lam Hoang đầu rồng, lấy chứng nhận, xích tiêu trảm long, danh tiếng. Phản ứng vẫn rất nhanh, thật không hổ là đoạt mệnh ngân long, binh khí này, xem như trên người ngươi, duy nhất sáng giờ rồi. Lý Hạo Thần mượn dùng thân pháp, tại huỳnh hỏa phần thiên vũ linh nổ bắn ra bên trong xuyên thẳng qua. Tại hắn lúc nói chuyện, liền có hai đại hạo nhật thần thú, trực tiếp giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ông, cái kia hạo nhật thần thú thân thể thu nhỏ. Biến hóa đến cùng Lý Thiên Mệnh thân thể không sai biệt lắm trình độ. Càng là thu nhỏ, hỏa diễm thì càng dày đặc. Hô hô hô, hỏa diễm lăn lộn, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, hai đầu hạo nhật thần thú, biến hóa thành hai cái, hỏa diễm đường lang. Hắn như lưỡi đao một dạng chân trước, ngưng tụ vô số thức thần chi lực, trong nháy mắt bạo phát, vậy mà thi triển kín không kẽ hở đỉnh cấp đao pháp, tối thiểu có ngũ cảnh thần quyết mức độ. Một trái một phải, hướng về phía Lý Thiên Mệnh bạo sát. Ong ong ong, đầy trời đều là hỏa diễm đao ảnh. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, cái này căn bản cũng không phải là hỏa diễm đường lang, mà chính là đỉnh phong đao khách. Nó tựa như là Lý Hạo Thần phân thân. Tám cái hình thú hình dáng đỉnh cấp thân phận. Thật không hổ là bát kiếp thức thần, quả nhiên biến hóa ngàn vạn. Cái này trên cơ bản là Lý Thiên Mệnh, gặp qua người trong, đem thức thần vận dụng đến tuyệt diệu nhất một cái. Bát đại hạo nhật thần thú hộ thể. Thời khắc này Lý Hạo Thần có thần cản giết thần, ma cản giết ma bá đạo.
Hiện tại mới hiểu được, đã chậm. Lý Hạo Thần gầm nhẹ một tiếng, tám thú cùng giống, chấn thiên động địa. Hắn chỗ bày ra thủ đoạn, tại các trưởng bối trong mắt, đã lấn át Lý Thiên Mệnh vừa rồi hỗn độn tinh tướng hào quang. Đương đương đương, hỏa diễm đường lang cùng Lý Thiên Mệnh đao kiếm giao phong, bộc phát ra chướng mắt sao hỏa. Nó trên thân sóng lửa sớm đã đem Lý Thiên Mệnh chìm ngập, bất quá, lại không đả thương được nắm giữ luyện ngục thuẫn giáp Lý Thiên Mệnh. Xem xét lại Lý Hạo Thần, vẫn còn đang đánh lấy chém giết Lam Hoang chủ ý. Bởi vì Lam Hoang là thần long cộng sinh thú, không bằng huỳnh hỏa miêu miêu linh hoạt, tốt nhất chém giết. Cho tới bây giờ, tại vô thiên chi chiến không có ra sân, ngân trần cơ hồ khiến vạn chúng xem nhẹ. Lý Hạo Thần động thủ thời khắc, bỗng nhiên cảm giác toàn thân có chút nhói nhói. Hắn tập trung nhìn vào, bất ngờ phát hiện hắn toàn thân trên dưới, bò đầy màu bạc con kiến. Lại cúi đầu xem xét, dưới chân thổ địa bên trên, màu bạc con kiến hội tụ vào một chỗ, tạo thành hải dương, điên cuồng hướng về thân thể của hắn phun lên đi, dùng cái kia màu đen hàm răng, cắn xé huyết nhục của hắn. Đây cũng là cộng sinh thú. Lý Hạo Thần nhướng mày, toàn thân tinh luân nguyên lực bạo phát, mảng lớn vệ cốt nghĩ trực tiếp bị liệt hỏa xé rách. Còn có rất nhiều tổ hợp lại với nhau, biến thành ngân sắc bọ cạp, bò tới Lý Hạo Thần trên thân, trực tiếp đem cái đuôi gai nhọn đâm vào trên người hắn, điên cuồng quán thâu độc dịch. Đây là quỷ thủy ngân độc. Một khi đại lượng nhập thể, là đầy đủ để Lý Hạo Thần toàn thân biến thành kim loại, triệt để tử vong độc dịch. Xì xì xì. Chi chu, con rết, con kiến, châu chấu. Đủ loại kim loại côn trùng, toàn bộ bao quanh Lý Hạo Thần, làm cho hắn tạm thời chỉ có thể tự vệ. Chi chu vô lượng sợi bạc, bọ cạp quỷ thủy ngân độc. Hai loại thủ đoạn. Để hắn trong thời gian ngắn hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Lý Hạo Thần lực phá hoại rất mạnh, xích tiêu trảm long sở hướng, có thể vỡ nát đại lượng ngân trần thân thể. Có thể cái này như là hải dương một dạng kim loại côn trùng, thực sự nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh chuyên môn để ngân trần, đi quấy rối Lý Hạo Thần, nguyên nhân ngay tại ở, thức thần là đặc thù linh thể, ngoại trừ thần thông bên ngoài, ngân trần thủ đoạn đối thức thần lực sát thương có hạn. Để nó đi quấy rối Lý Hạo Thần. Ngược lại có thể ảnh hưởng hắn thức thần phát huy. Tạch tạch tạch, chói tai kim loại tiếng ma sát âm, nghe được mọi người tê cả da đầu. Động thủ, Lý Hạo Thần bị ngân trần làm cho tạm thời chật vật thời khắc, Lý Thiên Mệnh, huỳnh hỏa, Lam Hoang cùng tiên tiên hội tụ, lại thêm miêu miêu từ trên trời hạ xuống, mọi người tụ hợp lại cùng nhau. Trạm Lam Hải Ngục, Lam Hoang gào rú trà đạp khắp nơi, đem đất mà chuyển hóa biển cả, chui vào trong đó, chiến đấu lực tăng nhiều. Trực tiếp đem hai cái hạo nhật thần thú kéo đến hải lý. Cái kia biến hóa thành trường xa cự thú, hắn trên người liệt hỏa, đem cái này biển cả đốt cháy, hình thành vô tận hơi nước. Bất quá, bọn họ đốt cháy tốc độ, không đuổi kịp Lam Hoang Trạm Lam Hải Ngục thần thông tốc độ. Tại hai đầu hạo nhật thần thú truy đuổi dưới, miêu miêu va vào đáy nước. Tại không thể sử dụng thập phương kỳ nguyên thần kiếm tình huống dưới, thức thần cái này giết không chết đặc tính, xác thực khó chơi. Trước mắt thần thông uy lực mạnh nhất là huỳnh hỏa cùng miêu miêu, hai bọn chúng đồ chơi nhỏ đụng vào nhau, nhào tới cái kia trường xà hạo nhật thần thú. Huỳnh hỏa, tử vong luyện ngục, cùng miêu miêu, càn khôn điện mâu, thần thông, tại kích đụng phía dưới, cộng đồng đánh vào cái này một đầu hạo nhật thần thú trên thân. Cái kia hạo nhật thần thú nhất thời lật bay ra ngoài. T. Lôi đình nổ tung, luyện ngục hỏa đốt cháy, đồng dạng có thể chìm ngập bản thân nó hỏa diễm. Dẫn đến cái này một đầu hạo nhật thần thú, có so Lam Hoang càng nặng thương thế. Sốt cục đả thương một đầu. Quá khó khăn. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh cùng tiên tiên liên thủ, ngăn cản mấy cúi đầu xông vào trong nước hạo nhật thần thú. Tiên tiên bốc lên bị thiêu đốt đau, vẫn là cứ thế mà dùng thánh quang đằng mạn cùng phệ huyết kiếm vũ, trong thời gian ngắn ngăn cản cái này cuồng bạo hạo nhật thần thú. Oanh! Oanh! Cái này sinh tử chém giết, động tĩnh to lớn. Sinh ra hình ảnh, để hứa nhiều trưởng bối nhóm nội tâm đều kinh thán. Lý Thiên Mệnh không tệ a, tuy nhiên trên lực lượng ở thế yếu, nhưng dựa vào năm đầu cộng sinh thú phối hợp, cứ thế mà để Lý Hạo Thần bị thất thế. Tại Thanh Hồn Điện liên minh một số tu luyện giả, tâm tình một chút thoải mái điểm thời điểm, mắt thấy Hạo Nhật Thần thú thụ thương, Lý Hạo Thần ánh mắt lãnh khốc, đã không thể nhịn được nữa. Ngự thú sư nhược điểm lớn nhất, cũng là cộng sinh thú vừa chết, người cũng phải thành rác rưởi. Hắn một đao quét ngang, hỏa diễm đao cương bao phủ. Hỏa diễm bản thân không đánh nổi ngân trần, có thể ẩn chứa trong đó tinh luân nguyên lực,
lại làm cho ngân trần rất nhiều thân thể, hóa thành cho tàn. Thức thần tu luyện giả, kiếp vòng một phá, còn không phải đến rớt xuống ngàn trượng. Lý Thiên Mệnh cái kia đoạt mệnh ngân long, vượt qua vài trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt đâm tới Lý Hạo Thần trước mắt. Lý Hạo Thần vung đao chém ra, toàn thân lửa giận ngút trời. Ngọn lửa màu vàng óng hình thành hỏa cầu, đột nhiên bạo phát, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ tất cả hạo nhật thần thú. Thức thần đạo kiếp vạn thú thần kiếp. Cái này rõ ràng là thức thần đạo kiếp uy lực. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là hỏa diễm đường lang, vẫn là một sư một hổ, lại hoặc là trường xà cùng tê giác, đều mở rộng, phân tán, theo tám đầu hạo nhật thần thú, trực tiếp chia làm hơn vạn hỏa diễm thần thú. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, hình thành giận biển lửa. Hướng. Lý Hạo Thần phía trước, sau lưng vạn thú gào rú lao nhanh. Tràng diện này cùng Lý Thiên Mệnh vạn kiếm thần niệm, có thể nói cực kỳ tương tự. Lạc hậu hệ thống tu luyện, không xứng lưu tại trên Thái Dương, liền nên đem bọn ngươi đốt cháy, chôn vùi, hóa thành cho tàn. Rầm rầm rầm. Lý Hạo Thần câu này bá đạo vô song tuyên cáo, là đúng tất cả ngự thú sư khiêu khích. Bao quát phân thượng tiên cung cùng chiến thần tộc, đều là ngự thú sư, thậm chí ngay cả Long U U đều là ngự thú sư, thế nhưng là bọn họ đại đa số, nhìn đến Lý Hạo Thần cái này thức thần đạo kiếp uy lực, trong lúc nhất thời đều không nói ra phản bác tới. Cái này trật tự chi địa, đúng là thức thần nhất tộc thiên hạ. Cút đi. Tại vạn thú trước đó, Lý Hạo Thần hai tay nắm ở, xích tiêu trảm long, cùng hỏa diễm vạn thú cùng một chỗ trùng kích. Hắn giờ phút này, tóc vàng bay múa, trường bào phần phật, bát trọng mặt trời kiếp vòng bạo phát chướng mắt quang mang, hình thành kim sắc quang trụ, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Uy thế cỡ này, có thể nói là cái này trên Thái Dương tuyệt thế đế hoàng. Phần phật. Một đao chặt chém, bá đạo vô song. Trên thực tế hắn tướng mạo, anh tuấn uy phong, không có chút nào cuồng dã. Có thể đao của hắn, ý chí của hắn, thậm chí ngay cả hắn tu luyện đao pháp, bá giả chi đạo, đều là gốc rễ của hắn. Một đao kia chính là, lục cảnh thần quyết. Ở cái này tuổi tác, có thể chân chính đem lục cảnh thần quyết thi triển ra, bản thân thì mang ý nghĩa thiên hạ vô song. Đây là truyền thừa từ cha hắn tôn đao pháp, tên là thiên vương bá đao, tên gọi tắt bá đao, tên thô bạo dứt khoát, uy lực cũng giống như thế. Đây là đem, bá, chi ý chí, phát huy đến cực hạn đao pháp. Chanh chanh, vạn thú lao nhanh, một đao chặt chém, giết ra 10.000 mét hỏa diễm đao cương. Xé rách không khí, chém nứt vô số thanh vân thần mộc cành lá, toàn bộ giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Phốc phốc phốc, đây là, nhất đao quân lâm. Đao cương bên trong, Lý Hạo Thần gánh chịu vạn thú ý chí, như thú hoàng buông xuống. Cho dù là rất nhiều nhất phẩm kiếm tu, nhìn đến cái này thức thần đạo kiếp cùng lục cảnh thần quyết phát huy, đối cái này Lý Hạo Thần, cũng nhịn không được sinh ra kính sợ. Cân nhắc tuổi tác, Lý Hạo Thần không đến tại chỗ đại đa số người 10%. Thì cục diện này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng biết, coi như Dạ Lăng Phong có thể quyết đấu, tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, thức thần tu luyện giả, nhưng muốn là hắn đụng tới Lý Hạo Thần, khẳng định sẽ bị nghiền ép. Thanh thế to lớn, trời mà sắp sụp, Lý Thiên Mệnh đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Đến, một trận không sợ thua chiến đấu, hắn chính là không bao giờ thiếu dùng dũng khí của mình, đi cố tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn không có chút nào biến sắc, hội tụ hỗn độn tinh tướng đế tinh. Chân áp tại Lý Hạo Thần trên đỉnh đầu, phủ lên hắn một đao này nửa phần khí diễm. Cùng lúc đó, ngũ đại cộng sinh thú toàn bộ về tới Lý Thiên Mệnh bên người. Tiểu Lý Tử, một trận chiến này ta tác dụng không lớn, một chiêu này để ta chặn lại, ngươi liền chuẩn bị ăn ngon đi. Tiên tiên linh thể ngồi tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, cùng hắn nhanh chóng tâm linh câu thông. Yên tâm, tuyệt đối bao ăn no. Cái này cũng không phải cửu long đế táng, còn sợ không ăn sao. Ngân Trần rất khó chết, tiên tiên đồng dạng. Mà lại có đệ đệ về sau, nàng không phải nhỏ nhất. Trong vòng một đêm giống như trưởng thành. Muội tử, để cái này cuồng vọng thế hệ, nhìn xem chúng ta cộng sinh hệ thống tu luyện lợi hại. Tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, tiên tiên cái kia khởi nguyên thế giới thụ vụt lên từ mặt đất, ngăn tại Lý Thiên Mệnh bọn họ trước mắt. Nó tất cả cành lá, dây leo, sợi rễ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tạo thành 10 triệu dựng lại một thuẫn bài. Ngăn tại vạn thú trùng kích trước đó, thánh quang đằng mạn hình thành quang thuẫn tại phía trước nhất, sợi rễ trùng điệp quấn quanh. Vừa mới thành hình, nhất đao quân lâm, cùng, vạn thú thần kiếp, toàn bộ đâm vào khởi nguyên thế giới thụ phía trên. Phốc phốc phốc, hơn ngàn trọng thánh quang thuẫn bài,
hoàn toàn nổ tung, đốt cháy, ầm vang phá nát. Nhất đao quân lâm càng là phá hết thảy, giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Chỉ tiếc chỉ bổ ra khắp nơi, lại không đụng tới Lý Thiên Mệnh. Dù sao, tiên tiên đã chặn phần lớn uy lực. Ầm ầm, khởi nguyên thế giới thụ tám thành lá cây, sợi rễ, toàn bộ bị vỡ nát, hỏa diễm hướng nó thân cây cùng bông hoa bao phủ, bất quá lại bị Lam Hoang nhanh chóng dập tắt. Oa, thật là đau, nhanh, giúp ta báo thù. Lấy dũng khí cản đao thời điểm, tiên tiên nhiệt huyết sôi trào, bây giờ bị tàn ngược một trận, lại đau đến oa oa kêu to, vội vàng bỏ chạy về cổng sinh không gian đi. Lần này, nó cũng cơ hồ sạch sẽ đến còn lại bông hoa cùng thân cây. Chỉ là, dạng này nguyện ý gánh chịu, biết rõ sẽ rất đau, còn dám ra đây cản đao tiên tiên, không vừa vặn nói rõ nàng trưởng thành, cũng cải biến sao. Phần này cộng sinh cảm tình, chỉ có biết thần nhân, căn bản sẽ không lý giải. Thức thần chỉ là bản thể một bộ phận, mà cộng sinh thú, đó là mặt khác sinh mệnh, là đồng sinh cộng tử giao tình. Tiên tiên trọng thương, không thể nghi ngờ để Lý Thiên Mệnh bọn họ lửa giận trong lòng, trực tiếp đốt cháy. Mặc dù nói đau còn về sau, chỉ cần cho ăn, nó liền có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng bây giờ nó cái này oa oa kêu to dáng vẻ, những thứ này làm ca ca, trong lòng cũng phá lệ đau lòng. Nổi giận, ngân trần cái kia còn lại 180.000 hai bên thân thể, cùng kêu lên gào thét một câu. Tuy nhiên máy móc khàn khàn, nhưng có thể nghe được, nó đang nỗ lực dung nhập đại gia đình này. Tuy nhiên nó sẽ ẩn tàng tình cảm của mình, ra vẻ lạnh lùng, có thể thiếu niên một bầu nhiệt huyết, không lừa được người khác. Cho muội tử báo thù. Mấy người bọn hắn, nguyên một đám bạo lệ gào thét lấy. Tại đối diện bọn họ, vạn thú thần kiếp thi triển hoàn tất, bát đại hạo nhật thần thú lại lần nữa hội tụ. Lý Hạo Thần một đao thất bại, vẻn vẹn chỉ là đả thương nặng Lý Thiên Mệnh một cái cộng sinh thú, cái này có thể để hắn tương đương không hài lòng. Báo thù, toàn bộ chết xong, lại đến nói hai chữ này. Hắn lãnh khốc cười một tiếng, cho đến trước mắt hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, bao quát mấy trăm ngàn trưởng bối biểu lộ. Lý Hạo Thần rất rõ ràng, hắn làm đế tôn chi tử, dùng chính mình cường đại, hướng bọn họ đã chứng minh chính mình. Liền nên khiến cái này tầm nhìn hạn hẹp người, nhìn cho kỹ, là ai tại chúa tể trật tự chi địa. Lưỡi đao lại đến. Hắn vừa mới giơ lên xích tiêu trảm long, cánh tay lần nữa kịch liệt đau nhức. Lý Hạo Thần nhíu mày xem xét, không biết cái gì thời điểm, độc hạt lại bò lên trên thân thể của hắn, dùng cái đuôi chích hắn, còn ở trên người hắn, quán thâu quỷ thủy ngân độc. Cho tới bây giờ, da của hắn đã có một ít bộ phận, đã kim loại hóa. Tại phía trên chiến trường này, chỉ cần hắn buông lỏng, thì ngăn không được ẩn hình con rán xông lên thân thể của hắn. Phốc phốc phốc, lại là lít nha lít nhít con kiến hải dương, trong nháy mắt đem cả người hắn chìm ngập. Cái kia chói tai kim loại tiếng ma sát, vang vọng bốn phía, Lý Hạo Thần vừa đắm chìm trong nhất đao quân lâm tự hào bên trong, thiếu chút nữa bị phệ cốt nghĩ nuốt. Đừng quản thức thần, toàn bộ giết hắn, Lý Thiên Mệnh đối cộng sinh thú nhóm nói. Thức thần kỳ thật vô cùng khó có thể xử lý, nhất là số lượng đủ nhiều tình huống dưới. Công kích Lý Hạo Thần, mới có thể có hiệu quả. Ngân Trần đã tiên cơ, nó cái này phệ cốt nghĩ, tuy nhiên không có cách nào đại lượng giết tiến Lý Hạo Thần xương cốt, khả tạo thành trình độ nhất định đau đớn, vấn đề không lớn. Đúng vào lúc này, tối thiểu có hơn ngàn phệ cốt nghĩ đi vào, tuy nhiên bị đầu khớp xương giới tử tinh luân nguyên lực trong nháy mắt diệt tối thiểu 900, còn lại 100 phệ cốt nghĩ cắn xé, đều bị Lý Hạo Thần ngơ ngác một chút, về sau phát ra kinh thiên kêu thảm. Cái này phệ cốt nghĩ số lượng, xa xa không đến có thể trưởng khống hắn. Có thể thứ đau này, cái kia là chân thật. Siêu siêu siêu, cơ hội khó được. Mang tiên tiên trọng thương phẫn nộ, còn có bị khinh thị táo bạo, Lý Thiên Mệnh cùng còn lại cộng sinh thú toàn bộ đánh tới, trong đó Lam Hoang lần nữa bị Hạo Nhật thần thú ngăn trở, có thể huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu, lại dựa vào tốc độ cùng luyện ngục hỏa ảnh, hất ra mấy đầu Hạo Nhật thần thú, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời gian, vọt tới Lý Hạo Thần trước mắt. Phần Thiên Vũ Linh. Phốc phốc phốc. Cái này ẩn chứa vũ trụ hỏa nhẫn lông vũ, nổ bắn ra đi. Tại huỳnh hỏa trước mắt, còn có một đầu Hạo Nhật thần thú, nó trực tiếp vì Lý Hạo Thần chặn huỳnh hỏa luyện ngục hỏa, có thể nó còn đánh giá thấp vũ trụ hỏa nhận lực xuyên thấu lược. Thức thần bản thân không coi là thực thể, phần Thiên Vũ Linh trong nháy mắt vượt qua tới, cũng không có đả thương được thức thần, lại tại thời khắc này, tối thiểu có vài chục mảnh lông vũ, đâm vào Lý Hạo Thần trên thân thể. Ách! Lý Hạo Thần kêu đau một tiếng, khuôn mặt có chút vặn vẹo.
hắn vừa mới tối thiểu đánh nát ngân trần 20.000 thân thể, đang muốn phấn nát xương bên trong vệ cốt nghĩ, lại bị vũ trụ hỏa nhận lông vũ xé rách ra mười mấy vết thương. Những cái kia lông vũ thậm chí đâm vào xương cốt của hắn. Siêu siêu siêu. Phần thiên vũ linh vừa bay ra ngoài, thì có đại lượng vệ cốt nghĩ như là dòng nước lũ một dạng, hướng miệng vết thương của hắn bên trong chui, dựa vào cái này xuyên thủng xương cốt vết thương, tại Lý Hạo Thần bị đau thời điểm, tối thiểu có hơn vạn vệ cốt nghĩ tràn vào đi. Đây tuyệt đối là chí mạng. Huỳnh Hỏa cùng Ngân Trần phối hợp, mặc dù không có làm bị thương thức thần, lại mở ra một lỗ hổng. Đối với thức thần tu luyện giả tới nói, bản thể là căn bản thể bị thương, đều không cách nào hoàn mỹ trưởng khống thức thần. Bắt giặc phải bắt vua trước, là đạo lý này. Người thức thần rất mạnh, nhưng người Lý Hạo Thần chính mình, là nhược điểm. Cho nên, khác mẹ hắn tại lão tử trước mặt thổi thức thần. Cơ hồ sau đó một khắc, Lý Thiên Mệnh đoạt mệnh ngân long, thì cuốn lấy đối phương, xích tiêu trảm long. Cái này đoạt mệnh ngân long tại giết ra ngoài thời điểm, đồng dạng xuyên thủng tốt nhiều đầu hạo nhật thần thú. Hạo nhật thần thú căn bản không sợ, đối với thức thần không có cách nào tạo thành căn bản tính phá hư, có thể thức thần đồng dạng ngăn không được đoạt mệnh ngân long tiến lên. Bọn họ chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ, toàn bộ tới giết Lý Thiên Mệnh. Cơ hồ tám đầu hạo nhật thần thú, oanh sát mà đến. Lão hổ không phát huy, người cho ta là bệnh meo. Tại mặt bên, Miêu Miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới dây dưa, đối mặt cái kia bát đại hạo nhật thần thú, nó tích xúc vô số tia chớp lôi đình, toàn thân trên dưới, đã bị hắc sắc lôi đình chìm ngập. Bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo lực lượng, hội tụ tại mỗi một điều trong sấm sét. Ầm ầm. Lôi đình đại bạo. Một cái đường kính mấy ngàn thước hồn thiên điện ngục, theo một con mèo nhỏ trên thân bộc phát ra đi, phối hợp với Lam Hoang Hồng Mông Ma Bàn, trực tiếp lăn ra ngoài, hình thành nghiền ép, giống như là Thái Sơn áp đỉnh như vậy, trực tiếp đâm vào cái này bát đại hạo nhật thần thú trên thân. Ong ong ong. Lôi hỏa nổ tung, gỗ lớn oanh minh. Lần này, Miêu Miêu dựa vào cùng Lam Hoang phối hợp, cứ thế mà đem tám đầu tụ tập cùng một chỗ hạo nhật thần thú, toàn bộ đánh bay ra ngoài, vì Lý Thiên Mệnh hóa giải một lần nguy cơ. Lý Hạo Thần vốn là muốn mượn dùng, lấy đạo của người trả lại cho người, để hạo nhật thần thú toàn áp chế Lý Thiên Mệnh, nhưng bởi vì hạo nhật thần thú bị cản mà thất bại. Mà bản thân hắn, lại phải thừa nhận phệ cốt nghĩ cắn xé. Tăng thêm huỳnh hỏa đã xuất hiện tại hắn bên người, hắn nhất thời vô cùng nhức đầu. Thì ngươi sẽ dùng chiến quyết A. Một cái hỏa diễm tiểu phượng hoàng, một đôi cánh nhỏ như trường kiếm một dạng biến hóa, trong đó vậy mà dung hợp nguyên tố thần tai kiếm khí, một kiếm giết ra, tứ long hội tụ. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa bốn kiếm dung hợp, nhưng phối hợp vũ trụ hỏa nhận, uy lực đã tương đương khả quan. Cửu long thiên kiếp kiếm. Lý Hạo Thần có chút sợ ngây người. Một cái cộng sinh thú, vậy mà có thể cùng biết thần một dạng, hoàn mỹ thi triển chiến quyết. Hắn một bên hủy diệt vệ cốt nghĩ, một bên vung đao ngăn cản huỳnh hỏa. Thế nhưng là, xích tiêu trảm long bị đoạt mệnh ngân long giữ chặt, trong lúc nhất thời không cách nào huy động. Tại cái này vội vàng phía dưới, Lý Hạo Thần chỉ có thể khẩn cấp dùng tay trái ngón tay, ngưng kết thành kiếm, đột nhiên bạo phát kiếm cương, đâm về huỳnh hỏa. Phốc phốc phốc, cánh cùng ngón tay giao phong. Xem ra ai cũng chiếm cứ không được tiện nghi, có thể Lý Hạo Thần ngón tay, sao có thể có huỳnh hỏa cánh cứng. Xoẹt, Lý Hạo Thần cắn răng, bị liên tục bức lui. Mấu chốt là liền một cái đầu ngón tay, đều bị huỳnh hỏa chém đứt. Người đoạn muội tử ta nhiều như vậy cành lá, ta mới gãy mất người một ngón tay, đừng chạy. Huỳnh hỏa lục đạo hỏa liên phun ra, đuổi kịp Lý Hạo Thần, cùng Ngân Trần cùng một chỗ lại lần nữa chém giết. Tại nó động thủ thời điểm. Ngân Trần chi chu thân thể, phun ra đại lượng vô lượng sợi bạc, tối thiểu tại Lý Hạo Thần trên thân, quấn quanh tầng mấy ngàn. Mấu chốt là, đoạt mệnh ngân long phía trên còn truyền đến lực lượng khổng lồ, Hạo Nhật thần thú cùng Miêu Miêu trùng kích, che đậy ánh mắt, Lý Hạo Thần cũng không biết, tại xích tiêu trảm long phía trên cùng hắn đấu sức, không phải Lý Thiên Mệnh, mà chính là lao nhanh Lam Hoang. Đây đều là quái vật gì cộng sinh thú? Lý Hạo Thần lần thứ nhất, sinh ra phiền chán, im lặng. Táo bạo hỗn hợp tâm tình. Nói đến rất châm chọc. Hắn luôn mồm, phủ lên thức thần lợi hại, còn có ngự thú sư hèn mọn, thế nhưng là theo hắn nhất đao quân lâm cùng thức thần đạo kiếp bị đỡ ra bắt đầu, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, khắp nơi hạn chế hắn. Mà hắn thức thần, lại không có thể làm sao Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, Lý Hạo Thần nghĩ đến chiến bại. Hai chữ này, để trong lòng của hắn nổi lên một cái vĩ ngạn bóng người vàng óng,
nhớ tới cái kia lạnh lùng ánh mắt. Lý Hạo Thần trái tim co quắp một chút. Ta, chết cũng không thể chiến bại. Đáy lòng nộ hống, hình thành gào thét, chấn động toàn thân. Trật tự thiên tộc bá đạo thị tộc ý chí, tại thời khắc này dung hội toàn thân, dường như vô số tổ tiên, tan vào huyết mạch bên trong. Chỉ là ngoại tộc kẻ xấu, làm sao biết ta trật tự thiên tộc, hàng ngàn vạn năm huy hoàng truyền thừa. Không chỉ là thực lực, còn có bất diệt đấu chí, vĩnh hằng thủ thắng quyết tâm, đến chết cũng không đổi niềm tin. Lồng ngực liệt hỏa, toàn bộ phun phát ra. Hắn không tiếp tục để Hạo Nhật thần thú, đi vây công Lý Thiên Mệnh, mà chính là đưa chúng nó thu hồi lại. Theo trong mắt của hắn cái kia hừng hực thần quang đến xem. Đánh đến giờ phút này, hắn còn có át chủ bài. Lý Thiên Mệnh có thể dựa vào cộng sinh thú kỳ lạ, cùng hắn đấu đến giờ phút này, đã nhanh đến cực hạn. Thời khắc này Lý Hạo Thần, bạo phát ra trước nay chưa có niềm tin, để nguyên bản vì hắn lo lắng mọi người, lại lần nữa theo trên người hắn, thấy được hy vọng. Có lẽ, đây chính là trật tự thiên tộc cùng Thái Dương Đế Tôn, để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ địa phương. Tại mọi người trong mắt, cái kia bát đại Hạo Nhật thần thú, đụng trở về Lý Hạo Thần thân thể, không phải trở lại kiếp vòng, mà chính là đâm vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, vô số liệt hỏa ầm vang đốt cháy. Cái kia Hạo Nhật thần thú trên người kim sắc thần văn, tại Lý Hạo Thần trên thân, dày đặc quấn quanh. Oanh! Oanh! Trong cơ thể của hắn, tựa như là liên tục phát sinh 8 lần nổ tung. Cái này khiến thức thần chi lực cùng tinh luân nguyên lực, lấy mức độ khó mà tin nổi, tạm thời tổ hợp lại cùng nhau. Ong ong! Lý Hạo Thần trên thân, đốt cháy lên ngàn thước cao kim sắc liệt hỏa. Cái kia kim sắc liệt hỏa, tạo thành một cái nắm chiến đao hỏa diễm cự nhân. Thức thần đạo kiếp, Hạo Nhật chân thần. Không sai, Lý Hạo Thần sử dụng ra loại thứ hai thức thần đạo kiếp. Đây là trái ngược lẽ thường. Thế nhân chỗ không tưởng tượng nổi, lại chân thực phát sinh ở trên người hắn. Mà lại rõ ràng nhìn, cái này đạo thứ hai thức thần đạo kiếp, Hạo Nhật chân thần, tỉ như vừa rồi vạn thú thần kiếp, còn đáng sợ hơn. Thời khắc này Lý Hạo Thần toàn thân kim sắc thần văn, như là chân thần hàng lâm. Ở trên người hắn đốt cháy ngàn mét liệt diễm. Thì hoàn toàn là thức thần chi lực phóng ra ngoài, cũng là một cái kinh khủng chiến đấu lực. Vù vù, lửa giận như sóng biển, hướng về bốn phía lăn lộn. Chung quanh nơi này thanh vân thần mộc cành lá, sớm đã bị đốt thành cho bụi, bao quát thổ địa bên trên sợi rễ, sớm liền không có. Rầm rầm rầm, hỏa diễm cự nhân đốt cháy thanh âm, đều thành tiếng oanh minh. Có thể thấy được thức thần chi lực đụng nhau, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tại cái này hỏa diễm cự nhân phía dưới Lý Hạo Thần, tựa như là cầm giữ có ba con mắt một dạng, trung ương cái kia bát trọng mặt trời kiếp vòng, thần quang vô hạn. Hắn hai tay nắm ở xích tiêu trảm long, nâng lúc thức dậy, trên đỉnh đầu hỏa diễm cự nhân, đồng dạng đem trong tay hỏa diễm chiến đao, giơ lên. Con kiến hôi, chỉ xứng vì cho tàn. Người cùng thần, cùng một chỗ nộ hống, khiến người ta người biến sắc. Thật là khó chơi đó a. Một trận chiến này trình độ khó khăn. Tối thiểu vượt qua Lý Thiên Mệnh dự tính gấp 3. Nỗ lực tiên tiên trọng thương, ngân trần tổn thất 30.000 thân thể đại giới, đến bây giờ đều không bắt lấy hắn. Ngược lại vào lúc này, Lý Hạo Thần còn dựa vào không thể tưởng tượng đạo thứ hai thức thần đạo kiếp, bò lên tới mạnh hơn trình độ. Nhất là cái kia hỏa diễm cự nhân, Hạo Nhật chân thần. Sợ, sợ hàng. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Sợ cái đầu của ngươi. Lý Thiên Mệnh đem đoạt mệnh ngân long. Vùng ra lam hoang trên thân, hai tay nắm ở đông hoàng kiếm, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt đồng dạng có chí cường niềm tin. Vẫn là cái kia đấu pháp, bắt giặc phải bắt vua trước, miêu miêu, lam hoang cùng ngân trần, các ngươi dùng hết toàn lực, giúp ta đứng vững cái kia Hạo Nhật chân thần, huỳnh hỏa cùng ta, đánh tan Lý Hạo thần, cần phải nhanh hung ác chuẩn. Mấy người bọn hắn liếc nhau. Đây là biện pháp duy nhất. Hoạt động, trái tim bão táp, tĩnh mịch bên trong. Chiến hỏa đột nhiên thiêu đốt. Giết. Chính là bởi vì cộng sinh, mới có kề vai chiến đấu, càng có phối hợp lẫn nhau. Mỗi cái cá thể, đều tại hoàn thành sứ mạng của mình. Đem tác dụng của chính mình, kết thúc 100%. Mà hết thảy này, người Lý Hạo Thần, không có khả năng minh bạch. Hạo Nhật chân thần rất mạnh, mạnh đến nổ tung, thế nhưng là nó có nhược điểm. Nhược điểm của nó, cũng là Lý Hạo Thần. Rầm rầm rầm. Lam hoang. Hóa thành đế ma hỗn độn miêu miêu, còn có hóa thân thành con rết, vô số ngàn chân vòng vòng đan sen,
hình thành một đầu kim loại con rết ngân trần, phủ đầu giết ra ngoài. Bọn họ dựa vào tốc độ, thần thông, dựa vào thanh linh tháp chống đỡ dưới thân thể bất tử, còn có căn bản không sợ chết sắt thép thân thể. Quả thực tương đương với dùng tánh mạng, tới chống đỡ ở cái kia hạo nhật chân thần một đao. Bọn họ ba cái có thể chiến bại, nhưng là Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, nhất định phải thắng. Nếu không cũng là đầy bàn đều thua. Các huynh đệ, để hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là thái cổ hỗn độn cự thú. Trong lòng cuồng hống, ý chí sát thiên. Đối mặt Lý Thiên Mệnh bọn họ trùng kích, cái kia như thần minh một dạng Lý Hạo Thần, khóe miệng chỉ có băng lãnh nụ cười. Hắn hai tay nắm ở xích tiêu trảm long, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Vô số lực lượng hội tụ, để hắn giờ phút này chiến lực nổ tung. Thiên vương bá đao nhất đao cái thế. So với nhất đao quân lâm, nhất đao cái thế, hoành tảo thiên hạ, tác động đến tứ hải bát hoang. Kỳ thần uy khí thế, càng thêm hung mãnh, lưỡi đao càng thêm bá đạo. Ông, một đao kia thi triển, Lý Hạo Thần tóc vàng phấn khởi, trường bào phần phật. Kiếp vòng thần quang vô hạn, rót vào xích tiêu trảm long phía trên. Cùng lúc đó, cái kia hạo nhật chân thần đồng dạng thi triển một chiêu này, quét về Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Ngân Trần. Một màn như thế, có thể nói cái thế quyết đấu. Lý Hạo Thần biểu hiện, vô luận thắng bại, nói thật, giờ khắc này đều chinh phục rất nhiều người. Không ai cảm thấy hắn làm đế tôn chi tử, biểu hiện hôm nay có vấn đề gì. Kỳ thích ở chỗ Lý Thiên Mệnh. Tại một đao kia cái thế càn quét bên trong, Lý Thiên Mệnh không những không có lui, một người bốn thú, toàn bộ cứng ngắc lấy phong bạo trùng sát. Một người, bốn thú, dũng mãnh dứt khoát. Tại, phía trên ba đường, Miêu Miêu hóa thân đế ma hỗn độn, lại lần nữa lôi đình mở đường, càn quét mà đi, chặn cái này, nhất đao cái thế, đợt thứ nhất uy lực, đem trên của hắn bám vào hỏa diễm lực lượng đánh tan. Ngân Trần toàn bộ nhào tới, tối thiểu bị vỡ vụn 30.000 thân thể, mới toàn bộ đâm vào hạo nhật chân thần phía trên. Lam Hoang sau cùng sử dụng khai thiên thế giới chảm, lấy tinh ma chi kiếm, chặn một đao kia cái thế, cứ thế mà đem đối phương cái này bá đạo một đao, đè trở về. Rất rõ ràng đó có thể thấy được, Lý Hạo Thần đối hạo nhật thật thần lực lượng, vận dụng lên còn kém một số, không linh hoạt lắm. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể làm cho Lam Hoang bị thương, càng làm cho Ngân Trần, lần nữa tổn thất đại lượng thân thể. Nhưng, bọn họ đều bảo vệ tánh mạng. Không phải vậy, một đao này uy lực, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên đầu, cùng Lý Hạo Thần hình thành song trọng giáp công, Lý Thiên Mệnh thất bại. Đè lại cái này hạo nhật chân thần một đao. Cái này ba đầu cộng sinh thú, đã làm được cực hạn. Giờ phút này tại, phía dưới ba đường, mới thật sự là chí mạng chiến trường. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, một trái một phải, chạy về phía Lý Hạo Thần. Đông Hoàng kiếm vang dội keng keng. Hỗn độn tinh tướng đế tinh, cơ hồ đập vào Lý Hạo Thần trên đỉnh đầu, để hắn một ngụm máu tươi phun ra. Trên thực tế Lý Hạo Thần thể nội, còn có một phần nhỏ phệ cốt nghĩ, ngay tại xương cốt bên trong tàn phá bừa bãi. Hắn cưỡng ép nhìn xuống, lấy nhất đao cái thế, đến chảm Lý Thiên Mệnh đầu lâu. Chúng ta vĩnh viễn không bị thua, minh bạch. Lý Hạo Thần cất tiếng cười to. A, à, biết. Đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa bốn kiếm dung hợp. Tứ Long Thiên Kiếp kiếm. Uy lực của nó, bản thân thì siêu việt phổ thông lục cảnh thần quyết. Lại thêm, Lý Thiên Mệnh thể nội, có bốn loại cấp 6 thần tai kiếm khí. Giờ phút này toàn bộ theo Đông Hoàng kiếm phía trên nổ bắn ra mà ra. Ngân Long, Hắc Long, Huyết Long, Viêm Long, Tứ Long làm kiếm. Thiểm quang sát kiếm ngân quang nổ tung, huyết tế hung kiếm tinh hồng dữ tợn, hỏa bào long kiếm bộc phát ra đinh tai nhức óc kiếm minh, thâm uyên kiếm thứ theo mặt đất bạo phát, tối tăm đâm xuyên, vô ảnh vô tung. Cái này bốn kiếm dung hợp lại cùng nhau, phối hợp cấp 6 thần tai kiếm khí, hình thành lực sát thương. Không có chút nào so Lý Hạo Thần một đao kia cái thế kém. Hai người bọn họ, một người thần uy bá đạo, như cái thế nhân vương, chấn áp hết thảy, một người khác nhưng từ hạt bụi nhỏ quật khởi, thiên mệnh chi tử, ý chí nổ tung, thân liệt kê chính đạo, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cứng cỏi đến đáng sợ. Cái này nhất đao nhất kiếm, đồng dạng khác nhau rõ ràng. Tại cộng sinh thú ngăn trở hạo nhật chân thần một đao thời khắc, Lý Hạo Thần cùng Lý Thiên Mệnh trùng sát cùng một chỗ, đao kiếm tương giao. Chanh chanh. Cái kia Lý Hạo Thần bá đạo vô song, thẳng thắn thoải mái, hoành tảo thiên hạ, mỗi một đao phân lượng đều cực kỳ trầm trọng, mà Lý Thiên Mệnh thì biến hóa thất thường, như nước sông lớn, để cái kia Lý Hạo Thần không chỗ thi triển.
Đương. Thanh âm chói tai bao phủ. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm phong mang, phủ lên Thiên Vương bá đao. Có lẽ là bởi vì Phệ Cốt nghĩ dây dưa, để Lý Hạo Thần đao cương sụp đổ, liên tục bại lui. Mọi người coi là Đông Hoàng kiếm sẽ vỡ vụn, có thể cái này cũng không có phát sinh. Ngược lại là không người khống chế huỳnh hỏa, tại cái kia Lý Hạo Thần bên cạnh thân, thần thông chiến quyết vô hạn thi triển, lần lượt cho Lý Hạo Thần tạo thành bị thương. Phốc phốc phốc, Đông Hoàng kiếm cùng huỳnh hỏa, hoàn toàn đè lại Xích Tiêu Trảm Long. Nhất đao cái thế, tự nhiên sụp đổ. Oanh, Đông Hoàng kiếm lại lần nữa chặt chém, càng thêm cương mãnh. Lý Hạo Thần, người thua. Lý Thiên Mệnh cái này lạnh lùng một câu, để Lý Hạo Thần đột nhiên lạnh cả người. Có lẽ trận chiến ngày hôm nay, sẽ để cho ngươi minh bạch, không có mạnh nhất hệ thống tu luyện, chỉ có mức độ cao thấp khác biệt tu luyện giả. Mà ta Lý Thiên Mệnh, mức độ cao hơn ngươi. Lý Hạo Thần không thể phủ nhận, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Phệ Cốt nghĩ còn lại không đến 2000, sớm muộn sẽ bị hắn diệt sạch, thế nhưng là trong khoảng thời gian này, đã để hắn cốt cách bên trong có nhất định bị thương. Mà lại, huỳnh hỏa một kiếm lại một kiếm, đã sớm để hắn phần lưng máu me đầm đìa. Phốc phốc phốc, cấp 6 thần tai kiếm khí, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Cho ta bại. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, Đông Hoàng kiếm quét ngang. Làm, nỏ mạnh hết đà Lý Hạo Thần, căn bản ngăn không được một kiếm này thần uy. Trong tay Xích Tiêu Trảm Long, rốt cục bay ra ngoài. Ách, hắn ngây ngốc một chút. Phốc, tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm, đè vào hắn trên ót bát trọng kiếp vòng phía trên. Không có đâm vào đi. Một cái tiểu phượng hoàng, càng là treo ở trên cổ của hắn, dùng bén nhọn lông vũ, khóa lại cổ họng của hắn. Đừng nhúc nhích, nếu không kê ra để ngươi, đầu chó bay trên trời. Huỳnh hỏa cười lạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói. Kiếp vòng bị đâm, vị trí hiểm yếu bị khóa. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh một cái ý niệm trong đầu, hắn cái này đế tôn chi tử, liền phải chết ở chỗ này. Loại này chiến bại sự thật, căn bản không có cách nào phủ nhận. Xích Tiêu Trảm Long đã bay ra ngoài, đâm trên mặt đất. Nó còn đang lắc lư, khẽ kêu, biểu đạt đối chiến bại bất mãn. Lý Hạo Thần hai tay, gục xuống. Cái này, cái kia một đôi tròng mắt bên trong nóng rực, đang nhìn Lý Thiên Mệnh thời điểm, dần dần ảm đạm, vặn vẹo, giãy giụa. Toàn bộ chiến trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Quả thật, Lý Thiên Mệnh cũng bỏ ra nhất định đại giới, bao quát Lam Hoang cùng Tiên Tiên bị thương, còn có Ngân Trần thân thể tổn thất. Bao quát chính hắn, trên thân đều có rất nhiều vết thương. Nhưng, đại biểu vạn tông đế tinh bảng đệ nhất Lý Thiên Mệnh, xưa nay chưa từng có, đánh tan trật tự thiên tộc đệ nhất đế tôn chi tử, đây là không người có thể cải biến được sự thật. Mấu chốt là, Lý Hạo Thần bọn họ ba cái, hôm nay toàn bại. Trực tiếp mặt mũi quét rác, đả kích toàn bộ trật tự thiên tộc tôn nghiêm. Chuyện này ý vị, thực sự quá nặng, thực sự quá sâu xa. Đến mức bao quát Lý Hạo Thần chính mình, đều ngây người tại chỗ. Trong lúc nhất thời, não tử trống rỗng. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc sẽ dẫn phát trật tự chi địa, hạng gì dung chuyển. Tối thiểu nhất, hắn cái này đế tôn chi tử Lý Hạo Thần, lại là trật tự thiên tộc chê cười. Nghĩ đến trở về một ngày, cần đối mặt trưởng bối, tộc nhân, nhất là, cần đối mặt cái kia nam nhân, Lý Hạo Thần tâm, trực tiếp bị xé nứt vỡ nát. Ây! Loại kia hình ảnh, thật là đáng sợ. Hắn trừng to mắt, mềm mại quỳ trên mặt đất, máu và nước mắt tại trong mắt ngưng kết. Phụ tôn, ta là ngươi sỉ nhục. Lý Hạo Thần chỉ có thể nghe được một loại, ong ong, thanh âm. Tựa như là não tử nước vào một dạng, mà lại tiến đều là nước đắng. Những thứ này nước đắng từ đỉnh đầu chút xuống đến ngũ tạng lục phủ, dẫn đến toàn thân đều là như tê liệt thống khổ. Hắn căn bản không dám ngẩng đầu. Đi xem cái này mấy chục vạn người ánh mắt. Hắn biết, bọn họ nhất định, thật không thể tin, rung động, nghẹn họng nhìn chân chối. Tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, hắn sẽ trở thành một cái buồn cười bối cảnh tấm. Có thể, hắn là đế tôn chi tử, là cao thượng, chí tôn biểu tượng, hắn cả một đời đều khó có khả năng, đi làm nhân vật này. Loại này cắt đứt, để trong lòng hắn vặn vẹo, trong miệng giống như là lấp phá mất mật rắn, chưa bao giờ từng thể nghiệm qua tuyệt vọng. Tại diệt vong lấy hắn đối với mình tất cả kiêu ngạo cùng lòng tin. Dọa một chút, Lý Hạo Thần trừng to mắt, thở hổn hển. Tại trong óc của hắn, cái kia vĩ ngạn bóng người vàng óng tựa như là một tòa nguy nga sơn phong, đặt ở trên đỉnh đầu của hắn.
cơ hồ đem hắn toàn thân mỗi một cái giới tử, đều áp thành bụi phấn. Có thể nói, hắn cái này 25 năm, đều đứng tại đỉnh núi, hưởng thụ tôn kính cùng cực kỳ hâm mộ. Mà giờ khắc này, hắn rơi xuống. Thân thể cùng linh hồn, đều ngã thành huyết tương, còn bị một cái khác người đồng lứa, dẫm tại dưới chân. Lý Hạo Thần nghĩ đến tử vong. Thị tộc vinh diệu, phụ thân xem kỹ, tộc nhân mong đợi, đây hết thảy đều không cho phép hắn thất bại. Nhưng hắn thất bại, liên lụy cái này bất bại thị tộc, cùng hắn cùng một chỗ chịu nhục. Chỉ có tử vong, chỉ sợ mới có thể giải thoát. Đây là Lý Hạo Thần trong đời, lần thứ nhất nghĩ đến trốn tránh. Chết rồi, hết thảy đều tương đương với không có phát sinh đi. Hắn cúi đầu, cười thảm. Hết thảy giống như Lý Thiên Mệnh nói như vậy, thân là trật tự thiên tộc đỉnh phong thiên phú, hắn căn bản thua không nổi. Mà lại, không phải bản thân hắn thua không nổi, mà chính là cái này thì tộc hàng ngàn vạn năm vinh diệu, không cho phép hắn làm một cái thất bại giả. Hắn không có ngẩng đầu nhìn. Thế nhưng là, hắn biết, mọi người tại tôn sùng Lý Thiên Mệnh, tại thương hại hắn. Đáng thương. Cái từ này, vậy mà lại dùng trên người mình. Lý Hạo Thần cảm giác cổ họng nóng bỏng. Thật xin lỗi. Hắn sa vào đến tử vong vòng xoáy bên trong. Tất cả, đáng thương, ánh mắt, đều là nguyên một đám tay cầm, đem hắn hướng vòng xoáy chỗ sâu nhấn tới, gia tốc tử vong của hắn. Hô hấp khó khăn thời khắc, hắn cảm giác mình, đã chết. Căn bản không cần Lý Thiên Mệnh động thủ. Kết thúc, ha ha. Bất đắc dĩ hai tiếng gượng cười, xem như cùng cái thế giới này cáo biệt. Không phải hắn năng lực chịu đựng kém, mà chính là cái này vô địch thị tộc, để mỗi một cái đế tôn con gái, gánh vác áp lực quá lớn. Làm không được thiên hạ đệ nhất, cũng là trong phế vật phế vật. Hắn vươn tay. Đinh. Xích tiêu trảm long, bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Lý Hạo Thần, đây là không chịu thua, còn muốn đánh. Rất nhiều người kinh hô. Cái này khiến Lý Hạo Thần bị đả kích càng nặng. Hắn chỉ là muốn, để hết thảy kết thúc mà thôi. Thật muốn thực hiện, vậy thì nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Trong đầu của hắn, đã chỉ có cái kia tử vong vòng xoáy. Hai tay cầm đao, cấp tốc về kéo. Đao nhận lại hướng cổ của mình. Hắn đây là muốn chính mình trảm thủ. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, một thanh đông hoàng kiếm, cắm ở hắn xích tiêu trảm long phía trên, để Lý Hạo Thần không cách nào động đậy. Muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Giải thoát, Lý Hạo Thần thanh âm khàn khàn nói. Ngươi có thể kéo xuống đi, ngươi giải thoát rồi, lão tử sẽ phải thành trật tự thiên tộc bia ngắm, bị đuổi giết cả đời. Ngươi đây là hại ta, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không hiểu, thân phận của ta, không cho phép thất bại. Lý Hạo Thần sầu thảm nói. Há, lời này của ngươi ngược lại là mới mẻ, còn có không cho phép thất bại thân phận. Trong mắt của ta, cái nào tuyệt thế cường giả, không trải qua khó khăn trắc trở thì có thể đứng ở chúng sinh chi đỉnh. Coi như có thể thành công, đó cũng là một cái khác loại phế vật. Tránh thức bao trùm tại chúng sinh phía trên tồn tại, tối thiểu nhất, không cần phải sợ thua, mà lại thua được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đây là tại khuyên bảo ta. Lý Hạo Thần vạn vạn không nghĩ đến, đem hắn theo chí ám tử vong trong vòng xoáy, đẩy ra ngoài người, không phải người của mình. Mà chính là đối thủ của hắn. Ta khuyên bảo em gái ngươi a, ta chỉ là sợ ngươi chết, ta thì phiền phức lớn rồi. Ngươi thật muốn chết, qua một đoạn thời gian lại đến, đừng tìm ta dính líu quan hệ. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ha ha, Lý Hạo Thần bỗng nhiên cười. Cười thời điểm, hắn buông xuống xích tiêu trảm long, nắm chặt song quyền. Rốt cục ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Người bao nhiêu tuổi? Lý Hạo Thần hỏi. 24 a, đại khái, Lý Thiên Mệnh nói. So với ta nhỏ hơn một chút, lại so với ta mạnh hơn, ngay cả ta, Hạo Nhật chân thần, đều có thể đánh bại. Ta đột nhiên đối ngươi rất chịu phục, Lý Hạo Thần nói. Đây mới là chính xác người chiến bại tư duy, thừa nhận đối thủ ưu tú, không có chút nào mất mặt. Kỳ thật ta giúp ngươi, tối thiểu nhất từ nay về sau. Người thì thua được. Dám người thua, mới không có bao phục, té ngã về sau, đứng lên mới có thể cường tráng hơn, còn có thể hấp thu giáo huấn, mà không phải là cho tới nay bất bại, một lần thì rơi thịt nát xương tan. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn là thật sợ cái này Lý Hạo Thần, bỗng nhiên thì tự vận. Vậy coi như một thân cợt nhả, rửa không sạch sẽ. Cho nên, hắn mới mở miệng khuyến cáo. Dù sao, Lý Thiên Mệnh hôm nay nghĩ ra được, đều đã tới tay.
mà lại hắn nhìn ra được, vừa rồi Lý Hạo Thần, xác thực thống khổ, hoảng sợ, một lần bị thị tộc bóng mờ, kéo vào quỷ môn quan. Ngươi nói, thật vô cùng có đạo lý. Lý Hạo Thần triệt để thanh tỉnh. Hắn chống lên thân thể, ánh mắt càng ngày càng hừng hực. Đứng dậy về sau, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ta cũng không kém, ta xưa nay chưa từng có giác tỉnh thứ hai thức thần đạo kiếp, ta so rất nhiều ca ca đều mạnh, ta hôm nay chiến bại, là bởi vì đụng phải Thái Dương Vạn Tông mấy triệu năm cũng không từng đản sinh thiên kiêu, là ngươi quá mạnh. Dạng này cũng tốt, nhân sinh của ta, bởi vì có người đối thủ như vậy, càng có ý tứ, càng thêm đặc sắc, người để ta biết đến thiếu sót của mình, là địch nhân, nhưng cũng là động lực. Được rồi, nghĩ thông suốt là được rồi, thiếu thổi điểm. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói thật, nếu như hắn thật nghĩ để Lý Khinh Ngữ an toàn, đối với loại thân phận này cao, lại có thể tiếp cận Lý Khinh Ngữ đế tôn chi tử, đối phương muốn thì nguyện ý chẳng phải thù địch, hắn cầu còn không được. Mà lại, Lý Hạo Thần xác thực rất có ngộ tính. Có thể nhìn ra được, cả người hắn tinh thần ý chí đều tại thuế biến. Tối thiểu nhất, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đó là một loại nóng rực, mãnh liệt, muốn siêu việt cảm giác. Mà không phải cùng trước đó một dạng, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Lý Thiên Mệnh dám nói, thì cái này một cái cải biến, nhưng thật ra là hắn giúp Lý Hạo Thần. Một ngày nào đó, ta muốn ở trên thân thể ngươi, lấy lại danh dự. Lý Hạo Thần duỗi ra quyền đầu. Tùy thời hoan nghênh, Lý Thiên Mệnh vươn tay, cùng hắn đụng một cái. Đánh bại ngươi trước, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào trả thù ngươi, ngươi là một cái thật đáng kính đối thủ. Ta vẫn bội phục ngươi. Lý Hạo Thần nhìn ánh mắt của hắn, đã sớm đại biến. Có thể cảm nhận được, hắn niềm tin của người này, tại vô cùng tăng vọt. Có lẽ, đây là một loại hình thức khác, tốt kết cục đi. Tạm biệt, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trên đầu quần hùng, nhắc nhở, nhớ đến để ngươi cô, nói được thì làm được. Nói xong, Lý Thiên Mệnh mang theo cộng sinh thú nhóm, quay người về tới Thanh Hồn Điện Liên Minh bên này. Làm hắn về đến về sau, Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông, Nhất Quần Tiên Nữ Cung bên này, tất cả trưởng bối tu luyện giả, ánh mắt đều tập trung ở tại trên thân. Về sau, bọn họ tìm được lúc còn trẻ cuồng nhiệt cảm giác, tựa như là truy đuổi thần tượng một dạng, phát ra từng tiếng chấn thiên động địa gieo hò. Thượng Thiên Chi Mệnh, Thiên Hạ Vô Song, Thái Dương Vạn Tông ba người đệ tử, liên tiếp đánh tan trật tự thiên tộc ba đại thiên tài, trong đó còn bao gồm đế tôn chi tử. Cái này tin tức nặng ký, có thể so với Cửu Long đế táng xuất thế, ở sau đó trong một ngày, sẽ oanh động toàn bộ trật tự chi địa, mà không chỉ cực hạn tại Thái Dương Vạn Tông. Làm Vạn Tông nhân viên, mỗi người đều kích tình bành trướng, phảng phất giống như nằm mơ, thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt. Quá hiếm thấy, quá rung động, quá bất khả tư nghị. Đây là lịch sử kỳ tích. Theo những ánh mắt này, liền có thể nhìn ra đến, Vạn Tông xác thực thần phục tại trật tự thiên tộc bóng mở phía dưới quá lâu quá lâu. Vô số năm áp bách, tại lúc này phóng xuất ra, là một loại thoải mái đầm đìa phát tiết. Cuồng nhiệt. Theo cuồng nhiệt, đến đối một người trẻ tuổi, sinh sôi tín ngưỡng. Đây là để bọn hắn, trở thành Lý Thiên Mệnh, chúng sinh, bước đầu tiên. Đây là Lý Thiên Mệnh tu hành quan trọng một bước. Đây là hắn tại Thái Dương Vạn Tông, làm kiện thứ nhất nổ tung sự tình. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, vô số niềm tin, như dòng nước lũ một dạng vọt vào thân thể của hắn, cọ rửa hắn thần ý. Hắn mới 20 mấy tuổi, đã thành rất nhiều người thần trong lòng. Tại cuồng nhiệt tẩy lễ bên trong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hạo Thần. Người trẻ tuổi này sắc mặt bình thản, dũng cảm đối mặt, quay trở về đối diện trận doanh. Bên này cuồng hoan, đối so đối mặt tĩnh mịch, đối Lý Hạo Thần tới nói, là nhân sinh chí ám đả kích. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn đi được coi như rất vững vàng. Có thể a, không hổ là đế tôn chi tử, chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ về sau, kháng áp năng lực rất mạnh. Nếu như mình sinh ở hắn cái kia bất bại thị tộc, lại ăn một trận thảm nhất quả đắng, hắn đều không xác định, chính mình phải chăng có thể chống đỡ đi xuống. Lý Hạo Thần không có tự vận, đối với Lý Thiên Mệnh tới nói, thế nhưng là một tin tức tốt. Hắn chợt nghe thanh âm nghẹn ngào. Gần ngay trước mắt. Hướng phía trước xem xét, nguyên lai là Long Uyển Oánh. Nàng hốc mắt đỏ bừng, dưới mí mắt tràn đầy nước mắt, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, loại kia nhu tình, cảm động, còn có một loại, chiết cây, thích, để Lý Thiên Mệnh một lần nhớ tới vệ tịnh. Từng tại Viêm Hoàng học cung Viêm Hoàng chiến trường, làm chính mình đánh bại Lâm Tiêu Tiêu,
trở thành thiên phủ đệ tử thời điểm, nàng chính là loại tâm tình này. Cái gọi là chiết cây, là bởi vì Long Uyển Oánh đã mất đi nhi tử, cho nên nàng cũng có chút ma chướng, đem tính tình, tướng mạo tương tự Lý Thiên Mệnh, tránh thức xem như hài tử đến đối đãi, cho nên tại hắn đánh bại đế tôn chi tử thời điểm, nàng mới có tâm tình như vậy phát tiết. Oánh gì, khóc cái gì đâu, giúp ngươi hung hăng làm thịt Lý Vô Song một thanh, cái kia cao hứng a. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Cao hứng, sướng đến phát rồ rồi, người đều nhanh choáng váng. Long Uyển Oánh nín khóc mỉm cười. Choáng váng không có việc gì, người ngốc có ngốc phúc. Lý Thiên Mệnh nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, Cổ Kiếm Thanh Sương, Thạch Nham, Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu, Diệp Đông Lưu. Mỗi người bọn họ nhìn mình ánh mắt bên trong, đều có sâu vô cùng rung động. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiểu hơn, một trận chiến này thắng lợi ý nghĩa, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cô, thật xin lỗi. Lý Hạo Thần hít sâu một hơi, đứng tại Lý Vô Song trước mặt. Ngẩng đầu, nữ nhân này sắc mặt âm hàn như sắt. Ngươi thật xin lỗi, là ta sao? Lý Vô Song vươn tay, ngay tại cái này trước công chúng trước mặt, trực tiếp quăng Lý Hạo Thần một bàn tay. Ba, vô cùng chói tai. Lý Hạo Thần nửa bên mặt, trong nháy mắt đỏ bừng, lại bắt đầu tái nhợt. Ngươi thật xin lỗi, là cha ngươi. Ba, thứ hai bàn tay, là Trật Tự Thiên Tộc. Ba, cái tát thứ ba, là ngươi Liệt Tổ Liệt Tông. Liên tục tam ba trưởng, để Lý Hạo Thần nửa gương mặt bắt đầu rớm máu, hoàn toàn bầm tím. Bên cạnh Long U U cùng Lý Nhược Thi, càng nhìn đến nước mắt chảy ngang, vội vàng hướng Lý Vô Song quỳ xuống cầu tình. Lý Vô Song tại Trật Tự Thiên Tộc quyền thế phi thường lớn. Thực lực của nàng, không phải thứ hai, thậm chí trước năm cũng không tính là, nhưng là quyền thế của nàng, so, đế hậu, còn cao, tuyệt đối thiên hạ đệ nhị. Đó là bởi vì, đế tôn từ nhỏ thì che chở nàng. Tại đế tôn trong mắt, cô muội muội này, vô cùng trọng yếu, lúc tuổi còn trẻ, hắn chính là nổi danh, hộ muội cuồng ma. Cho nên, Long U U cùng Lý Nhược Thi, mới có thể hướng nàng quỳ xuống. Liền đế tôn chi tử Lý Hạo Thần, nàng đều có thể trách phạt. Lý Hạo Thần chiến bại vốn là khuất nhục, hiện tại càng là bị tam ba trưởng, cái này khiến Cổ Mạc Đan Thần bọn họ đều có chút luống cuống, vội vàng muốn lên đi cầu tình. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, Lý Hạo Thần chúng tam ba trưởng về sau, hắn lau lau rồi một chút máu tươi, ngẩng đầu nhìn Lý Vô Song, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Cảm ơn cô tam ba trưởng, đem ta đánh thức. Hôm nay ta thua, đến đón lấy hết thảy nhục nhã, trách phạt, nhục mạ, ta đều nguyện ý tiếp nhận, ta cam nguyện nuốt vào quả đắng. Đồng thời hướng cô cam đoan, ta hôm nay cho Trật Tự Thiên Tộc cùng tiền bối mang tới sỉ nhục, ngày khác bình tĩnh đổ tận ta cả đời, đi vãn hồi. Lý Vô Song sửng sốt một chút. Ra mặt thẳng dày đó a ngươi, mất mặt đến triệt để, còn muốn vãn hồi. Lý Vô Song cười lạnh nói. Đúng, ta tự nhận hôm nay biểu hiện không kém, không biết sao đối thủ vượt qua tưởng tượng kinh diễm, đây có lẽ là thượng thiên cho khiêu chiến của ta, ta không thể lui lại. Lý Hạo Thần trịnh trọng nói. Chúng ta đi ngươi, còn không bằng tại cái này tự vận. Lý Vô Song im lặng nói. Câu nói này, để Lý Hạo Thần ngây ngẩn cả người. Bởi vì ta chiến bại, cô giống như so ta còn khó chịu hơn. Hắn lắc đầu nói. Lý Vô Song lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nàng không có trả lời, thế nhưng là tất cả mọi người đã nhìn ra, nàng có chút cuồng loạn. Dù là nàng đang áp chế, đều không che giấu được, nàng cực kỳ táo bạo, phẫn nộ. Dường như nhận lấy vô cùng lớn sỉ nhục. Là bởi vì đã mất đi một cái thất tinh vũ trụ thần nguyên. Hiển nhiên không phải. Chỉ là bảo bối, không đủ để cho nàng, đem nội tâm âm u mặt, như thế phát tiết đi ra. Liền bên cạnh Lý Nhược Thi, đều vội vàng ám chỉ Lý Hạo Thần, để hắn bớt tranh cãi. Một bên khác, Yến Nữ Hiệp đã tại ồn ào, thúc giục Lý Vô Song mau chóng xuất ra, Thái Dương Nguyên Hạch, sau đó mang theo tất cả mọi người xéo đi. Lý Vô Song ánh mắt băng lãnh, nàng vượt qua Lý Hạo Thần, đi ngang qua thời điểm, còn đè xuống sau gáy của hắn, hung hăng đẩy một cái. Có thể thấy được tâm tình của nàng, hạng gì u ám. Đối dưới gầm trời này bất luận kẻ nào tới nói, cái này một cái nhìn không thấu, không gì kiêng kỵ, Vô Song cô nương, đều là không thể nhất trêu chọc người. Đã từng Bạch Long Hoàng, Long Quân Hiên, thì là ví dụ sống sờ sờ. Nàng đứng dậy. Cái kia còn đang hoan hô thanh hồn điện mọi người, thanh âm dần dần yếu bớt. Long Uyển Oánh, người qua đây cầm.
Lý Vô Song cái cằm hơi hơi vung lên, nhìn chằm chằm nàng. Đừng đi, khẳng định muốn giở trò quỷ. Những người khác khuyến cáo. Nghĩ gì thế, trước công chúng dưới, nàng còn có thể một chiêu giết ta. Coi ta ăn chay sao? Long Uyển Oánh đẩy ra Yến Nữ Hiệp tay, trực tiếp hướng Lý Vô Song mà đi. Các nàng rõ ràng cũng là tử thù. Mỗi tới gần một bước, bầu không khí đều muốn lạnh hơn ba phần. Lý Vô Song đi tới hai phe đội ngũ vị trí trung tâm. Long Uyển Oánh đồng dạng chạy như bay tới, thì dừng ở trước mắt của nàng. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Lý Vô Song lần thứ nhất đưa ra, ba ván hai thắng, thời điểm, thì muốn đối phó Long Uyển Oánh. Giờ phút này, cái này có nguyệt mái tóc dài màu trắng nữ nhân, cầm trong tay, Thái Dương Nguyên Hạch, lạnh lùng nhìn lấy Long Uyển Oánh, hé miệng cười lạnh, nói, tiện hóa, ngươi biết không? Nghe nói ngươi hiên viên gặp rủi ro, mà ngươi trốn ở Thanh Vân Đại Lục, ta xuất hiện ở đây, cũng là chuyên đến làm thịt ngươi. Ồ, không nghĩ tới ta như thế vinh hạnh, có thể làm phiền ngươi loại này xúc sinh trong lúc cấp bách, dành thời gian tới đối phó ta. Long Uyển Oánh trợn mắt một cái, một mặt không quan trọng. Ta biết ngươi đang sợ, tốt nhất tránh đỡ một ít, đừng đi ra loạn lắc, ta sẽ không để cho ngươi bị chết nhẹ nhõm. Lý Vô Song nói. Nàng và Thạch Nham bọn họ khác biệt. Nàng căn bản không cần che giấu, cũng khinh thường tại che giấu. Hôm nay quá nhiều người, nàng giết không được nàng, nhưng, không có nghĩa là nàng về sau không có cơ hội. Long Uyển Oánh không có khả năng cùng Giang Thanh Lưu một dạng vĩnh viễn trốn tránh, nàng có rất nhiều chuyện cần làm. Ai giết ai, cái kia còn chưa nhất định đâu. Muốn ngươi rơi vào ta trên tay, ta tối thiểu trước lột ngươi tầng da này. Long Uyển Oánh nói. Sau khi nói xong, nàng vươn tay, nói, đi đừng nói nhảm, ngoan ngoãn đem đồ vật lấy ra, thua liền phải nhận, khác làm bừa đánh lăn. Chuẩn bị hậu sự đi. Lý Vô Song đem Thái Dương Nguyên Hạch, ném cho Long Uyển Oánh. Rất rõ ràng, nàng đã nói ra miệng, thì là căn bản không sợ Long Uyển Oánh cảnh giác. Tại Hiên Viên Long Tông sự suy thoái tình huống dưới, nàng có nhiều thời gian, tại cái này chơi mèo bắt chuột trò chơi. Long Uyển Oánh đã lấy được Thái Dương Nguyên Hạch. Nhưng tại vạn chúng chú mục bên trong, hai người bọn họ nữ nhân, vẫn là như vậy mặt đối mặt. Nửa đời cừu oán, ở chỗ này cây kim so với cọng dâu. Năm đó từng màn, xông lên đầu. Vượt qua Long Uyển Oánh, Lý Vô Song thấy được Lý Thiên Mệnh. Nàng hai mắt bên trong lạnh lùng, càng tăng lên trên hơn mấy cái cấp độ. Bảo vệ tốt ngươi, mới nhi tử, hắn sớm muộn sẽ nhận được, quân hiên, kết quả giống nhau. Lý Vô Song vui vẻ nói. Ngươi hại chết hắn, có tư cách hô tên của hắn. Nhắc lên cái tên này, lại nhìn người trước mắt này một mặt không quan trọng dáng vẻ. Loại kia lửa giận ngập trời, cũng không phải tốt khống chế. Cái gì hại chết a? Không phải ngay từ đầu thì nói cho ngươi sao? Ta không lấy được đồ vật, liền xem như người, những người khác khác nghĩ ra được. Ai bảo hắn quá ưu tú, gây nên chú ý của ta đây. Trực tiếp chết rồi, vậy liền không có tưởng niệm, sạch sẽ cực kỳ. Lý Vô Song che miệng cười khẽ, nghênh ngang rời đi. Lý Vô Song, người uy hiếp chúng ta, đơn giản cũng là bởi vì Lý Hạo Thần chiến bại, để trong lòng ngươi khó có thể tiếp nhận, ngươi bởi vậy phát điên, quẫn bách, bây giờ ở đây hù dọa ta một trận, ngươi là có thể đem, đế tôn chi tử, thảm bại khuất nhục, đem quên đi sao? Không thể a. Long Uyển Oánh ở sau lưng nàng, khoanh tay nói. Lý Vô Song dừng lại bước chân, mặt hoàn toàn đen. Mặc kệ ngươi là có hay không dọa sợ chúng ta, các ngươi nhục nhã thảm bại sự thật, ngươi cả một đời cũng không thể sửa đổi. Long Uyển Oánh gằn từng chữ một. Rất rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay thắng bại, Lý Hạo Thần đã quên. Thế nhưng là Lý Vô Song, đem cái này xem như vô pháp tiếp nhận nhục nhã, thành để cho nàng lâm vào đẫm máu độc dược. Nàng mới là cả một đời, đều không muốn thua một lần người. Đã từng thua qua một lần, nàng liền đem con mồi trực tiếp hủy. Lần này chiến bại, cổ mạc đan thần bọn họ không có gì đáng nói. Lòng tin dồi dào mà đến, thất bại tan tác mà quay trở về, trong lòng chênh lệch, để rất nhiều vân thượng tiên cung tu luyện giả, tâm lý đều phá lệ khó chịu. 100.000 đại quân, quay về vân thượng tiên cung địa bàn. Trên đường, cô, ba người chúng ta dự định trở về trật tự thiên tộc, chuyện bên này, ta không tranh. Phụ tôn từng để cho ta tiến, nguyên ma chướng, tu hành, ta muốn đi vào thử một chút. Lý Hạo Thần nói, không cho phép đi, thua liền chạy, ngươi là chó sao? Lý Vô Song lạnh lùng hỏi, tốt a.
Lý Hạo Thần im lặng nhếch miệng, không biết nên nói cái gì. Lý Vô Song không có phản ứng đến hắn, mà chính là đối Cổ Mạc Đan Thần bọn họ lời nói, tiếp đó, ta Trật Tự Thiên tộc sẽ có đại lượng sát thủ tới, các ngươi phái ra nhân mã, cho ta thời khắc nắm giữ đối phương nhân vật mấu chốt hành động, cái gọi là Lục Kiếm Quân Tử, Thạch Nham, Long Uyển Oánh đám người vị trí, tùy thời báo cáo ta. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần bọn họ liền vội vàng gật đầu. Đa tạ Vô Song cô nương giúp đỡ, có Trật Tự Thiên tộc cường giả xuất động, Thanh Hồn Điện triệt để xong đời, cái này Thanh Vân Thần Mộc, đối phương cũng không dám nữa đụng phải. Lam Sa kích động nói. Thanh Vân Thần Mộc, Lý Vô Song sủi cười một tiếng, nói, không có quan hệ gì với nó, ta chỉ muốn giết người. Bao quát Thiên Cung đệ tử sao? Cổ Mạc Đan Thần đột nhiên hỏi. Đây là một cái mẫn cảm đề tài. Làm sao, Thiên Cung đệ tử không thể giết sao? Lý Vô Song ánh mắt sáng rực hỏi lại. Ừm, mọi người liền vội vàng gật đầu. Bọn họ ý thức được, đối phương đánh bại Lý Hạo Thần, chọc giận Lý Vô Song, dẫn đến sự tình có chút lớn điều. Đây là bọn họ tự làm tự chịu, đúng, cùng Trật Tự Thiên tộc đối nghịch, đây không phải rõ ràng muốn chết. Người nào quản nơi này là Vạn Tông địa bàn, Vân Thiên Khuyết tâm lý nói thầm. Hắn nhưng lại không biết, không phải bọn họ đắc tội Lý Vô Song, mà chính là Lý Vô Song bỗng nhiên đến Thanh Vân Đại Lục, chính là vì giết Long Uyển Oánh. Đến mức 3-2 thắng, dẫn đến Lý Hạo Thần chiến bại, đây chính là chính bọn hắn nói lên. Bao quát cái kia bát giai thảo mộc thần linh, đều là bọn họ đi Thanh Hồn Điện địa bàn, muốn cướp đoạt. Lý Thiên Mệnh cho tới bây giờ đều không nghĩ, tại Thanh Vân Đại Lục thì cùng Trật Tự Thiên tộc đối nghịch. Chỉ là đối phương đem hắn bước trên chiến trường mà thôi. Cô, người nào sẽ tới giúp ngươi? Lý Hạo Thần hỏi. Không liên quan gì đến ngươi, quản tốt chính ngươi. Đừng tìm cha ngươi nói lung tung. Lý Vô Song nói. Có thể không giết Lý Thiên Mệnh sao? Lý Hạo Thần hỏi. Ngươi có bệnh? Lý Vô Song chán ghét nhìn lấy hắn. Ngươi giết hắn, đời ta liền không có mục tiêu, khắp thiên hạ sẽ chỉ nhớ đến ta chiến bại, ta sẽ thua cả một đời. Lý Hạo Thần nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, người chết đèn tắt, lại người thú vị, đem đầu vặn xuống tới, đều tẻ nhạt vô vị. Lý Vô Song nói. Lý Hạo Thần khẽ cắn môi. Lý Nhược Thi cùng Long U, đều kéo lấy cánh tay của hắn, để hắn chớ nói chuyện. Vô Song cô nương. Cổ Mạc Đan Thần hô một tiếng. Chuyện gì? Lý Vô Song hỏi. Cái kia bát giai thảo mộc thần linh thành thục, bị Thanh Hồn Điện cầm đi, trước mắt bọn hắn người cơ bản đều đi, còn lại cổ kiếm đạo nhất, mang theo chừng 1000 người, tại xử lý cái kia thảo mộc thần linh dễ cây. Cổ Mạc Đan Thần nói đến đây, hạ thấp thanh âm, hỏi, hôm nay, chúng ta thẳng biệt khuất, cần đổi cái phương thức, lập tức đánh trả một chút, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem sao. Đây không phải nói nhảm sao? Người này còn ở chỗ nào? Lý Vô Song hỏi. Đúng. Ta tự mình đi qua, đưa bọn hắn 1000 bộ thi thể. Lý Vô Song nói. Lúc nói chuyện, nàng mặt mũi tràn đầy đều là, không có chút nào quan tâm, biểu lộ. Vân Thượng Tiên Cung không muốn chính diện đại quy mô khai chiến, bởi vì sẽ bị tổn thương, nhưng là loại này không ngừng ám sát phương thức, lại làm cho Thanh Hồn Điện, chịu nhiều đau khổ. Thanh Hồn Kiếm Phong. Vừa mới trở về. Cổ kiếm Thanh Xương các loại 4 người, thì tự mình đi Thái Phủ Kiếm Cung, gặp mặt Thiên Thần Kiếm Tông Thạch Nham. Kiếm Tôn bên kia truyền đến tin tức, cạo đầu huynh đệ mệnh linh thạch phá, nói rõ bọn họ chết rồi. Thạch Nham sắc mặt có chút vặn vẹo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Cổ kiếm Thanh Xương bọn người, nghênh đón hôm nay lần nữa chấn kinh. Thực lực bọn hắn không kém a, làm sao có thể vô thanh vô tức chiến tử? Bọn họ muốn đi giết Giang Thanh Lưu, mà Giang Thanh Lưu hôm nay lông tóc không thương đến, căn bản không nói hắn tao ngộ sát thủ. Nếu như hắn thật đụng tới, giết cạo đầu huynh đệ, nhưng lại không theo chúng ta nói, há không phải nói rõ, hắn biết cái này cùng chúng ta có quan hệ. Diệp Bất Chi Thu liên tục nói một nhóm lớn. Việc này rất quỷ dị, Thạch Nham lắc đầu nói. Trưởng giáo thấy thế nào? Diệp Đông Lưu hỏi. Đoạn thời gian trước. Giang Thanh Lưu nói hắn sắp đột phá, chẳng lẽ là thật? Cổ kiếm Thanh Xương cau mày nói. Không có a, lúc ra cửa ta xem, không có cảm giác gì. Mộ Hoa bà nói. Coi như đột phá, hắn cũng không có bản sự, giết chết 2 vị này. Diệp Bất Chi Thu nói. Nghĩ viển vông vô dụng, đến tìm cơ hội, thăm dò một chút. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Bất kể nói thế nào, Thanh Hồn Tháp tại trên tay hắn, chúng ta vẫn là rất bị động, tỉ như hôm nay.
Vân Thiên Khuyết khiêu khích, trưởng giáo nếu là có thanh hồn tháp, tuyệt đối có thể giáo huấn hắn một trận. Diệp Đông Lưu nói, mọi người trầm mặc. Thạch tướng quân, có thể hay không phái ra mạnh hơn sát thủ, một bước đúng chỗ. Diệp Bất Chi Thu hỏi, không thể, cạo đầu huynh đệ là chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông bồi dưỡng, tin được, những người khác cố nhiên mạnh hơn, nhưng cũng có thể thủ không được bí mật. Thạch Nham tiếp tục nhíu mày. Vậy dạng này đi, ta đến sò xét hắn, xem hắn có hay không giết hai vị kia, cùng là Xanh Hồn Điện người, bên ta liền một số. Như có cơ hội, chính ta đem phế vật này làm thịt rồi. Diệp Bất Chi Thu nói. Nếu là hắn có thể giết cạo đầu huynh đệ, người xác nhận hắn là phế vật. Thạch Nham hỏi. Thì hắn cả đời này sợ hãi rụt rè dáng vẻ, ta lúc nói chuyện, hắn thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng, hắn phải có thực lực thế này, ta còn thực sự là không tin. Bao cỏ cũng là bao cỏ, Diệp Bất Chi Thu khinh bỉ nói. Hắn quá quen thuộc Giang Thanh Lưu. Được, trước thăm dò, ta lại đi, ngăn cản điểm, điều tra một chút, nhìn có hay không dấu vết để lại. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Vừa dứt lời dưới, có một cái truyền tin thạch bay về phía Cổ Kiếm Thanh Sương. Cổ Kiếm Thanh Sương bình tĩnh mở ra, lại sắc mặt đại biến. Cái gì, mọi người nghi hoặc. Đạo nhất, bị giết. Cổ Kiếm Thanh Sương tròn mắt tận nứt. Người nào? Những người khác ào ào động dung. Lý Vô Song, Thạch Nham thăm dò hỏi. Ừm. Cổ Kiếm Thanh Sương nước mắt tuôn ra, hai tay cúi, ngây người tại chỗ. Mọi người ngạc nhiên. Đây là tại phát tiết hôm nay phẫn nộ, cảnh cáo chúng ta a, không chính diện khai chiến, lại có thể để chúng ta những người này, sợ mất mật. Diệp Đông Lưu thở dài. Thạch tướng quân, trật tự thiên tộc Lý Vô Song cái này, đại tiểu thư tại Thanh Vân Đại Lục rõ ràng hồ nháo, Thiên Thần Kiếm Tông, nên được có chỗ phản chế a. Cổ Kiếm Thanh Sương cắn răng nói. Hắn duy nhất đệ đệ, chết. Ừm, đúng. Thạch Nham gật đầu, lại nhìn về phía chỗ hắn. Hiển nhiên, cục diện phát triển, giống như có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Nhiều một cái Lý Vô Song, liền có thêm vô số ẩn số. Thứ sáu kiếm mạch. Lý Thiên Mệnh xuất ra thất tinh vũ trụ thần nguyên, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Thất tinh thần thú A. Hắn đối ngoại ngoắc, hô, gà đại ca, tận lực tiến hóa đến mập một chút, tiên tiên đói bụng, tối nay ăn gà. Thất tinh vũ trụ thần nguyên, cùng tứ tinh vũ trụ thần nguyên chi khác nhau, thực sự quá lớn. Thì tương đương với đoạt mệnh ngân long, cùng phổ thông cấp 4 trật tự thần binh khác nhau. Mấy vạn cái, tứ tinh, cũng không bằng một cái, thất tinh. Thái dương nguyên hạch, là xuất hiện ở hằng tinh nguyên nội bộ vũ trụ thần nguyên, bề ngoài hình là một cái nóng rực hỏa điểu, nội bộ thất cái ngôi sao liệt hỏa thiêu đốt, tại cái này thứ 6 kiếm mạch, Tuấn Nam Phong, vừa mới lấy ra. Liền gây nên toàn bộ thứ sáu kiếm mạch nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Chung quanh hoa cỏ cây cối, đều tại cái này bị bỏng dưới, biến đến khô vàng, khô héo. Sóng nhiệt bức người. Vũ trụ thần nguyên độc lập tại, hằng tinh nguyên, trật tự thần văn, bên ngoài, là thiên địa vũ trụ đản sinh độc có thần bí chi vật, bất luận cái gì trật tự thần văn, đều có thể suy nghĩ kết cấu. Thậm chí, mọi người có thể đem chia cắt thành, thiên thần văn, dung nhập kết giới, thiên văn thư chi đạo. Nhưng, vũ trụ thần nguyên, tự sinh mệnh sinh ra đến bây giờ, vẫn duy trì thần bí, lại sáng tạo ra trật tự tinh không phồn vinh. Trước mắt cái này thất tinh vũ trụ thần nguyên, tự nhiên là thần bí bên trong thần bí. Lý Thiên Mệnh đem phóng thích ra ngoài, để hỏa điều này bay lên, sau đó hung hăng vỗ một cái huỳnh hỏa đầu, nói, thất thần làm gì? Mau tới a, chính ta trước a, kê ra ta các đệ đệ muội muội làm sao bây giờ? Đều lúc này thời điểm. Huỳnh Hỏa còn đang suy nghĩ lấy Miêu Miêu bọn họ đây. Thật không hổ là lão đại ca, quan tâm mệnh, thời khắc vì chúng nó suy nghĩ. Yên tâm, Oánh Di vừa mới nói, Hiên Viên Long Tông bảo khố, bây giờ bị ẩn Long Điện trưởng khống, nhưng là thánh, xanh, tím ba vị Long Hoàng, mỗi người lấy ra một cái lục tinh vũ trụ thần nguyên, tư nhân tặng đưa cho ta, có chuyên gia theo bên kia đưa tới cho ta, đoán chừng nhanh đến. Không chỉ như vậy, Oánh Di chính mình, giống như cũng cho một cái. Thích hợp tiêu tiêu lục tinh vũ trụ thần nguyên, cho thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thật là đừng nói, Hiên Viên Long Tông cái này bốn cái Long Hoàng, đối ngươi là thật tốt. Cái mông đều cháy rồi, còn khẳng khái tặng lễ. Huỳnh Hỏa nói. Tự thân khó đảm bảo, còn nguyện ý nhìn kỹ ta, kia liền càng không cần phải, để bọn hắn thất vọng. Nói đến đây, cái kia, Thái Dương Nguyên Hạch, đều nhanh bay mất. Huỳnh Hỏa kịp phản ứng.
vội vàng vỗ cánh mà lên, quái khiếu hướng về cái kia Thái Dương Nguyên Hạch phóng đi. Thêm chút sức, tranh thủ có cái thuế biến, tối thiểu thêm chút thân thể, tranh thủ dương cánh đạt tới 10 mét. Lý Thiên Mệnh hét lên. Huỳnh Hỏa Vĩnh Hằng luyện ngục phượng hoàng thân thể, mặc kệ bản thể bao lớn, tựa hồ cũng có thể áp xúc thành lớn chừng bàn tay dáng vẻ để chiến đấu. Lần trước tại Nguyệt Chi Thần Cảnh tiến hóa về sau, nó chân thực hình thể, dương cánh kỳ thật có 2-3 mét, không sai biệt lắm có thể cõng một người. Đương nhiên, nó 80% thời gian, vẫn là đem thân thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Dạng này, thuận tiện đem Lý Thiên Mệnh kiểu tóc cho chỉnh thành ổ gà. Thời điểm chiến đấu, áp xúc nhục thân, càng có thể tới vô ảnh, đi vô tung, lực xuyên thấu càng mạnh. Nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu bản thể mở rộng, chứng minh nó sớm dần dần trở về, thái cổ hỗn độn cự thú, chân thực bộ dáng. Thẳng đến có một ngày, tái hiện mộng cảnh, trở thành cái kia có thể đem từng chuỗi hàng tinh nguyên, xem như mì sợi một dạng ăn hết, vĩnh hằng hỏa điểu. Đi vào trên Thái Dương, Lý Thiên Mệnh phát hiện cộng sinh thú thể thích, cùng thực lực cũng không phải là ngang nhau. Có chút hình thể rất nhỏ cộng sinh thú, đồng dạng rất khủng bố. Có chút rất lớn cũng rất cồng kềnh. Nhớ đến Viêm Hoàng Đại Lục cái kia tử linh quỷ vương cộng sinh thú, một đầu ngàn mét nhục trùng, kỳ thật thì vô cùng yếu ớt. Ông! Huỳnh Hỏa bay đi, hé miệng, đem cái kia Thái Dương Nguyên Hạch một miệng nuốt vào. Thật nóng, a, cái bụng muốn mặc. Nó ồn ào quái khiếu, chưa có trở lại cộng sinh không gian, mà là nhằm vào tiến thứ 6 kiếm mạch hạ trong vực sâu. Chỗ đó có một cái đường kính mấy vạn mét lòng đất hồ nước cực kỳ âm hàn, chỗ sâu còn có thủy thuộc tính nguyên tố thần tai tồn tại. Thanh Hồn Điện đệ tử, thường xuyên ở đây ngâm kiếm. Huỳnh Hỏa đụng vào giờ khắc này, nhất thời, hỏa diễm dưới đáy nước đốt cháy, đại lượng khói bụi bốc hơi, nguyên bản âm hàn hồ nước, trong nháy mắt biến thành nước sôi, trực tiếp lăn lên, toát ra vô số bọt khí. Hô hô hô, nguyên một đám kiếm tu, theo trong hồ đi ra. Biểu lộ quái dị nhìn lấy đáy hồ cái này cộng sinh thú. Tựa như là thiên cung đệ tử Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Đúng, cái kia khó chơi chim, đánh bại Lý Hạo Thần thời điểm, nó đều lập xuống đại công. Ta đã biết, nó đây là nuốt Thái Dương Nguyên Hạch, ngay tại tiến hóa. Sẽ tăng cường đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bao vây chung quanh, rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh đứng ở trong đám người, rất nhiều kiếm tu trưởng bối. Đều tại cùng hắn bắt chuyện. Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm giác được, mặc kệ cổ kiếm thanh xương mấy người kia như thế nào nhìn hắn, 99% thanh hồn điện kiếm tu, đều 10 phần bội phục hắn, trong mắt tràn đầy khen ngợi và chịu phục. Lần trước cùng Vân Thượng Tiên cung dỗi, thanh hồn kiếm tu kiên cường, cũng để Lý Thiên Mệnh lau mắt mà nhìn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn ở chung 10 phần hòa hợp. Cho dù là rất nhiều đông diệp tộc kiếm tu, đều rất tôn kính hắn. Dài răng rạc chờ đợi. Nửa ngày thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tại cùng tại chỗ kiếm tu nói chuyện phiếm, theo Thanh Vân Thần Mộc cho tới trăm vạn năm lịch sử, trung gian còn nghe khá hơn chút liên quan tới Thanh Vân Thần Mộc thần diệu cố sự. Có thể thấy được đại đa số Thanh Vân người, đối cái này Vĩnh Hằng Thần Mộc, vẫn rất có tình cảm. Thiên Mệnh, nhìn tình huống, đoán chừng nhanh xong rồi. Rất nhiều người nhìn lấy cái kia lòng đất hồ nước, nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn qua, để hắn dở khóc dở cười là, trước kia âm hàn lòng đất hồ nước, giờ phút này biến thành nóng hổi màu đỏ thẫm dung nham. Cả một cái hồ nước, bốc lên lấy cuồng bạo nhiệt khí, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một cỗ sóng lửa bao phủ ra, thiêu đến mọi người tại đây mặt mũi, đều biến đến nóng bỏng. Tại cái kia nung đỏ hồ nước phía dưới, mơ hồ có lấy một đầu cự điểu, nó tựa như là đang tiến hành một trận niết bàn. Huyết nhục thân thể, đang phát sinh lấy thật không thể tin thuế biến. Lý Thiên Mệnh đã có thể từ từ cảm nhận được, cái kia một chủng loại giống như mộng cảnh thái cổ hỗn độn cự thú khí tức, đây là một loại trí cao vô thượng siêu cấp huyết mạch, tại trong lúc vô hình, cũng đã làm cho người không tự chủ sinh ra hoảng sợ. Có lẽ đối Huỳnh Hỏa tới nói, đây quả thật là một trận, trước nay chưa có thuế biến. Trước kia vẫn luôn tại tiến hóa, có thể nói thật, nó cũng không có siêu thoát phổ thông cộng sinh thú tầng thứ. Chỉ có lần này, để Lý Thiên Mệnh nhớ lại đến trong mộng cảnh, tránh thức thuộc về Vĩnh Hằng luyện ngục Phượng Hoàng dáng vẻ. Ra đi! Tại Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực gào rú bên trong, cái kia như là dung nham một dạng hồ nước đột nhiên nổ tung, vô số mưa lửa như là đầy sao một dạng bắn tung tóe đi ra, nương theo lấy một tiếng rộng rãi, bá đạo, Vĩnh Hằng Phượng Hoàng minh gọi, một cái lộng lẫy, ánh sáng Phượng Hoàng,
từ đó triển khai to lớn vũ dực, từ đó bay lên mà ra, hóa thành một đạo mãnh liệt hỏa quang, trong nháy mắt thành công lên chân trời. Ông thiêu đốt lên liệt hỏa hai cánh, triệt để triển khai. Rầm rầm rầm, như là điểu vương buông xuống, tại hỏa quang chói lọi bên trong, bàng bạc uy thế chấn thiên động địa. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa thanh hồn kiếm phong bên trong sinh hoạt cộng sinh thú nhóm, cũng nhịn không được vì đó ghé mắt. Ông trời ơi! Lý Thiên Mệnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là huỳnh hỏa. Trong ấn tượng, nó vừa ra đời, toàn thân màu vàng nhạt lông tơ, vào miệng tan đi, ngã trái ngã phải bộ dáng, đều tại trong đầu đây. Như thế nó, căn bản không có cách nào cùng hôm nay khóc khoe, đốt cháy phượng hoàng thần điểu, liên hệ với nhau. Trong mắt hắn, trên bầu trời, cái kia phượng hoàng thần điểu như là một vầng mặt trời, thần quang vạn trượng, nó nguyên bản luyện ngục hỏa bên trong, tựa hồ tăng lên một số màu đen nguyên tố, cái này dẫn đến hắn khí chất đại biến, toàn thân sắc điệu lấy kim hắc làm chủ, bất luận cái gì một mảnh lông vũ phía trên, đều vẫn có thần hỏa kiếp văn tự, cái này lông vũ sắc bén như nung đỏ lưỡi dao, nhiệt khí bốc lên, luyện ngục hỏa đốt cháy, xem xét cũng là đáng sợ sát khí. Mấu chốt là, nó biến đến quá lớn, quá lớn. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, nó có thể dương cánh đạt tới 10 mét, cũng không tệ rồi. Thế nhưng là lần này, nó biến thành một cái, dương cánh đạt tới hơn ngàn mét phượng hoàng thần điểu. Dạng này hình thể, mang đến đánh vào thị giác lực, đã không so lam hoang cái này thế lực bá chủ kém. Rầm rầm rầm, nóng rực hỏa quang, trực tiếp đốt tới Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Lực xuyên thấu 10 phần phượng hoàng minh gọi, tối thiểu có thể truyền ra 10 vạn mét. Đó là một cái nóng rực chí tôn sinh mệnh. Ong ong. Mỗi một lần vỗ cánh, trên bầu trời đều biển lửa lăn lộn. Phong chỉ ở giữa, cái kia chín đầu hoa mỹ lông đuôi, tựa như là đao nhận một dạng, trên bầu trời hoạch xuất ra từng cái cháy đen dấu vết. Cái này, mới là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, vốn nên có dáng vẻ a. Lý Thiên Mệnh nhìn đến kích động không thôi. Hắn là hướng tới thái cổ hỗn độn cự thú, làm huỳnh hỏa cái thứ nhất. Bắt đầu thể hiện ra loại khí chất này thời điểm, hắn rốt cục cảm giác, chính mình cùng chân chính thái cổ hỗn độn cự thú, khoảng cách càng dựa vào gần một chút. Tại hắn nhìn soi mói, cái kia vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, cũng không có lập tức trở về. Nó phe phẩy cánh, hắc kim sắc luyện ngục hỏa ở tại trên thân điên cuồng lăn lộn, trong lúc nhất thời, cái kia đã từng thái dương nguyên hạch, dường như xuất hiện tại trên người của nó, vô số liệt hỏa hội tụ, lấy thân thể của nó làm gốc theo. Hợp thành một cái to lớn nóng hổi hỏa cầu, đây mới là một khỏa chói mắt mặt trời gay gắt. Lấy thân hóa mặt trời. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng, tại thân thể nó hóa thành mặt trời gay gắt bên trong tích xúc, mặt trời gay gắt bên trong, thần điểu chạy như bay. Ầm ầm. Cái này đường kính đạt tới 2000 mét mặt trời gay gắt, xông lên mây xanh, trên bầu trời phát sinh đinh tai nhức óc nổ tung, cái kia một cỗ tiếng gầm, chấn động đến khắp nơi đều tại oanh minh. Đây chính là tân thần thông, thái dương thần bạo, trung cực sát chiêu, lợi hại a. Một tiếng thoải mái, rắm thối cười to, thông qua tâm linh câu thông, tại Lý Thiên Mệnh bên tai vang lên tới. Quả nhiên, huỳnh hỏa vẫn là huỳnh hỏa. Bộ dáng lại cợt nhả, nội tâm vẫn là bỉ ổi. Thái dương thần bạo còn ở trên trời nổ tung, lại có một đạo thật nhỏ hỏa quang, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Lý Thiên Mệnh trên bàn tay. Lý Thiên Mệnh cảm giác. Chính mình nắm chính là nung đỏ quả cầu sắt. Cúi đầu xem xét, bụi mù chậm rãi tản ra, một chỉ lớn chừng bàn tay, con gà con, hai tay chống nạnh, phách lối ngửa ra sau cười to, dương dương đắc ý, nói. Như thế nào, nghiêu bức a, có hay không toàn thân chấn động cảm giác, phải chăng bởi vì ta đẹp trai, để ngươi tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng, từ đó sinh ra bi quan chán đời tâm tình. Ngươi a, cũng là chó không đổi được đớp cứt. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Ghen ghét, trần trụi ghen ghét. Thiếu niên, đố kỵ hận không thể để ngươi lớn lên, sẽ chỉ làm ngươi mất phương hướng tâm trí, ngộ nhập kỳ đồ a. Huỳnh hỏa lời nói thấm thiên nói. Lý Thiên Mệnh bóp lấy nó, cổ gà, nói, không phải mới vừa thẳng bá đạo sao. Dương cánh ngàn mét, có thể làm thú cưỡi, tại sao lại biến trở về cái này ngốc không kéo mấy cái dáng vẻ rồi. Tỏa kỵ, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi đời này. Chỉ có cho làm thú cưỡi phần. Huỳnh hỏa trợn mắt một cái, chế nhạo một phen, lúc này mới chân thành nói. Hiện tại bản thể cũng là lớn như vậy, ta thói quen thu nhỏ, dạng này thuận tiện điểm, không phải vậy một mực quá tuấn tú, ta sợ các ngươi những thứ này xấu người đố kỵ,
vụng trộm cho ta phía dưới ngáng chân. Loại này bựa, thật ngăn không được. Còn lại đâu, có thay đổi gì, điểm sao bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại nó đầy mắt đều là điểm sao, căn bản không được xem. Muốn là bảo trì bản thể lớn nhỏ, cái kia ngược lại là có thể nhìn ra một chút. Hơn 7,500 đi, biến hóa khác, mới đã thức tỉnh một cái thần thông, cũng là vừa mới cái kia, Thái Dương thần bạo, còn có chính là, luyện ngục hỏa tính chất, tăng lên rất nhiều, cái này khiến ta tất cả hỏa diễm thần thông uy lực, đều có trình độ nhất định thuế biến. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, nó luyện ngục hỏa, biến thành kim hắc song sắc. Xem ra càng bá đạo, là hắn biết, huỳnh hỏa luyện ngục hỏa, miêu miêu hỗn độn lôi đình, kỳ tính chất, là có tăng lên rất nhiều không gian. Dù sao, đây chính là thái cổ hỗn độn cự thú chuyên trúc lực lượng. Giới thiệu xong xuôi về sau, huỳnh hỏa lập tức tìm miêu miêu bọn họ khoe khoang đi. Một đám đệ đệ muội muội, gà đại ca kêu, để huỳnh hỏa toàn thân sảng khoái, thì cùng cưới Mỹ công chúa, đi đến gà sinh đỉnh phong giống như. Các loại long hoàng nhóm cho lục tinh vũ trụ thần nguyên đến, để miêu miêu, lam hoàng cùng tiên tiên cùng một chỗ tiến hóa, lại đến cộng sinh tu luyện, nhìn xem đến lúc đó. Tiếp nhận thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch lực lượng, có thể hay không có một lần đột phá đi. Không hề nghi ngờ, nhìn xem huỳnh hỏa hiện tại cường thế, là hắn biết, thắng được cái này thất tinh vũ trụ thần nguyên, hắn tuyệt đối huyết kiếm lời. Đến mức cái kia, bát giai thảo mộc thần linh, bây giờ còn đang Lý Thiên Mệnh trên tay. Hắn còn đang suy nghĩ, như thế nào đem cái này thảo mộc thần linh giá trị, phát huy đến cực hạn. Đệ nhị kiếm mạch, Đông Diệp tộc cấm địa, Sâm La Phủ. Sâm La Phủ chính là, Diệp Đông Lưu, chỗ tu hành. Chỉ có Đông Diệp tộc cao tầng, mới có thể tiến nhập nơi đây. Chính là, cổ kiếm Thanh Xương, ngày thường đều không thường tới nơi này. Thanh hồn điện truyền thừa đến bây giờ, đều là lấy, cổ kiếm thị, làm chủ, Đông Diệp tộc làm phụ. Thế mà, cổ kiếm thị cũng không phải là vĩnh cửu cường thịnh, cho nên thanh hồn điện trong lịch sử, cũng có Đông Diệp tộc tộc nhân, làm qua tông môn trưởng giáo, thống soái thanh hồn điện. Nhưng gần nhất vạn năm, Đông Diệp tộc lui khỏi vị trí thứ hai, chưa từng lại chấp trưởng quá lớn cục. Hai tộc có cạnh tranh chi thế, nhưng cũng không muốn áp đảo đối phương. Dù sao tại Vân Thượng Tiên Cung uy hiếp dưới, thanh hồn điện nhất định phải lên phía dưới thống nhất, báo đoàn sưởi ấm, mới có lực đánh một trận. Trong lịch sử cổ kiếm thì cùng Đông Diệp tộc, quan hệ đều không kém. Thời khắc này, Sâm La Điện, bên trong, chỉ có lão giả Diệp Đông Lưu, chắp tay sau lưng đứng tại bên cửa sổ. Xa nhìn phương xa thanh vân thần mộc, ánh mắt sáng ngời. Đăng đăng, tiếng bước chân truyền đến. Đệ tứ kiếm đưa tình chủ, Diệp Bất Chi Thu, bước vào trong điện, đi vào Diệp Đông Lưu sau lưng. Thường nói, nhất Diệp rơi, Chi Thu tới. Diệp Đông Lưu lại đi ngược lại con đường cũ, cho nhi tử lấy tên, lá dụng lại không biết thu, có phần có thâm ý. Thu, chính là hưu quạnh mùa vụ, lá dụng điều lệnh, lại chưa phát giác thu đến. Liền có, vẫn ôm hy vọng, chỉ ý. Cha, người mặc ố vàng trường bào Diệp Bất Chi Thu, đứng ở bên cạnh. Ngoài cửa sổ mây hồng hỏa quang, trên mặt của hắn chập chờn. Có việc, Diệp Đông Lưu quay đầu, đứng tại bên cửa sổ, thân thể thẳng tắp nhìn lấy hắn. Ta muốn làm chút chuyện, Diệp Bất Chi Thu nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Diệp Đông Lưu nói. Vẫn là cha hiểu ta, cổ kiếm thị bên kia. Trưởng giáo cuối cùng biết về già đi, vốn là đệ đệ của hắn cổ kiếm đạo nhất, có thể tiếp nhận đại kỳ, lại bồi dưỡng trưởng giáo con trai trưởng, cổ kiếm Huyền Duyên, nhưng bây giờ, cổ kiếm đạo nhất không có, mà cổ kiếm Huyền Duyên xa xa không tới có thể chấp trưởng đại cục tầng thứ, ta cái này đệ nhất người, chính thức có thể chống lên đại kỳ, giống như cũng chỉ có ta. Diệp Bất Chi Thu nói, còn có Giang Thanh Lưu đâu, hắn số tuổi tuy nhiên so ngươi cùng, đạo nhất, lớn hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng quên đi. Diệp Đông Lưu nói, Giang Thanh Lưu, ha ha. Diệp Bất Chi Thu lắc đầu cười. Lý Vô Song đem, cổ kiếm đạo nhất, làm thịt, tương lai cơ hội của ngươi, xác thực lớn hơn một chút. Trước mắt Thiên Thần Kiếm Tông đã khẳng định muốn phái tới càng nhiều viện trợ, nếu như có thể nhân cơ hội diệt đi Vân Thượng Tiên Cung, tương lai, chúng ta Đông Diệp tộc, nhất định sẽ càng tốt hơn. Diệp Đông Lưu hướng tới nói, hy vọng sẽ có chấp trưởng Thanh Vân ngày nào đó. Diệp Bất Chi Thu nói. Đây là bọn họ tham vọng. Cổ kiếm đạo nhất chết rồi, loại này tham vọng, giống như rõ ràng hơn. Bọn họ đại khái có thể đẩy cổ kiếm Thanh Xương, đi đến thống ngự Thanh Vân Đại Lục Đường. Dù sao,
cổ kiếm thị trí cường giả đứt gãy, sớm muộn đến phiên bọn họ. Coi như tại hậu trường, đó cũng là đại quyền trong tay. Hai cha con Mạch suy nghĩ là đúng. Lý Vô Song cái này ngang mấy trăm năm, đại tiểu thư, để cho nàng tiếp tục náo, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vạn tông sớm muộn nhìn không được. Diệp Đông Lưu cắn răng nói. Muốn là nàng thật giết Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp các nàng, thì càng hoàn mỹ hơn. Diệp Bất Chi Thu nói. Đúng, cụ thể nói một chút, người vừa mới muốn nói sự tình đi. Được, cha, Thiên Thần Kiếm Tông ý thức được Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh quan hệ mật thiết, bọn họ đem chu sát mục tiêu, chuyển hướng Long Uyển Oánh, đối Giang Thanh Lưu sát tâm trở thành nhạt, đây không phải chuyện tốt, chúng ta cần phải dùng thanh hồn tháp, đem trưởng giáo hướng phía trước đẩy một cái, bằng không hắn vĩnh viễn khúm núm, bắt không được cơ hội. Cho nên, ta muốn tự mình giết Giang Thanh Lưu, ta cùng hắn đều là thanh hồn điện người, sống chung cơ hội ngược lại tương đối nhiều, hiện tại thần mộc kết quả, chỉ cần trưởng giáo phái ta cùng hắn tổ một, chính ta có thể tìm cơ hội. Diệp Bất Chi Thu trầm giọng nói. Vấn đề là, cạo đầu huynh đệ chết, vẫn là cái lo lắng, ngươi tuy nhiên đánh bại qua Giang Thanh Lưu, nhưng việc này có phong hiểm. Kỳ thật, ta đến động thủ thích hợp hơn, đáng tiếc ta cái này trăm năm, thực lực suy yếu lợi hại, hơi có chút lực bất tòng tâm, muốn là ta cường thịnh thời điểm, giết hắn thì cùng giết gà giống như. Diệp Đông Lưu nói. Cho nên, ta muốn khẩn cầu phụ thân, đem Vạn Hợp Giang Sơn Đồ truyền cho ta. Vạn Hợp Giang Sơn Đồ tự mang đỉnh cấp rừng rậm mê huyễn kết giới, một khi bố trí, Giang Thanh Lưu ra không được, những người khác vào không được, căn bản không biết phát sinh cái gì, mà ta tại Vạn Hợp Giang Sơn Đồ bên trong, thực lực tăng nhiều, giết hắn dễ như trở bàn tay. Xảo diệu nhất chính là, hung thủ ta cũng vì Giang Thanh Lưu tìm xong, chính là Trật Tự Thiên Tộc Lý Vô Song. Nói đến chỗ này, hắn đã phá lệ kích động, nói, cha, Lý Vô Song giết cổ kiếm đạo nhất, thả ngoan thoại, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Bây giờ cục diện là Lý Thiên Mệnh, Long Uyển Oánh chọc giận Lý Vô Song giết cổ kiếm đạo nhất, cổ kiếm thị mất đi một cường giả, một khi thanh hồn điện mượn nhờ vạn tông đại thế, che lại Vân Thượng Tiên Cung, sau cùng đều sẽ tạo phúc hắn Diệp Bất Chi Thu. Diệp Bất Chi Thu tại thời cơ này dưới, mượn nhờ Lý Vô Song tay, trừ rơi cái thứ hai người cạnh tranh Giang Thanh Lưu, dùng thanh hồn tháp đẩy ra cổ kiếm thanh xương. Đây hết thảy, dường như trời cao cũng tại chiếu cố hắn. Nghe được, Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, cái này năm chữ, Diệp Đông Lưu chỉ lắc đầu cười khổ, nói, người đứa nhỏ này a, cha nói qua, tiếp qua 10 năm, liền đem cái này trấn tộc chi bảo cùng tộc vương vị trí, truyền cho ngươi, ngươi vẫn là đã đợi không kịp. Cha, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, ta không phải đồ, Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, mà chính là hiện tại, cơ hội xác thực hiếm thấy a. Diệp Bất Chi Thu vội vàng giải thích nói. Ngươi thật chỉ muốn đẩy trưởng giáo một thanh, thuận tiện trừ rơi một cái vướng bận người, mà không phải đồ cha bảo bối. Diệp Đông Lưu hỏi. Cha, ngươi cái này, đem ta nhìn đến quá tệ, ta là con trai của ngài, trong lòng ta có ý nghĩ gì, ta là như thế nào người, ngài còn không hiểu sao. Diệp Bất Chi Thu cuống cuồng nói. Ha ha. Diệp Đông Lưu cười. Cười một lúc lâu, hắn mới nói, đùa ngươi, cha chỉ là cảm khái, ngươi cuối cùng chính thức lớn lên, có thể có quyết sách của mình, có thể một mình đảm đương một phía. Cha, ngươi đừng nói giỡn, theo ta 30 tuổi bắt đầu, ngươi liền nói loại lời này, hiện tại ta đều 500. Diệp Bất Chi Thu nói. 500, ngươi còn không lấy vợ sinh con. Diệp Đông Lưu trừng mắt liếc hắn một cái. Đại nghiệp chưa thành, sợ có liên lụy. Diệp Bất Chi Thu nói. Nắm chặt thời gian đi, có tôn nhi, ta còn có thể nhanh chóng bồi dưỡng, tuyệt đối đừng phạm vào đệ nhất tiếp không đời trước sai. Vâng, cái kia cha, Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Diệp Đông Lưu đi lên phía trước, trùng điệp vỗ nhi tử bả vai, nói, được, ta hiện tại thì cùng khí hồn câu thông, truyền thừa cho ngươi, đây cũng là tộc vương vị trí giao tiếp, bất quá, còn phải thanh vân thần mộc đại cục hết thảy đều kết thúc, ta mới có thể tuyên bố, minh bạch. Minh bạch. Diệp Bất Chi Thu mừng rỡ. Thứ sáu kiếm mạch. Lý Thiên Mệnh, Phù Tử Thiên, Long Uyển Oánh, Giang Thanh Lưu, Yến Nữ Hiệp, tề tụ một đường. Giang Thanh Lưu mới vừa từ bên ngoài trở về, Long Uyển Oánh liền hỏi, như thế nào? Trưởng giáo làm mới an bài, ta cùng Diệp Bất Chi Thu tổ một, mang 10.000 kiếm tu, phụ trách thanh vân thần mộc, sông lớn dụ, khu vực, bên kia gần nhất sản xuất trái cây tương đối nhiều. Giang Thanh Lưu nói. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh sắc mặt cổ quái. Hắn hỏi, các vị,
có Lý Vô Song dạng này người, ở bên ngoài giết người, Thanh Hồn Điện bên này, vẫn là muốn phái người ra ngoài sao? Giang Thanh Lưu bất đắc dĩ nói, đó là đương nhiên, dù sao Thanh Vân Thần Mộc thu hoạch, quan hệ đến Thanh Hồn Điện tương lai, tự nhiên không có khả năng bởi vì có người tàn bạo, thì bị dọa đến co đầu rút cổ, đó là từ bỏ tương lai tiến hành. Còn nữa, Thanh Vân Thần Mộc quá lớn, mà Lý Vô Song có thể giết, chỉ có một phần nhỏ người, có cổ kiếm đạo nhất vết xe đổ, chúng ta chỉ cần chú ý cẩn thận, che giấu mình, liền có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh mạo hiểm đi. Giang Huynh nói không sai, thì một cái bà điên, dọa không được vì tông môn tương lai bôn ba người, bọn họ ra ngoài, chủ yếu là trong bóng tối làm một số chủ tính chung công tác, Thanh Mộc Thần Mộc trái cây lượng quá lớn, người bình thường đi ngắt lấy là đủ. Long Uyển Oánh nói, trên thực tế, hiện tại chính thức hái, là Thanh Hồn Điện thống ngự cương vực bên trong, các đại thành trì người, đa số đều là đạp thiên chi cảnh cùng tinh tướng thần cảnh, Thanh Hồn Kiếm Phong phía trên kiếm tu, càng nhiều là bảo vệ bọn hắn. Ngược lại là Long Uyển Oánh chính mình, xác thực phải cẩn thận Lý Vô Song. Đã hiểu, Lý Thiên Mệnh sau khi gật đầu, nhìn lấy Giang Thanh Lưu, nói, Giang tiền bối, liên quan tới ngươi sự tình, ta hôm nay nghe được một chút mới an bài. Ồ, nói đi, Giang Thanh Lưu nói. Hắn hiển nhiên biết, tuyệt đối lại là mưu hại hắn mới phương thức. Ngươi biết, Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên biết. Đây là Thanh Hồn Điện gần với Thanh Hồn Tháp cấp 7 trật tự thần binh. Giang Thanh Lưu nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh liền đem Xâm La Điện đối thoại, cùng Giang Thanh Lưu nói một lần. Sau khi nghe xong, Giang Thanh Lưu kinh ngạc nhìn hắn. Trách không được, để cho ta cùng Diệp Bất Chi thu tổ một, đi sông lớn dụ A, xem ra trưởng giáo là quyết tâm muốn giết ta, thật tuyệt. Thân đệ đệ chết rồi, còn không quên muốn mạng của ta. Giang Thanh Lưu lắc đầu cười nói. Đệ đệ không có, hắn càng muốn báo thù, càng muốn đạt được mạnh hơn tư bản. Long Uyển Oánh nói. Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, sau đó trầm mặc nửa ngày, đối Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh, nói đến ngươi cái này cộng sinh thú, thật sự là quá mạnh, nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết chết mấy lần. Đã như vậy, châm đối những chuyện này, ta có một ít ý nghĩ, nghĩ ra được Giang tiền bối chống đỡ. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Ồ, Giang Thanh Lưu nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng nghiêm chỉnh, nói đi, rửa tai lắng nghe. Ở chỗ này, chúng ta là đồng sinh cộng tử, lợi ích cộng đồng một đám người, đúng không? Ngươi là Tử Thiên Đích Sư Tôn, mà hắn là ta huynh đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Phu Tử Thiên cũng là hắn cùng Giang Thanh Lưu người trung gian. Phu Tử Thiên đương nhiên không hy vọng hắn Sư Tôn không chịu chết, Lý Thiên Mệnh đồng dạng không nguyện ý. Những thứ này cũng không cần nói, ngươi đợi tại cứu mạng ta, có dặn dò gì? Giang Mỗ tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Giang Thanh Lưu nói. Được, vậy ta nói thẳng, ta có một loại thủ đoạn, liền cổ kiếm thanh xương dạng này người, chỉ cần các ngươi đem đánh bại, khống chế nửa canh giờ, ta thì có thể khống chế hắn cả đời, để hắn nghe lời của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Giang Thanh Lưu ngơ ngẩn. Long Uyển Oánh liền đem Vệ Cốt Nghĩ sự tình, cùng Giang Thanh Lưu xem rõ ràng giải thích một lần. Đây là nàng tự mình thể nghiệm qua, so sánh có sức thuyết phục. Giang tiền bối, không nói gạt ngươi, mục đích của ta là, thông qua trưởng khống cổ kiếm thanh xương, làm cho cả Thanh Hồn Điện tư nguyên, hội tụ đến trên người của ta, tối thiểu nhất ta muốn đại lượng kim loại thần khoáng, dạng này làm cho ta cộng sinh thú số lượng trên diện rộng gia tăng, trải rộng toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Đương nhiên, ta loại thủ đoạn này, chỉ cần, chúng chiêu người, nghe lời, đối nó không có bất luận cái gì chỗ xấu. Cái này cái gọi là, trưởng giáo, là một cái muốn cho ngươi chết người. Ngươi sẽ không để ý hắn tao ngộ à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn, một lời khó nói hết, nhưng, ta muốn hỏi chính là, người tuổi còn trẻ, nếu là thật sự khống chế lớn như vậy tông môn, người đến cùng muốn làm cái gì? Giang Thanh Lưu líu lưỡi hỏi. Ý nghĩ của ta là, thông qua cơ hội lần này, chúng ta trước cầm xuống Diệp Bất Chi Thu, để hắn cho chúng ta làm việc, từ đó sinh ra đơn độc đối mặt cổ kiếm thanh xương cơ hội, dùng cái này để cho chúng ta đám người này khống chế Thanh Hồn Điện. Chỉnh thể thực lực mạnh hơn, sau đó lại tìm cơ hội. Nếu như có thể cầm xuống Vân Thiên Khuyết, tương đương với chỉnh hợp Thanh Vân Đại Lục hai đại tông môn, như thế có thể càng tốt hơn khống chế Thanh Vân Thần Mộc, đem Chiến Thần Tộc, Thiên Thần Kiếm Tông cùng Lam Huyết Tinh Hải thế lực đuổi đi ra, để Thanh Vân Thần Mộc có thể chân chính tạo phúc Thanh Vân Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Nói dễ, làm mỗi một bước đều rất khó a. Người ý tưởng này, quá dọa người. Giang Thanh Lưu rung động nói. Ánh mắt của thiếu niên này,
để hắn cảm giác được kinh tâm động phách. Bố cục khủng bố như thế tiểu hài tử, thật tồn tại sao? Ta biết rất khó, khả năng thực hiện tính rất thấp, nhưng là, có thể lấy trước Diệp Bất Chi Thu thử một chút hiệu quả. Thực sự không được liền giết hắn, hắn muốn giết ngươi, phản sát hắn, không có tật xấu a. Lý Thiên Mệnh nói. Không, Giang Thanh Lưu nói. Sư tôn, ngươi do dự cái rắm, nghe ta, theo ta lão đại làm, ăn ngon uống sướng. Phu tử Thiên hét lên, ngươi hôm qua nói với ta, ngươi dự định lại sống một thế, cái kia còn làm một người kém cỏi, khiến người ta không ngừng ám toán a. Ngươi cứu được mệnh của ngươi, phối hợp báo ân, chớ cùng lão tử lề mề chậm chạp. Ta thấu, Giang Thanh Lưu bóp lấy hắn, cả giận nói, ta dùng ngươi nhiều lời. Vốn là ta đều chính phải đáp ứng, ngươi cái này chuyện phiếm một trận, chẳng phải biến thành ta do dự, sau cùng bị ngươi thuyết phục sao? Ha ha! Mọi người cười. Có thể loại kia kinh tâm động phách kích thích cảm giác, vẫn còn ở trong lòng. Giang Thanh Lưu hít sâu khẩu khí, nói, Diệp Bất Chi Thu bên này, làm thế nào? Ngươi là mồi nhử, cùng hắn ra ngoài, ta cùng Oánh Di, Yến Di, làm cùng đi sông lớn dụ trước bố trí. Hắn vạn hợp giang sơn đồ là không tệ, nhưng là làm thôn giới thần đỉnh càng lớn, có thể đem vạn hợp giang sơn đồ phạm vi nuốt, mà lại hoàn toàn phong bế, đối ngoại ẩn tàng, các người ba cái, đối phó một cái Diệp Bất Chi Thu, không có vấn đề a. Thôn giới thần đỉnh là quan trọng. Cho nên Vu Tử Thiên, vẫn luôn là Lý Thiên Mệnh cái này, to gan lớn mật kế hoạch, trọng yếu nhất hoàn. Giang Thanh Lưu, Long Uyển Oánh tăng thêm Yến Nữ Hiệp, vây giết một cái Diệp Bất Chi Thu. Xác thực dễ như trở bàn tay. Độ khó khăn so đối phó cổ kiếm thanh xương thấp nhiều. Về sau, thông qua Diệp Bất Chi Thu cái này khôi lỗi, có thể dẫn cổ kiếm thanh xương xuất động. Giang tiền bối, ta có lẽ sẽ không ở Thanh Vân Đại Lục quá lâu, nếu là kế hoạch của chúng ta, có thành công ngày nào đó, về sau Thanh Vân Đại Lục, chân chính hậu trường chúa tể là ngươi. Lý Thiên Mệnh sau cùng trịnh trọng nói. Ừm, Giang Thanh Lưu còn có chút mờ mịt. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Vô số lần hỏi mình, cái này, là một tên tiểu bối. Trong âm thầm, hắn hỏi Long Uyển Oánh, đây đều là chủ ý của ngươi, còn là hắn. Đương nhiên là hắn a, bất quá, ta chống đỡ hắn, thậm chí. Nếu như Vân Thiên Khuyết cùng cổ kiếm thanh xương đều tới tay, ta thậm chí đều muốn cho hắn, đem cổ mạc đan thần, làm xa đều biến thành khôi lỗi, bao quát. Lý vô song. Sau cùng ba chữ, để cho nàng lộ hung quang. Ngươi điên rồi a, Giang Thanh Lưu trợn mắt nói. Ta Hiên Viên Long Tông đều nhanh không có, phu quân hài tử cũng mất, vì cái gì không điên? Long Uyển Oánh hỏi lại. Nói cũng phải. Ngươi tông môn, ngươi kính trọng người, phản bội ngươi, muốn mạng của ngươi, phái người lần lượt giết ngươi, ngươi chẳng lẽ không điên sao? Long Uyển Oánh hỏi. Ta à, sớm điên rồi, ha ha. Giang Thanh Lưu cười nói. Vậy liền cùng một chỗ đi, dù sao đứa nhỏ này bản lãnh này. Thiếu khuyết người ta chống đỡ, hoàn toàn không đùa, thật muốn có thể thành, người ta cũng là một cái công lớn. Long Uyển Oánh nói, nếu như, thật có thể thuận lợi đến một bước cuối cùng, đến Lý Vô Song cái kia, sẽ như thế nào? Giang Thanh Lưu hỏi, không biết, quá điên cuồng, thế nhưng là, nếu có thể để cho nàng muốn chết cũng khó khăn, vậy ta làm gì đều nguyện ý, ta chết đều đáng giá. Long Uyển Oánh cắn răng nói, nàng là hung ác, nhất là tại báo thù phương diện. Tốt a, vậy liền theo Diệp Bất Chi Thu bắt đầu. Nhớ tới cái này so với chính mình tiểu, lại bởi vì chính mình không muốn gây chuyện, lần lượt khiêu khích, làm nhục chính mình Đông Diệp tộc thiếu chủ, trong mắt của hắn, cũng có chém giết cạo đầu huynh đệ hung hãn. Hắn đại gia, họ Diệp, nhịn ngươi cả một đời, lần này lão tử muốn để ngươi sống không bằng chết. Tại gian này đơn sơ cung điện, lấy Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, Ngân Trần, làm trung tâm, định ra phản kích đại kế. Không thể không nói, vật nhỏ này, con rán, cùng, phệ cốt nghĩ, hình thái, tuy nhiên cơ bản không dùng cho chiến đấu, nhưng hắn tầm mắt cùng, khống chế, thuộc tính, thực sự quá mạnh. Lần trước cùng Lý Hạo Thần nhất chiến, bởi vì làm đối thủ là thức thần tu luyện giả, mà hắn không có có thần thông, cho nên không có quá độ vung. Lực chiến đấu của nó không kém, nhưng công năng tính càng mạnh. Tại huyễn thiên chi cảnh thời điểm, phàm là đụng tới quỷ thần cùng ngự thú sư. Ngân Trần nhiều hình thái lực sát thương, coi như tương đối mạnh. Nó xuất sinh, đối Lý Thiên Mệnh, Thanh Vân Đại Lục kiếp sống, có tính quyết định ý nghĩa. Hắn bây giờ có thể nắm chắc đại cục, lập xuống mục tiêu, kỳ thật toàn bộ nhờ Ngân Trần tầm mắt trưởng khống.
Phệ Cốt nghĩ, càng là hắn vượt qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm tuổi tác, nắm giữ cùng Thanh Vân đỉnh cấp cường giả đối kháng tư bản. Đương nhiên, Long Uyển Oánh, Giang Thanh Lưu những trưởng bối này, quý nhân, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Thương lượng song song chi tiết sau. Ta sau 5 ngày, sẽ cùng Diệp Bất Chi Thu cùng lúc xuất phát. Cái này 5 ngày, hắn hẳn là sẽ đi trước, Đại Hà Dục, tìm kiếm vị trí thích hợp, bố trí, vạn hợp Giang Sơn Đồ. Giang Thanh Lưu trầm giọng nói. Cho nên, chúng ta cần càng đi sớm hơn, khóa chặt vị trí của hắn, dùng thôn giới thần đỉnh, phản chơi một vố. Lý Thiên Mệnh nói. Đây chính là thời khắc nắm giữ, địch nhân động tĩnh chỗ tốt. Thôn giới thần đỉnh là đủ để dẫn động vạn tông tranh phong bát giai trật tự thần binh. Ngoại trừ luyện đan bên ngoài, nó còn có rất nhiều công hiệu. Những ngày qua, phụ tử thiên thông qua quen thuộc, khai quật, đã cùng cái kia con cóc khí hồn, tiến một bước quen thuộc, có thể càng đầy đủ vận dụng thôn giới thần đỉnh. Đem xem như trật tự chi đỉnh, một dạng chiến đấu lồng giam, nhưng thật ra là vô cùng lựa chọn tốt. Nhớ ngày đó, tại Cửu Long Đế Táng thời điểm, thôn giới thần đỉnh còn có thể biến đến trong suốt, nội bộ có thể ngăn cách chiến trường. Hiện tại, phụ tử thiên đồng dạng có thể tiến hành đơn giản một chút thao túng. Thậm chí, có thể đối ngoại ẩn tàng thôn giới thần đỉnh, để thân đỉnh đạt tới cùng loại ngân trần loại kia ẩn thân hiệu quả. Diệp Bất Chi Thu vì bất động thanh sắc cầm xuống ngươi, không kinh động bất luận kẻ nào, hắn nhất định sẽ lựa chọn một cái chỗ ẩn núp. Mà cái này chỗ ẩn núp, đúng là chúng ta cần có. Nắm chặt thời gian, xuất phát. Thanh Vân Đại Lục phương Bắc, đồi núi tiềm hình, mê vụ lượn lờ. Mê vụ chỗ sâu, chính là mây trắng. Tầng tầng màu trắng vân hải phía trên, một tòa tiên cung đứng vững, phúc phận thiên hạ. Nếu như không phải cái này một tòa, thiên không đảo, tốc độ di chuyển quá mức chậm chạp, nó cũng tương đương với một cái cỡ nhỏ, Thái Dương thần cung. Một ngày này, Lý Hạo Thần đứng tại trên biển mây, nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Tại phía sau hắn cách đó không xa, hoa tươi chen chúc áo trắng tung bay Lý Nhược Thi, cùng ngang ngược dẫn lửa Long U U, hiếm thấy sóng vai đứng chung một chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tới, Lý Hạo Thần hô một tiếng. Các nàng vội vàng đi qua, một trái một phải, ôm lấy Lý Hạo Thần cánh tay, thân thể mềm mại dán tại trên người hắn. Thi Thi, U U, ta cảm thấy cô có chút quá làm loạn. Ta nghe nói Hiên Viên Long Tông sự tình, là bởi vì Ẩn Long Điện vừa vặn có lấy cớ, để Vạn Tông chỉ có thể đem việc này nuốt xuống. Nhưng bây giờ, nàng tại Thanh Vân Đại Lục giết lung tung, cái kia sẽ rất khó cãi cọ. Nàng dù sao không là chiến thần tộc, làm huyết tinh hải, mà chính là thực sự trật tự thiên tộc, càng là ta phụ tôn muội muội. Dạng này trắng trợn giết Thanh Hồn Điện người, đối Vạn Tông tới nói, ngược lại là rất khó dễ dàng tha thứ khiêu khích, đem người làm cho quá độc ác. Lý Hạo Thần suy tư nói. Cho nên, ngươi muốn đem việc này, nói cho đế tôn sao? Lý Nhược Thi ôn nhu hỏi. Chỉ có phụ tôn có thể hàng phục nàng. Ta lần này chiến bại, càng thêm cảm thấy phụ tôn đối ta yêu cầu nghiêm khắc, có hắn dụng tâm lương khổ chỗ, không quá muốn ở lại đây. Thế nhưng là, nàng lại không cho ta đi. Nói trắng ra là, nàng cũng là cảm thấy ta thua, để cho nàng tại Long Uyển Oánh trước mặt, bị hạ thấp xuống. Tại nàng lấy lại danh dự trước đó, ta đều phải ở lại đây nhìn lấy. Lý Hạo Thần nói. Nghe nói nàng lúc tuổi còn trẻ, điêu ngoa không cố kỵ, ỷ vào đế tôn sủng ái, làm sằng làm bậy, ta còn tưởng rằng hiện tại không đồng dạng đâu, giống như không có gì khác biệt. Long U U cuốn ba tất lưỡi mà nói. Lời này tuyệt đối đừng để cho nàng nghe được. Lý Hạo Thần nhắc nhở. Long U U gật đầu. Hạo Thần ca ca. Ngươi chủ yếu là không muốn để cho Lý Thiên Mệnh chết ở trong tay nàng đúng không? Lý Nhược Thi hỏi. Đúng, đệ nhất đâu, hắn là thiên cung đệ tử, thân phận so sánh mẫn cảm, cô làm như vậy, tương đương với tại khiêu chiến thiên cung cùng vạn tông phòng tuyến cuối cùng. Thứ hai đâu, nếu như hắn cứ như vậy không có, đời ta, sợ là đều không qua được cái này tâm ma. Tốt a, cảm giác tính tình của nàng, thật tốt xông lên a, so với tuổi trẻ người còn táo bạo. Có lẽ thật cần phải. Nói cho đế tôn đi, Long U U nói. Không được, không thể. Lý Nhược Thi lắc đầu nói. Vì cái gì? Hạo Thần ca ca, có một sự thật, người không thể không thừa nhận, cái kia chính là. Đế tôn chỉ có một người muội muội, nhi tử lại có 10 cái, huynh trưởng của ngươi nhóm, đều đang lấy lòng vô song cô. Thay lời khác tới nói, nàng đối đế tôn tới nói, tựa hồ so với các ngươi mỗi một đứa con trai đều trọng yếu.
Ngươi đâm thọc, nếu là chọc giận, đắc tội nàng, lấy nàng có thù tất báo tính cách, ngươi về sau càng không đường ra. Đừng quên, liền mẫu thân ngươi, cũng không dám đắc tội nàng. Lý Nhược Thi sắc mặt có chút u buồn nói. Thật là kỳ quái, một người muội muội mà thôi, bưng lấy cao như vậy, đế hậu đều phải cung cấp nàng, không nghĩ ra. Long u u khó chịu nói. Tốt a, Lý Hạo Thần không phải không minh bạch đạo lý này. Rất hiển nhiên, hôm nay đánh cái này tiểu báo cáo, khẳng định sẽ bị Lý Vô Song chán ghét. Chính hắn càng phát giác, cái này cô, quả thực cũng là trật tự thiên tộc bên trong, một cái lạnh lùng kỳ hoa. Ta còn nghe nói, Vô Song cô ngay trước đế tôn trước mặt, phiến đế hậu mấy cái bàn tay, đế tôn đều không quản đây. Lý Nhược Thi thấp giọng nói. Thật, ai nói? Lý Hạo Thần trợn mắt nói. Trong tộc lưu truyền, dù sao chúng ta rất nhiều tộc nhân xuất giá trước, trưởng bối đều căn dặn, không nên trêu chọc Vô Song cô. Lý Hạo Thần cắn răng, nói, thôi, ta phụ tôn chính mình có nhãn tuyến, nếu là nàng thật đem nơi này huyên náo long trời lỡ đất, đã dẫn phát đại phiền toái, phá hủy phụ tôn cục, phụ tôn chính mình sẽ trừng trị nàng. Chỉ hy vọng, nàng đừng đụng Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật, nơi này tranh phong, hết thảy từ chiến thần tộc, Vân Thượng Thiên Cung các loại động thủ, cái kia còn tốt. Dù sao cũng là chó cắn người, đánh chó là được rồi. Chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải các loại, trên mặt nổi đều là vạn tông thân phận. Lý Vô Song thân tự giết người, cái kia chính là trật tự thiên tộc tự mình xuống tràng. Ý nghĩa khác biệt. Nghe nói nàng đang tìm trợ thủ, không biết sẽ là ai. Lý Nhược Thi lo lắng nói. Người theo đuổi thôi, dù sao nàng còn không có xuất giá, muốn dựa vào nàng một bước lên trời, nguyện ý vì nàng bán mạng người, có thể theo Thái Dương Thần Cung xếp tới vô thiên chi cảnh. Lý Hạo Thần trợn mắt một cái nói. Cái kia chính là theo mặt trời đến Bắc, xếp tới lớn nhất Nam. Không nghĩ ra, những người này không sợ bị đánh a? Muốn cưới cái này bạo lực cuồng. Lý Nhược Thi vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực, có chút sợ hãi nói. Há, thì ngươi ôn nhu, Long U U nói. Vậy cũng so ngươi mỗi ngày làm bữa tốt. Lại cãi vã. Lý Hạo Thần che lỗ tai, bắt đầu tu thân dưỡng tính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh đánh tan đế tôn chi tử, trật tự thiên tộc trước ba toàn bộ chiến bại tin tức, đã truyền khắp toàn bộ trật tự chi địa. Thái Dương Vạn Tông phấn chấn, sĩ khí tăng vọt, liên hợp chi tâm càng thêm nồng đậm. Ngược lại trật tự thiên tộc bên kia, vô số người táo bạo giận mắng. Mặt mũi bị dẫm đạp về sau, bí mật đối Lý Hạo Thần chửi mắng thanh âm, bên tai không dứt. Thậm chí có người, đem này liệt vào trật tự thiên tộc, thiên cổ đệ nhất xấu hổ. Lý Hạo Thần minh bạch, hắn hiện tại muốn là trở về, ngược lại sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Loại này thất bại, là trật tự thiên tộc không thể tiếp nhận. Chuyện này, đưa tới sóng ngầm, đều tại phía dưới mặt đất mãnh liệt, trong lúc nhất thời căn bản nhìn không thấy. Thế nhưng là, trong khi bạo phát đi ra ngày nào đó, nhất định long trời lỡ đất. Thanh Vân Đại Lục, Đại Hà Dục, Lý Thiên Mệnh, Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu cùng Vu Tử Thiên, sớm đi tới nơi này an bài. Đại Hà Dục khu vực, là trước mắt Thanh Vân Thần Mộc sản xuất phong phú nhất bộ phận. Thanh Hồn Điện thống ngự hạ các phương thần thành, hết thảy có 300.000 tu luyện giả, mang theo cổng sinh thú, tại cái này thành tốt hái hái trái cây, trở về Thanh Hồn Điện. Những thứ này thảo mộc thần linh, phẩm giai theo cấp 1 đến cấp 5 đều có, thỉnh thoảng sẽ sản xuất cấp 6. Giai đoạn hiện nay, Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, mỗi người đều tại chính mình cương vực bên trong ngắt lấy. Biên cảnh vị trí không ngừng xung đột, mỗi thời mỗi khắc đều có chết người, ngoại trừ bát giai thảo mộc thần linh một lần kia, tạm thời còn không có dẫn phát đại quy mô chiến tranh. Bất quá, theo dạng này ma sát xuống đi, song phương cừu hận càng ngày càng tăng, đoán chừng chân chính sinh tử chém giết, sẽ không quá xa. Mà lại, phạm vi nhất định sẽ kéo đến rất rộng. Đây hết thảy, đối Lý Thiên Mệnh đến nói là không thể khống. Chỉ có một loại phương thức, có thể tránh khỏi Thanh Vân Đại Lục đại quy mô thương vong. Cái kia chính là, để Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, tiến tới cùng nhau, công bình phân phối. Đây coi như là Lý Thiên Mệnh tự nhận là, tạm thời có chút không thiết thực nguyện vọng. Nguyện vọng này bước đầu tiên, cũng là lúc này hành động lần này. Phệ Cốt nghĩ có quá nhiều sự không chắc chắn. Nhất định muốn thành công, mới có thể có bước kế tiếp. Trên thực tế, chỉ cần cuối cùng thành quả, không cho ngoại nhân lấy đi rất nhiều,
Thanh Vân Thần Mộc sản xuất, đủ để chèo chống hai cái này tông môn, nắm giữ vượt qua trước kia mấy lần tư nguyên. Thanh Vân Thần Mộc, tương đương với phóng đại Thanh Vân Đại Lục hàng tinh nguyên. Chỉ là bọn hắn mỗi lần, đều chỉ có thể cầm tới một thành mà thôi. Cho nên nói, gốc cây này thần mộc, cái này một tòa đại lục, kỳ thật có được giá trị khó có thể đánh giá. Tiếc nuối là, nơi này một mực bị chia cắt. Chỉ có cả hai sát nhập, Thanh Vân nhất thống, mới có thực lực chiếm cứ càng nhiều. Đây đều là Lý Thiên Mệnh, lập xuống tham vọng cơ sở. Đến về sau, Lý Thiên Mệnh tại Đại Hà dục Thanh Vân thần mộc bộ phận, đem cộng sinh không gian bên trong ngân trần, hóa thành hơn 1 triệu vô hình con rán, toàn bộ thả ra. Toàn bộ Đại Hà dục, đều nằm trong tay hắn. Bọn họ tới rất sớm. Không ra 3 canh giờ, quả nhiên phát hiện Diệp Bất Chi Thu đến. Hắn sẽ bố trí ở chỗ này vạn hợp giang sơn đồ, sau đó lại chạy về Thanh Hồn Kiếm Phong, cùng Giang Thanh Lưu cùng một chỗ mang theo kiếm tu xuất phát. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn làm hết thảy, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Phu Tử Thiên cười khẩy nói. Giang Thanh Lưu ánh mắt lãnh đạm. Một lúc lâu sau, Diệp Bất Chi Thu cũng đã đem cái kia, vạn hợp giang sơn đồ, bố trí xong. Hắn vỗ tay một cái, âm lãnh cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Không thể không nói, hắn chọn vị trí phi thường tốt, nơi này là một cái sơn cốc, hai bên đều là vách núi, phía sau là thâm uyên, phía trước thì là rừng rậm, chỉ có phía trên một cái cửa vào. Vạn hợp giang sơn đồ bố trí trong đó, mê huyễn kết giới triển khai, một khi ngươi cùng hắn tiến vào bên trong, ở bên trong chém giết. Động tĩnh rất khó truyền tới. Nơi này không có Thanh Vân thần mộc cành lá, cũng không ai sẽ ở cái này đóng giữ. Long Uyển Oánh nói. Tử Thiên, như thế nào? Giang Thanh Lưu nhẹ gật đầu, sau đó hỏi Vu Tử Thiên. Không có vấn đề gì, thôn giới thần đỉnh có thể khuếch trương đến rất lớn. Chúng ta trước đem, nắp đỉnh, chôn trong lòng đất, các loại đã đến giờ. Chúng ta ở trên núi, trực tiếp đem thôn giới thần đỉnh chụp lên tới. Có thể đem cái này hai tòa núi cùng vạn hợp giang sơn đồ, đều hoàn toàn thâu tóm trong đó, để hắn biến thành cá trong chậu. Có một chút cần thiết phải chú ý, kia chính là ta tự thân lực lượng, đối Diệp Bất Chi Thu tới nói cực kỳ bé nhỏ, thôn giới thần đỉnh chỉ có thể tạo được che giấu động tính tác dụng, một khi hắn va chạm nắp đỉnh phá vây, ta là nhìn không được, chỗ lấy các ngươi muốn khóa kín hắn, đừng để hắn có cơ hội. Phu Tử Thiên nói, chỉ là một cái Diệp Bất Chi Thu không có gì. Ba người chúng ta xuất thủ, hắn muốn động đạn cũng khó khăn. Yến Nữ Hiệp hoàn toàn thất vọng. Nàng và Long Uyển Oánh, đều đến tự nhất lưu thế lực. Nhất là Long Uyển Oánh, vẫn là Bạch Long Hoàng. Cũng chỉ có cổ kiếm thanh xương cấp bậc kia, mới so sánh cần muốn chú ý cẩn thận. Đến lúc đó, tốc chiến tốc thắng. Ha ha, ta đã chờ mong nhìn đến, hắn phát hiện bị, bắt rùa trong hũ, người, kỳ thật là chính hắn thời điểm biểu lộ. Yến Nữ Hiệp nói. Giang Thanh Lưu từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm, thế nhưng triệt để lãnh huyết. Diệp Bất Chi Thu bố trí vạn hợp giang sơn đồ thời điểm, mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái cười lạnh, hắn đều thu hết vào mắt. Đây đều là trọng trùy, đánh trúng nội tâm. Đến từ đồng môn ngư hại. Sư tôn, nghĩ thoáng điểm, coi như giết gà một dạng. Phu Tử Thiên ông cụ non, vỗ bờ vai của hắn nói. Ta chỉ hy vọng, thời gian đi nhanh một chút. Giết gà thời khắc nhanh điểm đến, Giang Thanh Lưu thản nhiên nói. Sau khi nói xong, chính hắn trước tiên phản hồi Thanh Hồn Kiếm Phong. Lý Thiên Mệnh bọn họ thì tại mục tiêu địa điểm, chú ý cẩn thận làm sau cùng bố trí. Kỳ thật gần nửa canh giờ, là có thể đem hết thảy làm xong. Tiếp đó, liền chờ, Dạ Hắc Phong cao, một khắc này. Đương nhiên, cái này trên Thái Dương, vĩnh viễn sẽ không Dạ Hắc Phong cao. Long Uyển Oánh cùng Yến Nữ Hiệp. Trước dấu ở vạn hợp giang sơn đồ phụ cận. Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, thì tại cái này hạp cốc hai bên ngọn núi bên trên, ngừng thở, yên lặng chờ cơ hội. Một ngày, hai ngày. Rốt cục, Ngân Trần báo cáo, Diệp Bất Chi Thu cùng Giang Thanh Lưu, mang theo hơn vạn kiếm tu đến. Bởi vì Lý Vô Song uy hiếp, đội ngũ của bọn hắn là hoàn toàn phân tán, liền Diệp Bất Chi Thu cùng Giang Thanh Lưu, đều là mỗi người đến. Sau khi đến, cùng cái này hơn vạn kiếm tu một dạng, điệu thấp dung nhập ngắt lấy thảo mộc thần linh trong đội ngũ, trong bóng tối thủ vệ. Ngày thứ hai, Lý Thiên Mệnh liền thấy, Diệp Bất Chi Thu đã mang theo Giang Thanh Lưu, hướng về vạn hợp giang sơn đồ mà đến. Tới, chuẩn bị.
Người mặc trường bào màu xanh đen, Giang Thanh Lưu, hững hờ nhìn thoáng qua phía trước một cái kia tối tăm bóng người màu vàng. Cái này người tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, bóng lưng thon dài, như là một thanh lợi kiếm, hành tẩu tại rừng cây ở giữa. Ai, người đến cùng làm cái gì thừa nước đục thả câu a? Cái gì cũng không nói, liền để ta đi với ngươi đến cái này. Giang Thanh Lưu mở miệng hỏi. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy chứ? Mới nói là trưởng giáo an bài, theo chính là. Diệp Bất Chi Thu quay đầu lại, thái độ lộ ra hơi không kiên nhẫn. Không phải, có nhiệm vụ gì, ngươi trước cùng ta câu thông một chút, có thể hay không tốt một chút. Giang Thanh Lưu vừa đi theo, một bên, hèn mọn, nói. Không muốn tới thì cút xa một chút, ngươi nhằm nhò gì a, còn cùng lão tử câu thông. Theo cứ duy trì như vậy là được, mỗi một ngày sạch nói nhảm. Đây chính là bình thường, Diệp Bất Chi Thu đối Giang Thanh Lưu thái độ. Hắn cô dám quá ngoại lệ. Nếu là hắn đối Giang Thanh Lưu khách khí, ngược lại sẽ để cho đối phương đem lòng sinh nghi. Tốt a, Giang Thanh Lưu bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, hắn sắc mặt phiền muộn, nhưng vẫn là theo Diệp Bất Chi Thu. Diệp Bất Chi Thu quay đầu ngắm hắn liếc một chút, nhịn không được cười lạnh, tâm lý nói thầm. Thì cháu trai này một người như vậy, tùy tiện hô tới quát lui, thanh hồn tháp vậy mà lại lựa chọn hắn. Là không phải là bởi vì khí hồn tồn tại quá lâu, não tử không dùng được rồi. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, trong lòng của hắn ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Giang Thanh Lưu càng là khúm núm, hắn càng là không cách nào khống chế nội tâm bành trướng. Mấy trăm năm, người này vẫn luôn là nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắn sai sử, khi nhục, vênh váo hung hăng, đều không phải lần đầu tiên. Cứ như vậy, Diệp Bất Chi Thu chính mình cũng khó có thể tin, hắn liền tùy tiện giật một chút, liền đem Giang Thanh Lưu dọa đến, cùng hắn cùng đi tiến vào vạn hợp Giang Sơn đồ phạm vi. Thành công! Diệp Bất Chi Thu không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn thậm chí muốn cười, mà lại lập tức cười ra tiếng âm tới. Đứng tại cái này dày đặc rừng cây chỗ sâu, Diệp Bất Chi Thu quay đầu lại, nhịn không được bưng bít lấy trán, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ha ha ha! Chế giễu, sung sướng, châm chọc, toàn bộ lăn lộn cùng một chỗ. Hắn nặn ra bầu rượu, hung hăng uống một ngụm đỉnh cấp thảo mộc thần linh sản xuất rượu ngon, cười híp mắt nhìn lấy Giang Thanh Lưu, trong mắt tràn đầy sung sướng. Cái kia một ngụm rượu ngậm trong miệng, không có uống đi, cô lỗ vài tiếng về sau, hắn đem phun ra, vung tại trên mặt đất. Cười gì vậy, Diệp Bất Chi Thu, Giang Thanh Lưu, ngốc trệ, hỏi. Trời ạ, người còn không có phát hiện sao? Diệp Bất Chi Thu kinh ngạc nói, biểu lộ khoa trương. Cái gì? Giang Thanh Lưu thất thần hỏi. Vạn hợp Giang Sơn đồ a, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem chung quanh đi, sững sờ hàng. Diệp Bất Chi Thu trợn mắt một cái nói. A, Giang Thanh Lưu liếc nhìn liếc một chút, quả nhiên phát hiện nơi này đã là tầng tầng rừng rậm mê trướng. Cả trên trời đều là mê vụ. Bay đi lên về sau, lập tức đều rơi vào một mảnh khác trong rừng rậm. Vạn hợp Giang Sơn đồ, có thể sinh ra 10.000 trọng rừng rậm mê trướng kết giới, bị giam ở trong đó người, thực lực không đủ đánh vỡ, chỉ có thể để Diệp Bất Chi Thu tươi sống mài chết. Chúc mừng ngươi a, trở thành Đông Diệp tộc Tân Vương, Diệp Thúc đem cái này đều truyền thừa cho ngươi, thật sự là vĩ đại. Giang Thanh Lưu nói. Nghe nói như thế, Diệp Bất Chi Thu ngây ngẩn cả người. Ngươi thật ngu đến mức loại trình độ này, còn không biết mình sắp chết sao? Diệp Bất Chi Thu nói. Sắp chết, nói đùa cái gì, không có địch nhân a. Giang Thanh Lưu thản nhiên nói. Không có địch nhân. Diệp Bất Chi Thu nhanh cười nghiêng ngửa, hắn tay nắm một thanh kiếm, chỉ hướng Giang Thanh Lưu, nói, ta cần nhờ vạn hợp Giang Sơn đồ giết ngươi, vẫn chưa rõ sao. Ngươi nói cái gì? Giang Thanh Lưu, chấn kinh, hỏi. Được rồi, ngươi liền chết đến hồ đồ một chút đi, ta lười nhác cùng ngươi nói. Đừng, ngươi vẫn là để ta bị chết rõ ràng một chút. Giang Thanh Lưu bỗng nhiên cười nói. Ha ha! Diệp Bất Chi Thu chỉ cảm thấy, cùng loại này ngu xuẩn người nói chuyện, quả thực lãng phí miệng lưỡi. Trách không được ngươi 30 tuổi thì bị phế sạch, IQ là ngạnh thương. Mỉa mai một tiếng, Diệp Bất Chi Thu bỗng nhiên động thủ. Có đúng không, ngươi chắc chắn chứ? Giang Thanh Lưu nhếch miệng, sau đó cười. Diệp Bất Chi Thu lần thứ nhất ngây ngẩn cả người. Hắn thật không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngươi đang cười, hắn hỏi. Chúc mừng chính mình tân sinh, sống thêm một trận. Còn giống như có chút oanh oanh liệt liệt.
Giang Thanh Lưu nói. Thật sự là có bệnh, ngậm lấy hồ đồ ngươi đi chết đi. Diệp Bất Chi Thu hung ác tiếng nói. Hồ đồ người, là ngươi đây. Giang Thanh Lưu vui vẻ nói. Tại Diệp Bất Chi Thu ngây người thời điểm, Giang Thanh Lưu chỉ phía trên, nói, mơ hồ có thể nhìn đến sao. Thôn giới thần đỉnh. Ừm. Diệp Bất Chi Thu là có thể xuyên qua vạn hợp giang sơn đồ, nhìn đi ra bên ngoài. Hắn bất ngờ phát hiện, bên ngoài đen kịt một màu. Hai tòa núi, đều bị hắc ám chìm ngập. Trật tự chi địa không có đêm tối. Tất cả hắc ám, đều đến tự che đậy. Giang Thanh Lưu nói thôn giới thần đỉnh, vậy liền nhất định là thôn giới thần đỉnh. Cái gì? Diệp Bất Chi Thu có dự cảm không hay, sắc mặt đại biến. Rầm rầm rầm. Toàn bộ vạn hợp giang sơn đồ mê trướng, bỗng nhiên chấn động, rừng rậm này mê trướng, lập tức có cảm giác trời long đất lở. Có người ở bên ngoài công kích vạn hợp giang sơn đồ. Diệp Bất Chi Thu trái tim co quắp một chút. Đây là vạn hợp giang sơn đồ nhược điểm, chỉ cần đem người nuốt vào đến, vạn hợp giang sơn đồ rất mạnh. Nhưng nếu sẽ vượt qua Diệp Bất Chi Thu cường giả, ở bên ngoài tiến công, căn bản nhìn không được. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn hợp giang sơn đồ bên trong, thanh thế to lớn, xuất hiện vô số lỗ hổng. Ầm ầm, Giang Thanh Lưu thừa cơ liền xông ra ngoài, biến mất tại Diệp Bất Chi Thu trước mắt. Chạy đâu? Diệp Bất Chi Thu tê cả da đầu, đuổi theo. Vừa truy hai bộ, hắn đột nhiên lạnh cả người. Bởi vì, hắn bất ngờ nhìn đến, hai cái thân phận cao hắn vô số nữ nhân, xuất hiện tại trên không, lạnh lùng mà ánh mắt hài hước, theo dõi hắn. Thôn giới thần đỉnh, Bạch Long Hoàng cùng Yến Nữ Hiệp. Đây hết thảy đều đang nói rõ, có người tại bẫy dập của hắn phía trên, chụp vào một tầng bẫy dập. Dẫn đến hiện tại chúng chiêu người, thành chính hắn. Sự thực như vậy, còn có Long Uyển oánh ánh mắt, để hắn xương sống đều đang run rẩy. Không có khả năng, các ngươi dám can đảm tính kế ta, các ngươi muốn làm gì? Diệp Bất Chi Thu nhắm mắt nói. Hung ác vừa nói lời nói, hai chân lại tại run nhẹ nhẹ. Muốn làm gì? Đương nhiên là, muốn đem ngươi rút gân lột ra a. Giang Thanh Lưu vui vẻ nói. Ngươi dám, chỉ bằng ngươi, cha ta cùng trưởng giáo lập tức tới ngay, các ngươi dám can đảm ở cái này tính toán ta, tuyệt đối phải trả giá đắt. Diệp Bất Chi Thu ngoài mạnh trong yếu nói. Thôi đừng chém gió, bọn họ đều tại Thanh Hồn Kiếm Phong. Chờ ngươi cầm lấy Thanh Hồn Tháp, trở về gặp bọn họ đây. Giang Thanh Lưu cười nói. Ngươi, toàn bộ biết. Diệp Bất Chi Thu hít một hơi lãnh khí. Hắn phát hiện, gia hỏa này vừa mới tất cả khúm núm, đều là đang giả heo ăn hổ a. Hắn căn bản không nghĩ ra, đến cùng là một bước kia, sai lầm. Đương nhiên biết, Diệp Bất Chi Thu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn lão tử nghèo. Giang Thanh Lưu vui vẻ nói. Động thủ. Long Uyển Oánh lạnh lùng nói. Ây! Một luồng hơi lạnh, theo Diệp Bất Chi Thu lòng bàn chân, trong nháy mắt lui trên trán. Hạp cốc phía trên, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên hai người trẻ tuổi, ngồi trên hư không. Trên thực tế đây không phải hư không, mà chính là thôn giới thần đỉnh. Chỉ bất quá, cái này đã đem hai tòa núi cùng một tòa hạp cốc, nuốt xuống thôn giới thần đỉnh, trước mắt tại ẩn giấu trạng thái. Không tới gần, rất khó phát hiện manh mối. Nơi đây, là Diệp Bất Chi Thu chuyên môn chọn lựa chỗ ẩn núp, lại có hai người bọn họ canh gác, vấn đề không lớn. Rầm rầm rầm. Thôn giới thần đỉnh bên trong, mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh, thần đỉnh truyền tới một lần lần chấn động. Lão đại, ngươi không vào xem, Lý Thiên Mệnh nói. Không cần nhìn, chỉ là ngươi sư tôn phối hợp Thanh Hồn Tháp, đối phó hắn đều không vấn đề quá lớn, huống chi, hai tôn nữ thần, xuất thủ. Oánh gì so với các ngươi trưởng giáo, còn mạnh hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nói Long Uyển Oánh có tài nhưng thành đạt muộn, chính là chỉ nàng tại phu quân sau khi đi. Thu hồi, năm tháng tính tốt, liều mạng tu hành. Mạo hiểm đột phá lần lượt ràng buộc, leo lên Bạch Long Hoàng vị trí, tuyệt đối thực chí danh quy. Không ra Lý Thiên Mệnh sở liệu, động tĩnh rất nhanh lắng lại. Bọn họ đoán chừng đã tại tan rã Diệp Bất Chi Thu hành động cùng sức chống cự, để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Lý Thiên Mệnh tay cầm, chính đang chơi một số tiểu ngân chứng. Cái kia tiểu ngân chứng bị đánh đến ném đi. Một cái trứng trong nháy mắt có thể hóa thành hàng vạn con kim loại con kiến, bò đầy Lý Thiên Mệnh toàn thân. Hình tượng này nhìn đến Vu Tử Thiên tê cả da đầu. Người cái này cộng sinh thú, tuyệt đối là trên đời này đệ nhất quái vật. Vu Tử Thiên nói. Còn sớm đâu,
người có thể nhìn đến, chỉ là nó sơ cấp thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hy vọng dựa vào nó, chúng ta một nhóm người này, có thể tại Thanh Vân Đại Lục, chính thức có được quyền nói chuyện. Tối thiểu nhất, không thể để cho những thứ này thiển cận người, chém đứt Thanh Vân Thần Mộc. Phu Tử Thiên nói. Từng bước một đi thôi, không thể phạm sai lầm. Kỳ thật, bọn họ làm sự tình, coi là thật to gan lớn mật, mạo hiểm vạn phần. Một lát sau, Thiên Mệnh tiến đến. Long Uyển oánh hô một tiếng. Bên trong triệt để an tĩnh, bọn họ rõ ràng thành công. Phu Tử Thiên mở ra thôn giới thần đỉnh, để Lý Thiên Mệnh đi vào. Loảng xoảng, Lý Thiên Mệnh rơi vào một cái tối tăm trong hoàn cảnh. Hướng nơi xa nhìn qua, bên trái có rất nhiều tàn bại thực vật, cái kia tựa hồ là vài cọng thực vật cộng sinh thú, có điểm giống là cây phong, giờ phút này chính co lại trong góc, run lẩy bẩy, hoàn toàn bị hai đầu trời trong Bích Lạc Kỳ Lân khống chế. Một bên khác, lại có một tòa thanh sắc bảo tháp. Cái kia bảo tháp cùng thanh hồn kiếm phong có chút tương tự, giống là một thanh hình nón kiếm, rất hiển nhiên, còn có thể làm kiếm đến sử dụng. Đây chính là thanh hồn tháp. Tuy nhiên so đoạt mệnh ngân long kém một chút, nhưng cũng là coi như không tệ trật tự thần binh. Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu cùng Long Uyển Oánh, thì đứng tại cái này thanh hồn tháp bên cạnh. Đến mức Diệp Bất Chi Thu, không hề nghi ngờ, hắn bị trấn áp tại dưới tháp. Bên này, Long Uyển Oánh mỉm cười ngoắc. Tới, Lý Thiên Mệnh lách mình đi qua, cúi đầu xem xét, thanh hồn tháp trấn áp phía dưới, cái kia Diệp Bất Chi Thu chỉ có một cái đầu lộ ra. Ánh mắt của hắn tán loạn, cả người hấp hối, khí tức yếu ớt, tuyệt đối bị dày vò đến rất thảm. Nhất là tại thanh hồn tháp trấn áp phía dưới, giờ phút này hắn liền một ngón tay, đều khó mà động đậy. Hắc, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Diệp Bất Chi Thu nhãn cầu, tại trong mắt đảo lộn vài vòng, thế này mới đúng chuẩn Lý Thiên Mệnh. Ngươi, thấy hắn về sau, Diệp Bất Chi Thu hoảng sợ sau khi, lại có một ít nghi hoặc, hắn hét lên, các ngươi có loại gọn gàng mà linh hoạt giết ta, để một cái tiểu hài tử qua tới làm cái gì, nhục nhã ta. Đúng, cho ngươi uống miệng đồng tử nước tiểu, như thế nào? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút, Diệp Bất Chi Thu ra sức giãy giụa, không biết sao thanh hồn tháp không nhúc nhích, kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng. Mở cái trò đùa, ha ha. Kỳ thật ta muốn cho ngươi uống, có khác hắn vật. Lý Thiên Mệnh ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Cút, hoàng mao tiểu tử. Diệp Bất Chi Thu nhìn hắn chằm chằm, muốn thông qua khí thế trấn trụ hắn. Không biết sao, Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ. Hắn vươn tay, trong tay một cái màu bạc trứng, bỗng nhiên hóa thành kim loại con kiến dòng nước lũ. Đây là cái gì? Diệp Bất Chi Thu trừng to mắt. Ngoan ngoãn nghe lời nước. Lý Thiên Mệnh nói xong. Dùng tay phải nắm bắt Diệp Bất Chi Thu khóe miệng, sau đó đưa tay trái ra, đưa bàn tay phía trên cái kia hơn vạn kim loại con kiến, như là dịch thể một dạng, rót vào Diệp Bất Chi Thu trong miệng, trong nháy mắt tràn vào cổ họng. Ô ô, Diệp Bất Chi Thu kêu thảm dãy giụa, ánh mắt tán loạn. Đừng hoảng hốt, ngươi không chết được, nhưng là đâu, vì để cho ngươi nghe lời, hôm nay ngươi nhất định phải chịu khổ. Loại khổ này sẽ không chết người, lại để ngươi đời này, nghe được thanh âm của ta. Chỉ có thể quỳ xuống đất rung động. Nói xong, Lý Thiên Mệnh lại bóp nát một cái trứng bạc, rót vào trong miệng của hắn. Cái thứ ba, cái thứ tư, ục. Diệp Bất Chi Thu trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Một cái tiểu ngân trứng, có thể chia lên vạn phệ cốt nghĩ. Phệ cốt nghĩ thân thể, bản thân cường độ không cao, cực kỳ dễ dàng để Diệp Bất Chi Thu thể nội tinh luân nguyên lực diệt vong. Bất quá, hiện tại Diệp Bất Chi Thu bị thanh hồn tháp chân áp, ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt huyết nhục, đều ở trọng thương trạng thái, rất nhiều giới tử bị nghiền ép vỡ nát, tinh thần ý chí yếu kém, lực phản kháng 10 phần thấp. Ngay cả như vậy, phệ cốt nghĩ muốn chân chính chiếm lĩnh thân thể của hắn, cũng so Lý Thiên Mệnh giết hắn, đều muốn dễ dàng. Theo miệng bỏ vào hiệu quả không mạnh, Diệp Bất Chi Thu nghiến răng nghiến lợi, vị trí hiểm yếu vị trí giới tử tinh luân nguyên lực, đều diệt 99% phệ cốt nghĩ. Lý Thiên Mệnh chỉ là kiểm tra một chút mà thôi. Đại khái hiểu phệ cốt nghĩ cường độ về sau, hắn trực tiếp tại Diệp Bất Chi Thu trên da đầu, mở một đường vết rách, chém đứt xương sọ, mở ra khe hở, trực tiếp đem phệ cốt nghĩ dán tại đứt gãy chỗ. Tạch tạch tạch. Phệ cốt nghĩ cắn xé cốt cách vết nứt, trực tiếp chui vào, đây mới là chính kịch. Theo giờ khắc này bắt đầu, Diệp Bất Chi Thu bắt đầu thảm liệt kêu khóc. Trong mắt của hắn, gần như sắp muốn trợn lồi ra.
toàn thân nổi gân xanh, đau đến toàn thân run rẩy co rút. Không, không, như tê liệt kêu thảm, cũng không có có tác dụng gì. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lùng, dẫn phệ cốt nghĩ 11.000 vạn đi vào, dù là Diệp Bất Chi Thu có thể hủy đi hơn phân nửa, đều không ngăn nổi Lý Thiên Mệnh phệ cốt nghĩ nhiều, về số lượng ức. Dù là chỉ là 1%, thành công giết hết cốt cách bên trong, dựa vào đối thủ cốt cách bảo hộ sống sót, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn thể nội phệ cốt nghĩ số lượng, sớm muộn đến đầy đủ quy mô. Thôn giới thần đỉnh, ngăn cách Diệp Bất Chi Thu kêu thảm. Van ngươi, giết ta, giết ta. Thanh âm hắn thê lương, khóc đến ho khan, nôn khan. Tạch tạch tạch, phệ cốt nghĩ đại quân, thông qua cốt cách, tại hắn thể nội di chuyển. Từ đầu hướng về xương ngực mà đi, lại dọc theo xương sống, hướng về tứ chi khuếch tán. Lý Thiên Mệnh đã từng nói nửa canh giờ, là so sánh lạc quan tình huống. Tại Diệp Bất Chi Thu liều mạng chống cự dưới, hắn kéo dài tới tận một canh giờ thời gian, mới đưa 100.000 phệ cốt nghĩ chồng vào Diệp Bất Chi Thu toàn thân cốt cách. Sau đó vì bảo hiểm, hắn bỏ ra suốt cả ngày, trọn vẹn đem phệ cốt nghĩ số lượng, gia tăng đến 1 triệu. Này bằng với Diệp Bất Chi Thu mặt ngoài, nhìn không ra có thay đổi gì, nhưng trên thực tế hắn toàn thân trên dưới xương cốt, bao quát xương sọ, xương ngực, xương sống, xương tay, xương đùi các loại hết thảy vị trí, thậm chí ngón tay xương cốt, trong đó bộ đều là lít nha lít nhít kim loại phệ cốt nghĩ, ký sinh ở đây. Nói thật, cái này ngược lại để xương cốt của hắn biến đến càng cường ngạnh hơn. Kết thúc. Hết thảy sau khi hoàn thành, nói thật, phệ cốt nghĩ an tĩnh tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Chỉ cần hắn nghe lời, không có quá nhiều cảm giác khó chịu. Chỉ là cái này, ký sinh, quá trình thống khổ, sợ là mấy cái đời cũng khó khăn quên. 1 triệu phệ cốt nghĩ, tương đương với 100 cái tiểu ngân chứng. Nhưng nói thật, toàn bộ quá trình bên trong, Lý Thiên Mệnh bị Diệp Bất Chi Thu hủy đi tiểu ngân chứng. Số lượng đạt đến 10.000, toàn bộ bị cuồng bạo tinh luân nguyên lực xé rách. May ra thành công. Buông ra thanh hồn tháp đi. Lý Thiên Mệnh lui về phía sau một khoảng cách, cùng Long Uyển Oánh bọn họ đứng chung một chỗ, nhìn lấy cái kia nằm dạp trên mặt đất, đã lâm vào trạng thái hôn mê Diệp Bất Chi Thu. Gieo xuống phệ cốt nghĩ quá trình, không có gì lo lắng, đến đón lấy thì nhìn nó đe dọa hiệu quả. Lý Thiên Mệnh nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Diệp Bất Chi Thu, có thể hay không nghe lời. Ta cảm giác, không có vấn đề. Long Uyển Oánh nói. Nàng ánh mắt còn có chút khẽ run. Vừa rồi Diệp Bất Chi Thu thảm trạng, liên tưởng tới phệ cốt nghĩ tiến chính mình thân thể thời điểm, không khỏi dùng mình. Giang Thanh Lưu cùng Yến Nữ Hiệp, cũng nhìn không được gật đầu. Bọn họ không khỏi nhìn nhiều Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Đến thời khắc này đến, đã rất khó đem hắn nhìn thành, một cái chỉ có 20 mấy tuổi tiểu bối. Không thể không thừa nhận, hành động lần này, bọn họ xuất lực. Nhưng là Lý Thiên Mệnh, là hạch tâm. Sau đó không lâu, Diệp Bất Chi Thu ngón tay rung động, mơ màng tỉnh lại. Dọa một chút, hắn giật mình tỉnh lại, trừng to mắt, thì cùng là làm một cơn ác mộng giống như. Qua một hồi, hắn đem chuyện trước này nghĩ tới, nhất thời một mặt kinh hoàng, nhìn hằm hằm Lý Thiên Mệnh, nói, người hướng ta xương cốt bên trong, đến cùng thả cái gì? Ta cộng sinh thú tử thể, gọi phệ cốt nghĩ, số lượng 1 triệu, giấu ở ngươi cốt cách, ngươi giết không chết bọn họ, mà bọn hắn lại có thể tùy thời muốn mạng của ngươi, càng có thể để ngươi vô số lần, thể nghiệm mới rồi mùi vị đó. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Nhớ tới vừa mới. Diệp Bất Chi Thu toàn thân run run một chút, hai chân không cầm được phát run. Tại hắn hoảng sợ thời điểm, Lý Thiên Mệnh đem phệ cốt nghĩ năng lực, cùng hắn miêu tả rõ ràng. Làm tự thể nghiệm người. Diệp Bất Chi Thu biết, hắn nói đây hết thảy, đều không phải là nói đùa. Có điều, tin tức tốt là, chỉ cần ngươi từ nay về sau vì ta hiệu lực, duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy cũng không cần lại tiếp nhận loại thống khổ này. Ngươi vừa mới nếm thử, chỉ là không thể tránh khỏi vết thương nhỏ đau, tránh thức phát tác, có thể sẽ mãnh liệt gấp 100 lần, ngươi có muốn hay không nhấm nháp một chút. Lý Thiên Mệnh trong tay nắm bắt một cái tiểu ngân chứng. Cái kia tiểu ngân chứng tản ra. Hóa thành hàng vạn con phệ cốt nghĩ, bò đầy Lý Thiên Mệnh thân thể, thậm chí trên mặt của hắn, cùng nhau nhìn lấy Diệp Bất Chi Thu. Cái kia hai cái chấm đen nhỏ ánh mắt, tràn đầy quỷ dị. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh xem ra, đều có điểm giống là thế gian ma quỷ. Súc sinh, Diệp Bất Chi Thu nhục mạ một tiếng. Hắn cho đến nay, vẫn cảm giác hết thảy đều đang nằm mơ. Đạt được vạn hợp giang sơn đồ,
dẫn Giang Thanh Lưu tiến bẫy dập. Chính là nhân sinh mỹ mãn nhất thời khắc, nhưng trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Cái này khiến hắn cự tuyệt đối mặt sự thật. Muốn thử một chút sao? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Các ngươi đây là to gan lớn mật muốn chết. Giang Thanh Lưu, người bán đồng môn, cấu kết ngoại địch, người tội đáng chết vạn lần a. Nói đến, chết chữ, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một khắc này toàn thân trên dưới, bao quát mỗi một ngón tay đều tại run rẩy kịch liệt, cả người thì cùng bóp méo giống như. Cái này một tiếng hét thảm, thực đang nghe được người tê cả da đầu. Ngừng. Diệp Bất Chi Thu đã dùng hết sau cùng khí lực, tuyệt vọng hô lên một chữ này, ánh mắt hoàn toàn tán loạn. Coi như Lý Thiên Mệnh để phệ cốt nghĩ đình chỉ, hắn đều mềm mại ngã trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ngang, tại chỗ khóc lớn. Dễ chịu sao, loại đau này, rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi cũng không phải là đang nằm mơ. Đây chính là ngươi nửa đời sau hiện thực, ngươi chỉ có một lựa chọn, cũng là nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh thanh âm. Tại cái này chống trải thôn giới thần đỉnh quanh quẩn. Có thôn giới thần đỉnh tồn tại, Diệp Bất Chi Thu liền truyền tin thạch, đều không bay ra được. Hắn một bên khóc giống, một bên run rẩy ngẩng đầu. Thiếu niên tóc trắng kia, đứng tại ba một trưởng bối trung ương, ngược lại là hắn, lộ ra so mặt khác ba vị đều còn đáng sợ hơn. Nhất là ánh mắt kia, đây hết thảy đều bị Diệp Bất Chi Thu minh bạch, cái này thiên cung đệ tử, hắn có thể được đến địa vị bây giờ, thật không phải là ngẫu nhiên. Ngươi muốn dùng loại phương thức này, để cho ta vì ngươi bán mạng. Diệp Bất Chi Thu hung ác âm thanh hỏi. Nếu như ngươi là quan điểm, cũng có thể hiểu thành, hợp tác, dù sao con người của ta, đối với mình chó, cái kia đều tương đối tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ngươi nghĩ hay lắm, ta có thể tự sát, để ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Diệp Bất Chi Thu ánh mắt đỏ thẫm gầm nhẹ nói. Nghe xong câu nói này, Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển oánh liếc nhau. Hắn nhịn không được cười ra tiếng đến, khoát khoát tay, nói. Có thể, muốn tự giết, làm phiền ngươi nhanh một chút, chúng ta biến thành người khác chọn là được rồi. Tiếp đó, dùng cái này vạn hợp giang sơn đồ, để ngươi cha mắc câu, cha ngươi lớn tuổi, khả năng không có ngươi như thế có cốt khí. Hắn loại này thái độ thờ ơ, để Diệp Bất Chi Thu tuyệt vọng. Diệp Bất Chi Thu, làm ngươi ở chỗ này, dùng tự sát, đến uy hiếp chúng ta thời điểm, chúng ta liền biết. Ngươi sẽ không tự sát. Bởi vì ngươi thật muốn tự sát, ngươi chọn trước làm bộ hiệu lực, sau đó trở về Thanh Hồn Kiếm Phong, đem ta phệ cốt nghĩ sự tình, công bố cho cổ kiếm Thanh Xương, ngươi lại anh dũng hy sinh. Lúc này mới bị chết có giá trị. Ngươi ở chỗ này nói ra miệng, mới nói rõ ngươi tham sống sợ chết, minh bạch. Lý Thiên Mệnh cười nói. Diệp Bất Chi Thu ngây dại. Hắn không phải ngu xuẩn. Chỉ là bi thảm như vậy hiện trạng. Để trong lòng hắn hỗn loạn, IQ giảm xuống. Lý Thiên Mệnh nói không sai, tránh thức muốn tự sát, là sẽ không lớn tiếng ồn ào. Tại Diệp Bất Chi Thu ngây người thời điểm, Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, nếu như ngươi lựa chọn mật báo, vậy phải xem nhìn, là ngươi nói nhanh, vẫn là ngươi chết nhanh. Ta cam đoan, ngươi liền, phệ cốt nghĩ, ba chữ đều nói không ra miệng, viết cũng đừng hòng viết ra, ta thì để ngươi làm chàng chết bất đắc kỳ tử. Ngươi biết tại sao không? Ở trên thân thể ngươi, là ta cộng sinh thú, từ hôm nay trở đi, ta ngoại trừ không biết ngươi đang suy nghĩ gì bên ngoài, ngươi cùng bất luận kẻ nào, nói, viết, ám chỉ mỗi một chữ, ta đều có thể thức thời nghe được. Ngươi ở trước mặt ta, đã hoàn toàn không có bí mật, ngươi có thể đem ta hiểu thành, là ở tại xương cốt của ngươi bên trong, nắm bắt mệnh của ngươi bóng mờ, cả một đời đều không vung được. Câu nói này ý vị, là tương đương đáng sợ. Tương đương với thân thể bị ký sinh. Hoàn toàn thân bất do kỷ, thời khắc có người giám thị. Thông đồng một chút tiểu cô nương, đều có người lạnh lùng nhìn chăm chú lên a. Đương nhiên, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi nghe lời, tiếp đó, ngươi nửa đời sau sinh hoạt, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần ngươi không uy hiếp ta, không làm sằng làm bậy, ngươi làm cái gì, ta đều không can thiệp, ta tôn trọng tự do của ngươi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Nghe xong đây hết thảy. Diệp Bất Chi Thu trầm mặc. Sau cùng câu nói này, ta như thế nào tín nhiệm ngươi? Diệp Bất Chi Thu hỏi. Để thời gian cho ngươi đáp án, nếu như ngươi phát hiện ta nuốt lời, vậy ngươi thì tự sát đi. Kỳ thật, ngươi hiểu ta ý tứ, ta chỉ muốn trưởng khống ngươi, lại cũng không muốn hại ngươi. Lý Thiên Mệnh cho hắn hy vọng. Cho nên, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Diệp Bất Chi Thu hỏi.
Nói ra câu nói này, đã chứng minh, hắn khuất phục. Hỏi câu nói này trước, ngươi trước tiên cần phải làm rõ ràng, hôm nay là ngươi thiết lập hạ bẫy dập mưu hại sư tôn ta, ta chỉ là phản chơi một vố, mà không phải ta chủ động hại ngươi cái này người vô tội, hiểu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốt a, cái này không trọng yếu là, ngươi thành công, sau đó phải dùng như thế nào ta? Diệp Bất Chi Thu nói. Được, ta nói thẳng, ta mục tiêu cuối cùng là cổ kiếm thanh xương, thì dùng hôm nay phương thức giống nhau trưởng khống hắn. Từ đó nắm giữ nửa cái Thanh Vân Đại Lục, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi điên rồi, trưởng giáo đối ngươi không tệ, ngươi vậy mà muốn mưu hại hắn. Diệp Bất Chi Thu mở ra, đạo đức thẩm vấn. Làm rõ ràng, là các ngươi liên hợp cùng một chỗ, muốn thông qua giết sư tôn ta, cướp đi thanh hồn tháp, chúng ta mới không được đã đi đến một bước này, minh bạch. Lý Thiên Mệnh nói. Giang Thanh Lưu tuy nhiên không phải hắn chân chính sư tôn, nhưng cũng là Vô Tử Thiên Đích sư tôn. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, không có khác biệt lớn. Ngươi liền việc này đều biết. Diệp Bất Chi Thu chấn kinh. Đúng. Ngươi tại chúng ta cái này có nội ứng. Người nào? Diệp Bất Chi Thu còn không biết, vô hình con rán, trong đầu liền trực tiếp nổi lên một người. Hắn nhất thời nổi giận mắng, Mộ Hoa bà lão bất tử này, vậy mà phản bội trưởng giáo. Đáng chết. Đối với hắn loại này suy đoán, Lý Thiên Mệnh từ chối cho ý kiến, để chính hắn đoán mò. Diệp Bất Chi Thu hiển nhiên sẽ cho rằng, hắn không là cái thứ nhất chúng chiêu người, Mộ Hoa bà mới là. Cứ như vậy, tại Diệp Bất Chi Thu trong tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh trận doanh, đã tương đương kinh khủng. Đây là cái gì biến thái cộng sinh thú a? Hắn có chút tuyệt vọng. Hắn xem kỹ lấy Giang Thanh Lưu, nhịn không được mắng, Giang Thanh Lưu, thanh hồn điện nuôi dưỡng ngươi, có thể ngươi lại ăn cây táo rào cây sung, khi sư diệt tổ, ngươi. Chớ nói nhảm, Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Bất Chi Thu còn tại điên cuồng tâm tình bên trong, qua rất lâu, hắn cuối cùng tỉnh táo tới, hỏi, được, là chúng ta cùng trưởng giáo, muốn giết người cướp đi thanh hồn tháp không sai, như vậy các ngươi đâu, khống chế trưởng giáo cùng thanh hồn điện, muốn làm cái gì? Ta theo ngươi, nói một chút ta logic đi. Lý Thiên Mệnh đứng tại trước mắt hắn, hắn không có chút nào sợ cái này Diệp Bất Chi Thu. Ta nghe, đối phương nói. Lý Thiên Mệnh cực nhìn hắn ánh mắt, nói. Kỳ thật. Ta lúc đầu ý nghĩ, khẳng định là đem trưởng giáo, xem như chính mình người, dạng này thanh hồn điện bên này, cũng là thùng sắt một khối. Đáng tiếc trưởng dạy mình lưng cách chúng ta, còn muốn sư tôn ta mệnh, kéo dài như thế, khẳng định 10 phần bị động. Đã như vậy, chúng ta lựa chọn phản kích, trước cầm xuống trưởng giáo, lại dùng đồng dạng biện pháp, tìm cơ hội đối phó Vân Thiên Khuyết, trưởng khống Vân Thượng Tiên Cung. Kể từ đó, Thanh Vân nhất thống. Mới tổ hợp thế lực. Thì có thực lực cùng tư bản, để chiến thần tộc, làm huyết tinh hải cùng thiên thần kiếm tông những thứ này đến chia cắt thanh vân thần mộc tông môn lăn ra ngoài. Sợ rằng chúng ta, chỉ có thể cầm tới một nửa trái cây, thanh vân đại lục đều có thể bay lên. Mới có thể không nhìn khác sắc mặt người, chính mình thủ hộ thanh vân thần mộc. Chỉ có dạng này, hắn mới dễ dàng hơn tại thanh vân đại lục, thành lập chính mình căn cơ. Từ đó có cơ hội vùng lên. Đây là Lý Thiên Mệnh chủ động xuất kích. Ta thanh minh một chút, ta điểm xuất phát là vì Thanh Vân Đại Lục tốt, mặc kệ là trưởng giáo, còn là đối diện Vân Thượng Tiên Cung Vân Thiên Khuyết, nếu có cơ hội thành công, tất cả mọi người cùng ngươi không có khác nhau, chỉ cần không cóng phản, ai cũng có thể bình thường còn sống. Hai cái đối lập tông môn, ai cũng muốn được càng nhiều, cho nên chinh chiến không nghỉ. Thanh Vân Thần Mộc thành thục, còn mỗi người kéo ngoại viện đến cạnh tranh, dẫn đến tài nguyên tu luyện ngược lại đại lượng đánh mất. Nhưng nếu là hai cái tông môn, cùng chung mối thù, coi như trên mặt nổi không thống nhất, kỳ thật, đối lẫn nhau ngược lại càng có chỗ tốt. Điểm này, Diệp Bất Chi Thu là minh bạch. Nhưng hắn căn bản không tưởng tượng lực, nghĩ đến có một ngày, có người có thể khống chế hai đại tông môn hai đại trưởng giáo. Người quá ý nghĩ hão huyền, cái này là không thể nào thực hiện, người đây là tại nằm mơ. Muốn là người có thể thành công, sớm đã có vô số người thành công, có thể đến phiên người cái này tóc vàng tiểu hài tử. Lý Thiên Mệnh. Ngươi là ai khôi lỗi? Long Uyển Oánh, Thiên Viên Long Tông. Diệp Bất Chi Thu cả giận nói. Một đứa bé, hắn thật không tin, này lại là ý nghĩ của hắn. Lý Thiên Mệnh mỗi một câu bên trong, nói đều là ta, mà không phải chúng ta. Cái này chứng minh đối với việc này, hắn là vị trí chủ đạo. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Diệp Bất Chi Thu, có thể hay không thực hiện, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tiếp đó.
chỉ cần nghe theo chỉ huy của ta, tại thích hợp thời điểm, đem cổ kiếm Thanh Xương dẫn tới. Thành công hay không, ngươi lại nhìn lấy. Lý Thiên Mệnh nói. Giải quyết cổ kiếm Thanh Xương, kế hoạch liền thành công một nửa. Hắn không lo lắng Diệp Bất Chi Thu tiết lộ. 1 triệu phệ cốt nghĩ ở trên người hắn, thời thời khắc khắc xem kỹ lấy hắn, hắn không có tiết lộ cơ hội. Ngươi biết, vì cái gì đem những này, cùng ngươi nói rõ ràng như vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì ngươi không có sợ hãi, không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Diệp Bất Chi Thu nói. Ngươi sai, ta rất có lòng thành, hoan nghênh ngươi thêm vào vì thủ hộ Thanh Vân, mà phấn chiến sự nghiệp bên trong, ta muốn cho ngươi minh bạch, ngươi làm hết thảy, cho dù là bị ta điều động, đều là có ý nghĩa. Nếu như có thể thành công, bao nhiêu năm về sau, ngươi thậm chí có thể cho là mình là vĩ đại. Tuy nhiên ngươi bây giờ bị ta trưởng khống, cưỡng ép kéo vào chính nghĩa hàng ngũ, có thể ngươi cái này một đợt, tuyệt đối không lỗ. Lý Thiên Mệnh một trận tẩy não. Diệp Bất Chi Thu bó tay rồi. Hắn khẳng định không tin loại lời này.